chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện giết ôn nguyệt đền mạng. Triệu thị lôi kéo chó nhi cũng tới đến bạch thị bên cạnh, đầu gối khẽ công quỳ đi xuống, cúi đầu thấp giọng nức nở, nương. Chó Nhi bị Bạch Thị tử trạng dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, sợ hãi phải rút vào triệu thị trong ngực, đem mặt chôn thật sâu tiếng trong ngực không dám nâng lên. Trương cái này ôm một cái Bạch Thị, trong sơn động những phạm nhân khác cũng phải lấy thấy rõ ràng Bạch Thị là tình huống như thế nào. T. Có phạm nhân thấy rõ Bạch Thị tử trạng về sau, bị dọa đến hít một hơi lãnh khí. Cái này sáng sớm đã nhìn thấy như thế vô cùng thê thảm một màn, thật rất cách ứng người. Trong sơn động người chết, thi thể còn cùng bọn hắn đợi lâu như vậy, nghĩ như thế nào đều là toàn thân rung lên buồn nôn không thôi có phạm nhân năng lực chịu đựng kém tại nhìn thấy bạch thị thảm trạng về sau trực tiếp trong dạ dày một trận buồn nôn đứng dậy nhanh chân liền chạy ra ngoài đối với bạch thị cái chết đoàn người không hiểu ra sao không rõ ràng cho lắm trương ôm lấy bạch thị khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt nghiễm nhiên một bộ tâm chết như cho muốn theo bạch thị đi dáng vẻ trương toàn thừa động tác cứng đờ chậm chạp liền tay áo xoa xoa nước mắt chỉ gặp hắn ngẩng đầu lên một đôi mắt đỏ bừng nhìn xem trên xe bò ôn nguyệt ôn nguyệt mẫu thân của ta cũng không có đắc tội ngươi ngươi tại sao phải đối nàng hạ tử thủ giết nàng nàng một cái lão phụ nhân tay trói gà không chặt ngươi lại ngược đãi đánh đập nàng đem y phục của nàng cởi xuống để nàng bị đông thù hàng còn đem nàng đâm chết để nàng chết bởi mất máu quá nhiều trương toàn thừa thanh âm rất lớn lo giết rõ ràng lời nói kín đáo ngươi thật là ác độc độc tâm a trương toàn thừa đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng ôn nguyệt vì mờ mịt các phạm nhân cung cấp một cái nhưng mục tiêu hoài nghi. Đoàn người nhìn xem bên kia tử trạng dữ tận làm người ta sợ hãi bạch thị, nhìn nhìn lại bạch thị thi thể chung quanh tản mát đồ vật, cùng đổ vào xe bò lân cận giỏ trúc. Nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng khóa chặt hung thủ giết người. Người hành hung một khi khóa chặt, chỉ trỏ thanh âm liền liên tiếp. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, tối hôm qua ban đêm ta cũng bởi vì ôn nguyệt giết đánh lén chúng ta sói, mà đối với nàng sinh lòng cảm tạ cùng kính ý ai có thể nghĩ nàng vậy mà thừa dịp chúng ta nằm ngủ đối một cái dần dần già đi phụ nhân dùng như thế thủ đoạn độc ác đem người chơi chết người ta cái này bạch thị cũng không chút đắc tội nàng a à. không phải liền là trên miệng nói xấu nàng vài câu sao kia bạch thị không phải về sau cũng bị quan gia roi cuộc nhận nên được trừng phạt sao Ông nguyệt làm sao lòng dạ độc ác như vậy đối với người ta đuổi giết đến cùng a à. liền cái này cách cục cùng tâm nhãn cũng khó trách sẽ bị xét nhà lưu vong, thật là sống nên bị này báo ứng. cái này bạch thị cái chết xem ra chỉ là một cái bắt đầu, tiếp theo chính là trương gia những người khác. cũng không biết đêm nay ban đêm chết sẽ là ai. dựa theo đại hạ vương triều pháp lệnh, ôn nguyệt chính là bạch thị đền mạng. tại từng tiếng tiếng nghị luận bên trong, chu tài tuấn đã mang theo mấy vị quan sai đến. trương thị phụ tử gặp một lần quan sai, liền trăm miệng một lời, quan gia mời giết ôn nguyệt làm chủ cho chúng ta a. À. Chu Tài Tuấn nhìn trương trong ngực đã không có khí tức bạch thị, nhìn nhìn lại hiện trường phát hiện án, sau đó nhìn ôn nguyệt xe bò, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại ôn nguyệt trên thân, cái sau đang ngồi ở trên xe bò, nghiễm nhiên một người ngoài cuộc. Ôn nguyệt nên tiếp Chu Tài Tuấn ánh mắt, nàng là thần sắc lạnh lùng, một bộ trí thân sự ngoại xa cách cảm giác. Vẹn vẹn liếc mắt, Chu Tài Tuấn liền biết bạch thị cái chết, cùng ôn nguyệt không có chút quan hệ nào. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ đi cân nhắc, ôn nguyệt đều không có động cơ giết người chu tài tuấn cùng ôn nguyệt ánh mắt ngắn ngủi giao hội về sau hắn hướng trương thị phụ tử xem ra chuyện gì xảy ra tinh tế nói đến vâng quan gia trương toàn thừa một cái nước mũi một cái nước mắt một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ ta bị mắc tiểu nghẹn tỉnh tỉnh lại chuẩn bị đi bên ngoài sơn động đi tiểu lúc ấy không thấy mẫu thân cũng không suy nghĩ nhiều liền ra khỏi sơn động chờ ta trở lại sơn động vẫn là không gặp mẫu thân trương toàn thừa nói đến đây xác đem nước mắt thật dài nước mũi dính tại quần áo tay áo bên trên. Chu Tài Tuấn khoảng cách gần nhìn xem, trực tiếp bị buồn nôn đến một trận buồn nôn. Trương Toàn thừa ngay tại thương tâm bên trong, hắn cũng không lo được thời khắc này chật vật, mà là khóc nói tiếp, ta coi là mẫu thân chỉ là ra ngoài, chờ một chút liền sẽ trở về, ngay tại ta tọa hạ chuẩn bị ngủ tiếp một chút lúc, ta trong lúc vô tình hướng ôn nguyệt bò nhà xe công lên. Chính là cái này công lên, ta nhìn thấy mẫu thân của ta ngã trong vũng máu, đã không biết chết bao lâu. Trương Toàn Thừa đột nhiên hướng Chu Tài Tuấn quỳ xuống, hắn là than thở khóc lóc nói, quan gia, mời ngươi làm chủ cho chúng ta, mời nhất định phải nghiêm trị hung thủ giết người, để nàng thay ta mẫu thân đền mạng. Trương ôm lấy bạch thị, tựa như mất đi toàn thế giới, khóc đến thống khổ vạn phần, nghe được người thổn thức không thôi. Chu Tài Tuấn liền một áp giải phạm nhân quan sai, cũng không phải cái gì sự án quan, đối mặt Trương Toàn Thừa khổ sở cầu khẩn, hắn là cho mày, nghẹn nửa ngày, hắn mới biệt xuất một câu, ngươi nói ôn nguyệt giết mẫu thân ngươi nhưng có chứng cứ trương toàn thừa bị chu tài tuấn cái này hỏi một chút hắn quên khóc bờ môi lúng túng quan gia đây không phải đã rất rõ ràng sao mẫu thân của ta bởi vì ngày trước đắc tội ôn nguyệt nàng ghi hận trong lòng cho nên thừa dịp chúng ta đều nằm ngủ về sau âm thầm đối mẫu thân của ta hạ sát thủ không đợi chu tài tuấn mở miệng trương toàn thừa lời nói xoay chuyển hẳn là quan gia là nghĩ bao che ôn nguyệt cái này hung thủ giết người có chuyện gì liền hướng ta đến, đừng làm khó dễ quan gia. Ôn Nguyệt Thanh lệ thanh âm vang lên, đem đoàn người lực chú ý chuyển di đến trên người mình, nàng ngồi tại trên xe bò, tay nâng má nhìn xem trương thị phụ tử, bắt tặc cầm tang. Cùng lý, ngươi luôn mồm nói ta giết mẫu thân ngươi, đây cũng là cần giảng cứu chứng cớ. Cứ. Ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, nói mà không có bằng chứng, vậy cái này tội giết người tên, ta cũng không lưng. Từ thị mấy người đã từ trên xe ngựa đi xuống, nhau nhau đi vào ôn nguyệt nơi này. Ôn Nguyệt cho các nàng một cái an tâm ánh mắt, ra hiệu các nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy giao cho nàng, nàng tự sẽ xử lý thỏa đáng. Trương Toàn thừa thấy Ôn Nguyệt miệng lưỡi bén nhọn rất có thể nói, hắn nhìn về phía kia rơi lả tả trên đất đồ vật cùng giỏ trúc, lớn tiếng nói, cái này rơi trên mặt đất giỏ trúc cùng lương thực, còn có người kia đắp lên trên xe bò vải rách bên trên vết máu, chính là tốt nhất chứng cứ. Ngươi giết mẫu thân của ta, mẫu thân của ta phản kháng bên trong bắt đổ những cái này giỏ trúc ông nguyệt con ngươi lạnh lùng nhìn xem trương toàn thừa nàng đêm qua từ mộ thất trở về tuyệt không nghe được cái gì động tĩnh cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào nghĩ đến bạch thì cái chết là phát sinh ở nàng rời đi sơn động cái này đoạn trong lúc đó chỉ là mùi máu tươi điểm này lại nên giải thích thế nào lấy nàng đối mùi máu tươi mẫn cảm coi như án mạng phát sinh lúc nàng không tại sơn động nàng khi trở về cũng nên sẽ nghe được tán trong không khí mùi máu tươi nhất là trên mặt đất kia một vũng lớn vết máu cùng bạch thị trên thân kia khoa trương huyết y, không có lý do ngửi không thấy. Chẳng lẽ, là bởi vì nàng đi mộ thất bận rộn một trận bận quá, vây được ngã đầu liền ngủ duyên cớ. Ôn Nguyệt cảm thấy khả năng không lớn, lấy nàng cảnh giác cùng minh mẫn cứu giác, không có khả năng ngửi không thấy một tia mùi máu tươi. Trương Toàn thừa lấy ra cái gọi là chứng cứ về sau, thấy Ôn Nguyệt trầm mặt không nói, hắn bận bịu quay đầu nhìn Chu Tài Tuấn, quan gia, chứng cứ trước mặt, nàng đã nhận tội, ngươi nhanh một đao chém chết nàng, để nàng đi đến trên hoàng tuyền lộ hướng mẫu thân của ta bồi tội. Xác! Thực nên có người bồi tội. Ông Nguyệt lúc này nói chuyện, nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trương toàn thừa, nhưng người kia không phải ta, mà là phụ tử các ngươi. 42. Ông Nhan Ngọc báo ân, ông Nguyệt phản kích. Ông Nguyệt, ngươi đừng ngậm máu phun người cắn người linh tinh. Trương Toàn thừa bá hạ đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ôn nguyệt, ngươi giết mẹ ta, ta hôm nay liền phải ngươi đền mạng ngươi làm sao giết chết mẹ ta, ta liền dùng phương thức gì giết chết ngươi. Trương cũng buông ra bạch thị, cùng trương toàn thừa đứng ở một khối, ta hôm nay coi như kéo lấy cổ này cao tuổi thân thể, liều đầu này mạng già, ta cũng phải cùng ngươi khí lực va chạm đến cùng. Ta muốn giết ngươi, để ngươi nợ máu trả bằng máu, cho lão bà của ta tử đưa tiễn. Trương thị phụ tử hung thần ác sát nhìn xem ôn nguyệt, hận không thể đem ôn nguyệt lột da lấy máu cắt thịt. Từ thị mấy người bên này, cũng đứng ra giữ gìn ôn nguyệt muốn nữ nhi của ta mệnh cũng phải nhìn xem phụ tử các ngươi có hay không cái này năng lực muốn đã thương ta cô em chồng nhưng trước được hỏi một chút ta cái này làm lớn tẩu có đáp ứng hay không còn có nàng nhị tẩu cùng nàng nhị ca nàng tam tẩu cùng nàng tam ca chu tài tuấn chờ quan sai cũng đứng ra tại ôn nguyệt một nhà cùng trương thị phụ tử một nhà trước mặt kéo ra các cứ tuyến đám quan sai dù không hề nói gì nhưng hành vi bên trên lại là ngay thẳng nói cho trương thị phụ tử bọn hắn bao che ôn nguyệt Trương Thị Phụ Tử nhìn trận thế này, tự biết thực lực cách xa hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Hòa với tràn đầy tính toán con ngươi đảo một vòng, hắn lúc này quay người mặt hướng một đám phạm nhân gào khóc lên. Đoàn người cho phân xử thử, ôn nguyệt giết lão bà tử của ta, ta cùng ta nhi tử tìm nàng tính sổ sách hợp tình hợp lý a. À. Người nhà của nàng, tại biết rõ nàng xem mạng người như cỏ rác, tay nhiễm máu tươi tình huống dưới, còn một lòng thiên vị giữ gìn nàng. Thiên lý ở đâu? Trương Toàn thừa hiểu được trương kế hoạch hắn cũng đi theo quay người, bịch một tiếng hướng một đám phạm nhân quỳ xuống, các vị thúc thúc thẩm thẩm gia gia nải nải ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, các ngươi cũng có người nhà, nếu như hôm nay chuyện phát sinh không chiếm được hợp lý xử lý. Đợi đến ngày khắc họa lâm bản thân, thì nhất định không người cho các ngươi phất cờ hò reo. Trương Toàn thừa nói cho hết lời, hướng một đám phạm nhân dập đầu, mời các vị giúp chúng ta một tay phụ tử lấy lại công đạo, ta cho các ngươi dập đầu. Hai cha con này cũng thông minh, biết rõ chu tài tuấn cầm đầu chúng quan sai cũng là mục tiêu một trong nhưng bọn hắn sửng sốt nửa câu không đề cập tới mà là đem đầu mâu chỉ hướng ôn nguyệt một nhà huy cờ mờ tình cảnh một trận bi thương kia là vốn định nhìn xem náo nhiệt trí thân sự ngoại các phạm nhân đang nghe trương toàn thừa một lời nói về sau có không ít người đã dao động lại gặp trương toàn thừa dập đầu đập đến đầu rơi máu chảy triệt để phá phòng quan gia a tuy nói chúng ta là lưu vong phạm nhân không có nhân quyền cùng tôn nghiêm có thể nói nhưng kia rốt cuộc là một đầu hoặc bát nhân mạng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực ngươi cũng không thể bởi vì ôn nguyệt đối các ngươi có ân liền có chủ tâm bao che ôn nguyệt a à. quan gia nếu là tiếp tục bao che ôn nguyệt lớn không được chúng ta phấn khởi phản kháng khống chế lại đám quan sai cho trương thị phụ tử tranh thủ cơ hội giết ôn nguyệt một nhà lưu vong lĩnh nam đường xá xa xôi một đường nguy hiểm vô số có thể hay không an toàn đến đều là ẩn số dù sao đều là chết sao không chết được hiên ngang lẫm liệt chút bắt quan sai giết ôn nguyệt một tên cũng không để lại ôm lão phu nhân cầm đầu toàn gia trốn ở cùng chung mối thù phạm nhân bên trong nắm lấy cơ hội đối ôn nguyệt một nhà bỏ đá xuống giếng kinh các nàng toàn gia châm ngòi thổi gió về sau các phạm nhân cảm xúc càng thêm kích động từng cái đỏ mắt giết ôn nguyệt cùng nàng hai người ca ca lưu nàng lại lão mẫu cùng ba cái tẩu tẩu cùng vị kia tuổi nhỏ cháu nhỏ giữ lại các nàng cho chúng ta bọn này đại lão gia phát tiết giết người trên xe bò đồ ăn trên xe ngựa quần áo, trong tay các nàng bạc, liền hết thảy đều là chúng ta. Trương thị phụ tử rủ xuống trong mắt khó nén cuồng hỉ cùng kích động, có người nguyện ý đứng ra làm tấm một, bọn hắn vui vẻ mà xem. Bọn này lòng đầy căm phẫn các phạm nhân, quên mấy canh giờ trước, nếu không phải ôn nguyệt xuất thủ cứu giúp, bọn hắn chết sớm tại miệng sói phía dưới. Vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy canh giờ, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, liền để bọn hắn quên ôn nguyệt chi ân ôn nhan ngọc rời xa bọn này đối ôn nguyệt một nhà hận đến nghiến răng nghiến lợi các phạm nhân nàng trông thấy trốn ở trong đám người ôn đức vân bọn hắn nàng là hừ lạnh một tiếng các ngươi từng cái kêu đánh kêu giết đừng quên nếu không có ôn nguyệt các ngươi tối hôm qua ban đêm đã sớm nuôi sói người ta ôn nguyệt không cầu các ngươi báo ân nhưng các ngươi cũng không nên vong ân phụ nghĩa quên nàng đại ân ôn nhan ngọc thanh âm rất thanh thúy lực xuyên thấu cực mạnh nguyên bản ầm ĩ đỏ mắt đám người bởi vì nàng mà an tĩnh lại thấy đám người an tĩnh lại, ôn nhan ngọc tiếp tục nói, các ngươi bụng kia bên trong, còn giữ lại chưa tiêu hóa thịt sói đâu. Khi thịt sói làm sao tới, ta nghĩ các ngươi hẳn là còn không có quên. Muốn giết ân nhân cứu mạng của mình, các ngươi liền không sợ bị thiên khiển. Ôn nhan ngọc dựa vào sơn động vách đá, cầm trong tay gạo lứt bánh bao, hoàn toàn không quan tâm mình cùng một đám phạm nhân đối nghịch, sẽ đối mặt với như thế nào hạ tràng. Nàng chỉ biết một sự kiện, ôn nguyệt là nàng ân nhân cứu mạng, nàng nhất định phải báo ân đám kia thần sắc xúc động phẫn nộ các phạm nhân, kinh ôn nhan ngọc một phen nói chuyện, từng cái hành quân lặng lẽ yểu xìu ba. Ôn nhan ngọc thấy các phạm nhân cảm xúc bắt đầu ổn định lại, nàng là hướng trương thị phụ tử nhìn lại, các ngươi luôn miệng nói ôn nguyệt giết các ngươi thê tử, mẫu thân, nhưng các ngươi nhưng không có chứng cứ, toàn bằng một hơi bị chuyện. Ta trí nhớ rất tốt, nhớ mang máng tối hôm qua ban đêm chúng ta bị đàn sói lúc công kích, các ngươi một nhà suýt nửa mệnh tan đàn sói miệng. Là ôn nguyệt một trôi vung ra đi, đem các ngươi một nhà từ miệng sói giải cứu. Ôn Nhan Ngọc chậm khẩu khí, tiếp tục nói, Ôn Nguyệt nếu là muốn giết nhà ngươi lão bà tử, tối hôm qua liền sẽ không xuất thủ cứu các ngươi. Đã cứu, cần gì phải tốn công tốn sức xoay người giết người cho mình gây một thân tao. Các ngươi cũng thật thông minh, biết rõ mình lực lượng không cách nào uy hiếp quan gia giúp đỡ bọn ngươi giết Ôn Nguyệt, cho nên liền giả bộ đáng thương bác đồng tình, để người khác đến thay các ngươi làm chuyện xấu, các ngươi ngư ông đắc lợi, ngồi mắt ăn bát vàng lời này vừa nói ra những phạm nhân kia nhóm nháy mắt tỉnh táo lại lúc này rùng mình một cái thật độc trái tim làm người đứng xem ôn nhan ngọc dăm ba câu liền thay ôn nguyệt một nhà lắng lại một trận phong ba đây là nàng báo ân tiếp theo sự tình liền nhìn ôn nguyệt ôn nguyệt ngồi tại trên xe bò nghe ôn nhan ngọc thanh tĩnh phát biểu đối với vị này tiện nghi đường muội có chút lau mắt mà nhìn chẳng qua việc cấp bách không phải đối ôn nhan ngọc thưởng thức mà là giải quyết tốt hậu quả ôn nguyệt duỗi lưng mỏi nhảy xuống xe bò các ngươi nói ta giết người lại không bỏ ra nổi chứng cứ nhưng ta chỉ chứng các ngươi giết người lại có là chứng cứ trương thị phụ tử nghe xong lời này quay đầu nhìn lại ông nguyệt chẳng biết lúc nào đã đến hắn cha con trước mặt ông nguyệt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai cha con cũng không bán cái nút bạch thị bị giết lúc trên thân chống lạnh sưởi ấm áo bông lại bị người cởi chỉ còn đơn bạc áo trong ta nghĩ cái này áo bông liền bị phụ tử các ngươi giấu ở các ngươi chỗ nghỉ ngơi Chu đại ca, làm phiền ngươi để hai vị quan sai đi lục soát một chút. Chu Tài Tuấn gật đầu, bận biểu để Chu Tài Trí cùng Chu Tài Văn hành động. Trương thị phụ tử nhìn xem rời đi Chu Tài Trí cùng Chu Tài Văn, kia là trực tiếp đánh trung rẫy. Ông Nguyệt chứng cứ cung cấp vẫn còn tiếp tục, bạch thị khi chết, trên mặt dày. Đặt vết trảo, chỉ cần quan gia kiểm tra một chút phụ tử các ngươi hai người tay, liền có thể biết vết trảo có phải hay không các ngươi phụ tử gây nên. 43. Ông Nguyệt xinh đẹp phản sát. Ôn Nguyệt phân tích hoàn tất, nàng mở miệng lần nữa, Chu đại ca, phiền phức. Chu Tài Tuấn minh bạch nó ý, ánh mắt ra hiệu quan sai tiến lên kiểm tra Trương Thị hai cha con tay. Trương Thị hai cha con thấy tình thế không đúng, lúc này dọa đến sắc mặt đại biến. Quan sai tiến lên, không để ý Trương Thị phụ tử phản kháng, trực tiếp nắm lên hai cha con hai tay liền tiến hành kiểm tra. Vừa mới kiểm tra, thật đúng là tại hai người móng tay trong khe phát hiện không ít da thịt tàn tiết. Trương chiếm đa số, Trương toàn thừa cực ít cùng lúc đó chu tài trí cùng chu tài văn đã mang theo lục soát áo bông trở về song trọng chứng cứ phía dưới trương thị phụ tử tự biết đại thế đã mất thân thể chán nản ngã ngồi trên mặt đất trương toàn thừa tâm lý năng lực chịu đựng hơi yếu trực tiếp khóc trống lên ta không phải cố ý giết chết mẫu thân chúng ta chỉ là muốn trộn ôn nguyệt trên xe bò lương thực thế nhưng là ban đêm sơn động quá mờ chúng ta thấy không rõ lắm đi tới đi tới liền tẩu tán một mảnh đen như mực chúng ta cái gì cũng nhìn không thấy mẫu thân đột nhiên mất khống chế nổi điên hướng ta cùng cha nhào tới, chúng ta bị kinh hãi, hai tay tới đâu vồ loạn tới đó. Trương Toàn thừa nuốt một ngụm nước bọt, hắn nước mắt lã chả mà rơi, dọc rơi trên mặt đất, chúng ta sợ náo ra quá lớn động tỉnh bừng tỉnh trong động người, thế là đem mẫu thân miệng trắng không để nàng phát ra âm thanh. Tại tranh chấp bên trong, đau trong tay của ta không cẩn thận đâm vào mẫu thân trong thân thể. Ta lúc ấy quá sợ hãi, ta cùng cha đều sợ hãi cực. Mẫu thân bị đau đâm trúng, đau đến đụng vào ôn nguyệt xe bò, đổ nhào ôn nguyệt trên xe bò giỏ trúc, sau đó ngã trên mặt đất. Trương Toàn thừa một mực cúi đầu, nước mắt từng viên lớn rơi xuống, ta cùng cha lúc ấy sợ chết, náo ra lớn như vậy động tĩnh, sợ trong động người tỉnh lại phát hiện hành vi của chúng ta, thế là dọa đến tranh thủ thời gian trở lại mình nghỉ ngơi địa phương. Ta cùng cha không còn dám có bất kỳ hành động, đợi đang nghỉ ngơi địa phương dày vò vô cùng cùng đợi. Mãi cho đến trời có chút sáng lên, ta cùng cha thương lượng kế sách, quyết định đem nồi vứt cho ôn nguyệt, nói xấu là nàng giết mẫu thân. Tội ác đem ra công khai, Trương Toàn thừa hối hận không kịp nhìn xem Chu Tài Tuấn, quan gia, ta biết sai, ngươi tha cho ta đi. Trương quỳ gối một bên, ngập ngừng nói miệng không lên tiếng. Ôn Nguyệt thần sắc cực lạnh nhìn xem Trương Thị phụ tử, ngươi đang nói láo. Trương Toàn thừa nghe được Ôn Nguyệt thanh âm, hắn dọa đến một cái giật mình, ta không có nói sai, ta câu câu đều là lời nói thật. Ngươi có. Ôn Nguyệt chắc chắn dứt lời dưới, nàng mỗi chữ mỗi câu phân tích nói, đầu tiên, bạch thị cái chết, là ngươi hai cha con cố ý mà làm chi? Các ngươi là cố ý giết nàng, dùng để nói xấu ta, để mà đạt thành mục đích của các ngươi. Tiếp theo, ngươi trong lời nói trăm ngàn chỗ hở. Ngươi nói các ngươi là đến trộm đồ ngộ thương bạch thị, vậy tại sao bạch thị đến trộm đồ, muốn thoát mình áo bông, chỉ mặc đơn bạc áo trong? Cùng, náo ra lớn như vậy động tĩnh không có khả năng không ai nghe thấy bừng tỉnh. Vả lại, Ôn Nguyệt trên dưới dò xét Trương Toàn thừa về sau, giọng nói vô cùng lạnh. Ngươi cái này tay bị phế, còn chưa tốt khỏi hẳn a? Đối mặt Ôn Nguyệt chất vấn, Trương Toàn thừa á khẩu không trả lời được. Cho nên, ngươi đang nói láo, trong miệng ngươi không có một câu nói thật. Ôn Nguyệt cảm giác áp bách vừa mới bắt đầu, nàng khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt quỳ Trương Toàn thừa, còn có một điểm, kia là mẫu thân ngươi, các ngươi tại biết rõ ngộ thương nàng về sau, phải làm, chẳng lẽ không nên là khai thác biện pháp cứu nàng sao? nàng mặc dù không biết vì cái gì đột nhiên nổi điên công kích các ngươi nhưng đến cùng là mẹ của các ngươi thê tử nàng dù có chỗ không đúng cũng là tội không đáng chết các ngươi rõ ràng có bó lớn thời gian cứu trở về nàng một cái mạng nhưng các ngươi không có đối với nhân tính tuyệt đối nắm giữ ôn nguyệt rất tỉnh táo phân tích trương thị hai cha con tâm lý các ngươi khoanh tay đứng nhìn nhìn xem nàng sinh mệnh từng chút từng chút tiêu vong cho đến nàng chết không nhắm mắt cuối cùng còn muốn bị phụ tử các ngươi lợi dụng ép cuối cùng một tia giá trị lợi dụng Ta nghĩ, ôn Nguyệt đứng chấp tay, ánh mắt nhìn thẳng trương thị phụ tử, người hai cha con lấy nàng vì kế, vi phạm nàng ý nguyện cá nhân, không để ý nàng liều chết dãy dụa, đưa nàng trên thân sưởi ấm áo bông cởi, đưa nàng miệng dùng vải bố ngăn chặn, dùng đao đâm chết nàng. Vì đạt tới vô oan hãm hại ta mục đích, các ngươi đem chết đi bạch thị mang lên xe bò lân cận. Lại cẩn thận từng ly từng tí đem ta trên xe bò giỏ trúc lấy xuống, đem giỏ trúc bên trong đồ vật chiếu xuống địa, chưa tạo thành bạch thị trộn đồ bị ta giết chết giả tượng ôn nguyệt đối cả khởi sự kiện phân tích, có thể xưng không chút phí sức. Tuy là trương thị phụ tử, cũng hoàn toàn chấn kinh tại ôn nguyệt không sai chút nào phân tích phía dưới. Chân tướng sự thật, chính là ôn nguyệt chỗ phân tích dạng này, cha con bọn họ vì hãm hại ôn nguyệt, dùng bạch thị làm mồi nhữ. Cha con bọn họ đem bạch thị lừa gạt đến bên ngoài sơn động đất tuyết bên trong, đem nó giết diệt khẩu về sau, lại đem người nhất về sơn động, giả tạo ra bạch thị là bị ôn nguyệt giết chết chi tượng, đợi đến hừng đông về sau, hết thảy cứ dựa theo cha con bọn họ thương lượng xong áp dụng. Đáng tiếc a, bọn hắn đối thủ là Ôn Nguyệt a, chú định trộm gà không xong phản còn mất nắm gạo. Là hắn, Trương đột nhiên há miệng, hắn chỉ vào Trương Toàn Thừa, là hắn một người gây nên, là hắn thí mẫu, không liên quan gì đến ta, không liên quan gì đến ta. Các ngươi bắt hắn, các ngươi trừng phạt hắn, các ngươi quốc hắn, các ngươi đem hắn giết chết đi cho ta lão bà tử bồi tội. Trương Toàn Thừa không thể tin nhìn xem Trương, thí mẫu một chuyện hắn vốn cũng không nguyện, khi cắm vào mẫu thân ngực chủy thủ, cũng không phải hắn, thậm chí vì bảo vệ lão phụ thân, hắn không tiếc gánh vác thí mẫu bêu danh cũng phải hộ hạ phụ thân. Nhưng chính là cái này bị hắn lấy cái chết bảo vệ phụ thân, lại vì mạng sống phản cắn hắn một cái. Trương Toàn thừa giận, cảm thấy mình hy sinh cùng trả giá tất cả đều sai giao cho chó ăn, hắn đứng người lên dơ chân lên chính là một chân cho Trương đá tới. Đạp Trương về sau, Trương Toàn thừa hung thần ác sát trừng mắt người, lão già, không phải ngươi xui khiến giật dây ta lại làm sao có thể phạm phải bực này đại nghịch bất đạo sự tình ta vì bảo đảm ngươi không tiếc ôm lấy thí mẫu tội danh nhưng ngươi ngược lại tốt nghĩ rủ sạch mình ta cho ngươi biết ta cho dù chết cũng sẽ lôi kéo ngươi đệm lưng rất nhanh hai cha con xoay đánh nhau để người nhìn hết trò cười trương thị phụ tử đại thế đã mất hai bọn họ ủng cố đại hạ vương triều pháp lệnh giết vợ giết mẫu trực tiếp bị chu tài tuấn mệnh quan kém lôi ra sơn động làm lưu vong phạm nhân, tại lưu vong trên đường chết rồi, chỉ cần ghi lại ở sách là được, về phần nguyên nhân cái chết, cái này trời đông giá rét, chết cống giả ngoại, giả thú gây thương tích vân vân. Nhưng làm nó nguyên nhân cái chết. Khi triệu thị che chở nhi tử chó, trơ mắt nhìn xem trương thị phụ tử bị kéo đi. Nàng biết hai cha con đi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là nàng thấp cổ bé họng, bó tay toàn tập. Lại có là, nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này hai cha con, một cái là phụ thân nàng, một cái là nàng phu quân, bọn hắn vậy mà thủ đoạn độc ác đến giết bà bà đến hại ôn nguyệt. Hôm nay là bà bà, đợi một thời gian, có thể sẽ là nàng, cũng có khả năng sẽ là chó. Triệu thị chỉ cảm thấy không rét mà run, cũng không biết là may mắn mình rời xa nguy hiểm, vẫn là bi ai mình gặp người không quen, dựng cả cuộc đời trước. Trở về từ cõi chết triệu thị, nàng là che ngực thở dài một hơi. Một ánh mắt rơi vào triệu thị trên thân, gọi nó toàn thân phát trung thanh âm vang lên, cái này khởi sự kiện bên trong, ngươi lại phụ trách một bộ nào phân đâu. 44, thịt sói mặt, ông Nguyệt cảm tạ. Triệu thị nghe được thanh âm này, trực tiếp dọa đến tê cả da đầu. Tại lĩnh giáo qua ôn Nguyệt lợi hại về sau, hiện tại nghe được thanh âm này, nàng cảm thấy tựa như là bùa đòi mạng, để nàng sợ cực kỳ. Triệu thị cứng ngắc xoay đầu lại, nên tiếp ôn Nguyệt con mắt dò xét, nàng toàn thân rung lên, không có cốt khí hướng người quỳ xuống, ôm cô nương, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ cử chỉ, mời ngươi xem ở ta còn có nghi tử muốn chiếu cố phân thượng bỏ qua cho ta đi cái này khởi sự kiện bên trong triệu thị phụ trách là cùng phu quân trương toàn thừa cùng trương nhất bạch thị thi thể trương toàn thừa tay bị ôn nguyệt gây thương tích còn không có triệt để khôi phục lấy hắn cái kia hai tay căn bản là không có cách làm được phối hợp trương nhất thi lúc này triệu thị liền phát huy được tác dụng nói ngắn gọn cái này ra đặc biệt nhằm vào ôn nguyệt mà ra mưu kế triệu thị hiểu rõ Triệu thị sợ tự mình một người quỳ xuống không đủ, bận biểu lôi kéo một bên chó nhi cùng một chỗ quỳ xuống, ôm cô nương, ngươi tha ta lần này đi, ta phát thệ ta cũng không tiếp tục làm ác. Cha con bọn họ bây giờ đã chết, ta không có uy hiếp, chắc chắn sẽ không tái sinh tà ác ý tứ. Ông Nguyệt không nói chuyện, chỉ là quay người đem rơi xuống trên đất giỏ trúc nhặt lên, đem không có làm bẩn lương thực ném vào. Triệu thị nổi lòng lo lắng buông lỏng, nàng bận biểu hướng ông Nguyệt dập đầu, tạ ơn ôm cô nương bỏ qua chi ân ta có nói bỏ qua ngươi sao ông nguyệt ngừng lại trong tay động tác bên nàng đầu nhìn sang cái nhìn kia lạnh như băng triệu thị lôi kéo chó nhi đang muốn đứng dậy nghe lời này nàng là trong lòng một lột bột vừa rời chân nháy mắt quỳ trở về ôm cô nương ta coi như thật có sai cũng là bị buộc bất đắc dĩ cũng tội không đáng chết a à. bọn hắn một cái là ta công công một cái là phu quân ta một cái phụ đạo nhân gia muốn phụ thuộc bọn hắn mà sống ta lại thế nào dám vi phạm bọn hắn đâu chỉ có thể là bọn hắn bức ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Bây giờ bọn hắn đã nhận vốn có báo ứng, ta còn có nhi tử phải chịu trách nhiệm, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Triệu thị một phen, thuộc về điển hình ta yếu ta có lý. Ngươi nếu là tiếp tục cùng ta so đo, đó chính là ngươi không đúng, ngươi lấy mạnh lấn yếu. Ôn Nguyệt cười lạnh, giống Triệu thị dạng này người, sớm tối sẽ có người tới thu thập, nàng cũng không đáng vì loại người này gây một thân tao. Triệu thị ôm chó nàng thấy ôn nguyệt không còn chấp nhặt với mình nàng ôm lấy nhi tử thở dài một hơi không có đến từ ôn nguyệt cảm giác áp bách triệu thị không còn khủng hoảng sợ hãi đứng dậy kéo chó nhi tay liền hướng bên ngoài sơn động đi nàng kia lòng dạ hiểm độc công công cùng phu quân trên người tiền bạc cũng không thể tiện nghi quan gia nhóm triệu thị lôi kéo chó nhi từ sơn động ra tới còn chưa phát hiện trương thị phụ tử thân ảnh đã nghe được hai người quỷ khóc sói gào tiếng cầu xin tha thứ nhưng vô luận hắn làm sao cầu xin tha thứ khi rơi trên người bọn hắn roi nửa điểm không thấy thiếu. Trống trải đất tuyết bên trong, tiếng roi hỗn tạp vang vọng chân trời tiếng kêu rên, theo gió đưa đến trong sơn động, lọc vào những phạm nhân kia trong tai. Triệu thị rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, trương thị phụ tử giờ phút này ngay tại đất tuyết bên trong thụ hình, nửa người trên quần áo đã bị lột, chính trần trụi thân thể nằm tại đất tuyết bên trong, quan sai trong tay roi liên tiếp rơi xuống, dày đặt rơi vào trên thân hai người. Mặc cho bọn hắn kêu khóc tránh né, kia roi tựa như là dài chân đồng dạng, tận hướng trên thân hai người chạy. Khi ba, ba, ba tiếng roi, một tiếng thắng qua một tiếng, nghe được triệu thị hải hùng khiếp vía. Mới đầu, trương thị phụ tử còn muốn lấy cầu xin tha thứ, còn muốn lấy tránh né roi, nhưng dần dần, hai người bị đánh cho vết thương chằng chịt, trên thân trải rộng vết roi, bọn hắn bị đánh cho đã quên đau nhất, như chết cá một loại nằm tại đất tuyết bên trong, mặt cho roi rơi xuống. Trên thân đã da tróc thịt bong, toàn thân trên dưới không có một chỗ là tốt hai người khóe miệng đã chảy ra máu, trải qua cao cường như vậy độ cao dày đặc đánh đập, trong hai người bẩn đã bị hao tổn, chính hộp máu không thôi. Phụ trách quốc hắn hai cha con đám quan sai động tác chưa ngừng, trong tay roi lốp bốt vung vẫy rơi xuống, lại vung vẫy rơi xuống. Trước mắt một màn thực sự là quá huyết tinh tàn nhẫn, triệu thị không dám nhìn, nàng sợ cho chó nhi lưu lại bóng ma tâm lý, vội vàng đem chó nhi hai mắt che lên. Công công cùng phu quân quần áo trên người đều bị lột sạch, chắc hẳn tiền bạc cũng rơi vào quan gia trong tay, nàng chờ ở bên ngoài xuống dưới cũng chẳng qua là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, chẳng bằng trở về sơn động đem còn lại thịt sói nướng chín, mang ở trên người làm trên đường lương khô. Triệu thị cuối cùng mắt nhìn đất tuyết bên trong thoi thóp trương thị phụ tử, kéo chó nhi cũng không quay đầu lại hướng trong sơn động đi đến. Ông Nguyệt một nhà điểm tâm, là một bát nóng hôi hổi mì sợi. Mì sợi đáy canh là tê cây tươi hương thịt kho tàu thịt sói, trên mặt là xanh mơn mởn rau cải trắng cùng một cái trứng chần nước sôi, hành thái cùng rau thơm điểm suýt lấy tung bay tương ớt mì sợi, mê người cực kỳ. Ôn Nguyệt bưng một tô mì đi vào ôn nhan ngọc nơi này, nàng đem chén kia liệu đủ phong phú thịt sói mặt đưa tới, đa tạ ngươi lực sắp xếp chúng làm khó ta nói chuyện. Ôn nhan ngọc ngay tại nướng thịt sói, nhìn xem trước mặt thêm ra đến mì sợi, nàng quay đầu nhìn ôn Nguyệt, nàng cũng không có nhận chén kia gần trong gan tất mì sợi, ngươi cứu ta một mạng, ta làm như vậy, là tại còn ân. Mặt này, ngươi bưng trở về. Mặc dù rất thèm, nhưng ôn nhan ngọc cũng có nguyên tắc của mình nàng không phải vì tô mì này mới đứng ra vì ôn nguyệt nói chuyện nàng làm ra hết thảy tất cả đều là vì báo ân ôn nhan ngọc đang khi nói chuyện đem nướng xong thịt sói cắt bỏ đặt ở trên hòn đá tiếp tục xoay chuyển trong tay thịt sói tại trên lửa nướng nàng động tác mặc dù vụng về không thuần thục nhưng vì còn sống nàng thật sự có tại rất cố gắng đi làm ôn nguyệt đối ôn nhan ngọc thật thưởng thức nàng đem mặt buông xuống ngươi báo ngươi ân ta biểu đạt ta lòng biết ơn không xung đột bát đũa, còn phải làm phiền ngươi sau khi ăn xong trả lại. Ôn Nguyệt nói cho hết lời, nàng người đã đứng dậy rời đi. Ôn Nhan Ngọc nhìn Ôn Nguyệt rời đi bóng lưng, nhìn nhìn lại chén kia mùi thơm nứt mũi thịt sói mặt, mở miệng nói, tạ ơn. Ôn lão phu nhân liền thịt sói gặm gạo lứt bánh bao, đối với phát sinh ngay dưới mắt một màn, nàng là lòng ngứa ngáy nghiến răng miệng ngứa. Ôn Đức Vân ánh mắt hận hận trừng mắt nhìn mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đang ăn ôn nhan ngọc, hắn liền nói đi, em đẹp hắn cái này con gái tốt làm sao lại nhao nhao nháo muốn cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ, hóa ra là ôm vào ôm nguyệt một nhà đùi. Trương Thị thấy nữ nhi ăn được ngon, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng là đem lời nói nuốt trở vào. Ông văn dực nhìn xem ôm nhan ngọc trong tay chén kia khỏa đầy tương ớt nước canh mì sợi, hắn là bị thèm ăn cùng nuốt nước miếng, thậm chí bởi vì nhìn nhập thần nước bọt tí tách trong tay gạo lứt trên bánh bao. Vương Oanh Oanh quay đầu vừa vặn trông thấy, nàng chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, buồn nôn bay thẳng đỉnh đầu. Ông văn dực đem nước bọt hút trượt trở về hắn là liền tay áo lau nước miếng ngọc nhi có ăn ngon sao có thể quên ngươi tẩu tẩu đâu ngươi tẩu tẩu bây giờ nhưng mang cháu ngươi đâu ngươi chén kia mặt bưng tới cho ngươi tẩu tẩu giải thèm một chút một hơi nói một chuỗi dài lời nói ôn văn dực đối với mình đột nhiên có thể nói chuyện hắn đầu tiên là sững sờ tiếp theo vui mừng rốt cuộc khống chế không nổi lòng tràn đầy yêu thích cùng kích động hắn một phát bắt được vương oanh oanh tay nương tử ta có thể nói chuyện Vương Oanh Oanh bị tóm đến đau, nàng là nhíu mày, phu quân, ngươi làm đau ta. 45, tròng mắt móc ra dẫm bạo. Lời này tại ôn văn dực nghe tới 10 phần mất hứng, thần sắc hắn biến đổi, cho rằng Vương Oanh Oanh tại sờ hắn rủi ro, trên tay hắn lực đạo tăng thêm, trực tiếp đau đến Vương Oanh Oanh sắc mặt nhăn nhó. Ông Văn Dực nhìn xem sắc mặt đau khổ. Vương Oanh Oanh, hắn một cái bóp lấy cổ nàng, đau nhất, ta để ngươi đau nhất. Vương Oanh Oanh bị Ôn Văn Dực không nói lời gì liền bóp cổ, chính nàng đều sửng sốt quên phản ứng khục khục đợi nàng bởi vì hô hấp không khoái thở không ra hơi mà ho khang nàng mới nhớ tới trừ ôn văn giựt tay phu quân ta ta nhanh hô hấp có điều đến ôn văn giựt đột nhiên quyết tâm cái này nhưng dọa sợ trương thị nàng đem nửa cái bánh bao hướng trong ngực một thăm dò bước lên phía trước kéo người bên cạnh kéo vừa nói giựt nhi hồ đồ người cái này nàng dâu còn mang đâu người cái này vừa bấm nếu là bào thai trong bụng có chuyện bất trắc, ngươi đi đâu hối hận đi, còn không mau mau đem lỏng tay ra. Ông Văn Dược bóp đỏ mắt, mắt thấy vương oanh oanh đã mắt trợn trắng, Trương Thị gọi là một cái gấp, nàng quay đầu nhìn chính thảnh thơi thảnh thơi, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ôm Đức Vân, trống một tiếng, ngươi mù sao. Còn không qua đây kéo ra con của ngươi. Ông Đức Vân tại Trương Thị nhìn qua lúc, hắn chính cầm một khối béo gầy giao nhau chảy dầu thịt sói đang ăn, nghe Trương Thị, hắn là dương mắt nhìn xuống người, không nở thả tay xuống bên trong thịt sói hắn lựa chọn làm như không thấy. Cũng may ôm văn dực cũng tại trương thị khuyên can hạ tướng vương oanh oanh buông ra, hắn nhìn xem đang không ngừng thở miệng lớn hô hấp vương oanh oanh, tức giận đến là đá người một chân, không may nương môn, nếu không phải xem ở ngươi mang ta cốt nhục phân thượng, ta hôm nay không phải cởi xuống ngươi một lớp da. Giết vợ thế nhưng là xúc phạm đại hạ vương triều pháp lệnh, dù sao vừa có trương thị phụ tử giết vợ giết mẫu bị lôi ra sơn động loạn quốc chết ví dụ, ôn văn dực cũng không muốn trở thành kế trương thị phụ tử sau có một cái đẫm máu sống ví dụ chỉ có thể là qua qua miệng nghiện vương oanh oanh hô hấp bên trên không khí mới mẻ mới cảm thấy mình là sống lại bên tai là ôn văn dực thanh âm nàng thân thể mềm mại rung lên rủ xuống trong mắt chỉ còn lại thất vọng cùng nản lòng thoái chí ôn văn dực mới là thật muốn giết nàng chỉ là sợ bị quan gia nhóm đánh chết cho nên mới tha nàng một mạng vương oanh oanh càng nghĩ càng nghĩ mà sợ nàng là sợ đến rung lẩy bẫy che lấy có chút hở ra bụng dưới lui về sau lui. Nàng nhìn xem Trương Thị, Trương Thị chính ngưng lông mày nhìn nàng, đối nàng rất nhiều bất mãn. Nhìn nhìn lại ôm lão phu nhân, lão thái thái trừng mắt nhìn vương oanh oanh, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu sướng phụ, ngươi xem một chút ngươi đều đã làm những gì. Để cho mình phu quân làm to chuyện mất thể diện, nếu không phải ngươi trong bụng còn có ta ôm gia tàng tôn, ta nhất định cho ngươi rẽ ngang trượng. Ông Đức Vân dù không nói gì, nhưng kia đạm mạc ánh mắt cũng là thấy vương oanh oanh trái tim băng giá. Nàng nhìn xem ôn văn dực toàn gia, chỉ cảm thấy cái này toàn gia lạ lẫm đến cực điểm, chính là ăn người không nhã xương tài lan hổ báo. Ông Đức Nghĩa che chở thê tử Lý Minh Ngọc, cặp vợ chồng rời cái này xa xôi xa. Từ khi bị ôn Đức Vân cặp vợ chồng liên lụy không có bao bọc vòng vèo về sau, hai vợ chồng hắn đối cái này một nhà tránh không kịp, sợ bọn này ngu xuẩn lại náo ra cái gì yêu thiêu thân liên lụy vợ chồng bọn họ. Chỉ là chưa tới vạch mặt thời điểm, hai vợ chồng hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ông Văn Dực cảm thấy không hết hận, hắn là hướng vương oanh oanh bên chân khạc một bãi đàm về sau, hắn hướng ôn nhan ngọc bên kia nhìn lại, thấy cái sau chính đại cà lâm mặt ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn canh, đối với vừa rồi chuyện phát sinh, kia là tuyệt không chú ý. Ông nhan ngọc, lão tử nói chuyện với ngươi đâu, ngươi là biết rồi. Ông Văn Dực rốt cục có thể nói chuyện, hắn là hận không thể đem mấy ngày nay không thể nói một mạch toàn nói, ta hiện tại không có gì tính nhẫn nại, ngươi đừng ép ta động thủ không phải ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất có thể nói chuyện ôn văn dực lệ khí cực nặng xem ai đều không vừa mắt ôn nhan ngọc giống như là nghe không được ôn văn dực thanh âm nàng là đem trong chén cuối cùng một hơi canh uống xong nhịn không được phát ra than thở lưu vong lâu như vậy đây là nàng nếm qua nhất no bụng thơm nhất thỏa mãn nhất một lần ngủ tạng lục phủ đều ấm áp ăn uống no đủ ôn nhan ngọc nhìn trong tay bát đũa nàng là đứng dậy hướng ôn nguyệt bên kia đi chuẩn bị đi còn bác đũa. Ông Văn Dực thấy ôn nhan ngọc căn bản không đem mình để vào mắt, chỉ cảm thấy mình thân là nam tử hán đại trượng phu mặt mũi bỗng nhiên mất, hắn một cổ khí từ lòng bàn chân nhảy lên thượng thiên linh đóng, đại não khống chế không nổi ông đi cảm xúc, bá hạ đứng dậy. Hai ba bước đi vào ôn nhan ngọc sau lưng, một cái nắm chặt ôn nhan ngọc sau cổ áo đem người vứt xuống đất. Ôn nhan ngọc té ngã trên đất, trong tay bác đũa cũng rớt xuống đất, nàng hướng ôn Văn Dực nhìn lại, người điên rồi đây chính là ngươi đối ngươi anh ruột nói chuyện thái độ ông văn dực nhất chân liền phải dẫm ôm nhan ngọc tay cái sau xảo dịu tránh đi ông nhan ngọc tại ôm văn dực chân đạp tới trước lăng về một bên lưu loát xoay người mà lên nàng quay người nhìn xem ông văn ôm văn dực ôm văn dực ta cho ngươi biết ngươi muốn nổi điên mời cút sang một bên đừng tại ta chỗ này xoát tồn tại cảm không phải ta liền mời quan gia thu thập ngươi Đang minh xác biết nam nữ lực lượng cách xa tình huống dưới ông nhan ngọc mặc dù tức giận nhưng cũng biết không thể cứng rắn. Ông Văn Dực tên điên hành vi, để hắn tựa như là cái chó dại gặp người liền cắn, không thể treo vào còn không trốn thoát. Ông Văn Dực nghe xong ôn nhan ngọc muốn tìm quan gia chỗ dựa, hắn sợ, nhưng chết sĩ diện hắn không quên nói nghiêm túc, ôn nhan ngọc ngươi tên phản đồ này, ngươi tốt nhất cam đoan ngươi có thể một mực ôm đùi đừng rơi vào trong tay ta. Không phải, ta tuyệt không nhớ tới tình huynh muội. Tâm lý đã dần dần vặn vẹo xu hướng tại biến thái phương hướng phát triển ôn văn dực, ai bảo hắn khó chịu, hắn liền đối với người nào động thủ. Đương nhiên, cái tiền đề này là căn cứ vào đối phương là tuyệt đối kẻ yếu, không phải hắn đối thủ tình huống dưới. Ôm nhan ngọc cái này một ném, dù không có xảy ra vấn đề gì, nhưng nàng là thật sự tức giận, đem bụi bặm trên người vỗ vỗ sạch sẽ về sau, nàng cuối người đem rớt xuống đất bác đổ nhặt lên hướng ôn nguyệt bên kia đi đến. Đem bác đổ bên trên bùng đất vuốt ve, ôn nhan ngọc cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, tạ ơn. Đối với đặt lên bàn bát đũa, Ông Nguyệt không nói gì, chỉ là mắt nhìn, sau đó rủ xuống mắt tiếp tục ăn mặc Cái này nhưng phải ăn no, một khi bắt đầu đi đường, cái này không đến kế tiếp điểm dừng chân, cũng không thể dừng lại nhóm lửa nấu cơn. Ông Nhan Ngọc trở lại mình chuyên môn chỗ ngồi xuống, tiếp tục nướng không có nướng xong thịt sói. Ông Văn Dực nhìn xem một màn này, mũi hừ một cái, lầm bầm một câu, gái điếm thúi, mặt nóng dáng người ta mông lạnh. Ông Nguyệt ăn mì, uống vào quả trà yên lặng tiếp nhận đến từ cảnh vương phủ người dò xét ánh mắt. Người kia thực sự là quá phận, toàn bộ hành trình nhìn nàng chầm chầm, nàng làm cái gì đều đang nhìn, cái này khiến nàng không hiểu khó chịu. Mặc dù con mắt mọc trên người người khác, muốn nhìn cái gì là người khác tự do, nhưng nếu như nhìn chầm chầm vào nàng, giống giám thị phạm nhân, vậy thì có vấn đề. Ông Nguyệt ăn no, đem đũa ba một chút vỗ lên bàn, sau đó từ trong chén ngẩng đầu lên. Cái này mang lệ khí động tác, để từ thị mấy người nhau nhau hướng nàng nhìn tới. Ôn Nguyệt lại là đầu nhất chuyển, nhìn về phía cảnh vương phủ phương hướng, ánh mắt khóa chặt tại kia ngồi tại trên xe lang nam tử trên thân. Thường thường không có gì lạ nam tử cùng Ôn Nguyệt ánh mắt trong không khí giao hội, mắt nhiễm lệ khí Ôn Nguyệt trực tiếp mở miệng, ngươi lại nhìn, ta cho ngươi trồng mắt móc ra dẫm bạo. 46. Đường khê thân phận Thường thường không có gì lạ nam tử đang nghe Ôn Nguyệt lời này về sau, hắn kia xinh đẹp mắt phượng bên trong vút qua trêu tức ôn nguyệt bắt được kia chớp mắt là qua trêu tức con ngươi lạnh lẽo nam tử cảm nhận được ôn nguyệt tức giận hắn mắt lạnh thanh âm vang lên ôm cô nương giống như này chắc chắn ta là đang nhìn ngươi ôn nguyệt cười lạnh một tiếng nhìn xem dấu đầu lòi đuôi nam tử âm thanh lạnh lùng nói ta cũng không có chỉ mặt gọi tên nhìn ta chầm chầm nhìn người là ai ngươi nhảy ra tiếp lời gì có tật giật mình lời này vừa nói ra ôn nguyệt cảm nhận được cảnh vương phủ trên thân người có lóe lên một cái rồi biến mất sát khí mà sát khí này là hướng về phía nàng đến bởi vì nàng vừa rồi lời kia sát khí kia tuy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn ở giữa nhưng ở nàng tận thế bò sờ lăn lộn kết hợp với nguyên chủ ra trận giết địch các loại tình huống hạ tích lũy phong phú kinh nghiệm đến xem nàng là không thể nào cảm giác phạm sai lầm cái này phát hiện để ôn nguyệt trong con ngươi lãnh ý càng sâu xem ra cái này thường thường không có gì lạ nam tử thân phận không đơn giản ôn nguyệt lại nhìn nam tử lúc hơi hít mắt lại ánh mắt đã trở nên ý vị sâu xa lên nam tử bị ôn nguyệt chỉ vào mũi mắng hắn cũng không tức giận ngược lại là một mặt ôn hòa nhã nhặn nhìn về phía ôn nguyệt ta đúng là nhìn ôn cô nương chẳng qua đừng hiểu lầm ta chỉ là đối ôn cô nương hiếu kỳ tò mò cái gì không cần nói cũng biết đây chính là trong truyền thuyết ấm nhỏ tướng quân ai không hiếu kỳ mà đối với ôn nguyệt ánh mắt biến hóa nam tử cũng thu hết vào mắt ôn nguyệt thấy nam tử đột nhiên thừa nhận đối nó không có chút nào nửa điểm hảo cảm nàng lúc này mặt lạnh thật không hổ là cảnh vương phủ ra tới người thật cho chủ tử các ngươi cùng cảnh vương phủ tăng thể diện lời nói đến nơi đây ôn nguyệt đột nhiên vỗ xuống đầu của mình nhìn ta trí nhớ này sao có thể quên chủ tử các ngươi cảnh vương nhưng vội vàng đào mệnh đâu hắn nào còn có dư các ngươi chết sống a à, cũng thế chủ tử đều không tại làm chó có thế biết cái gì theo thốt ra lời này ôn nguyệt lần nữa cảm nhận được kia quen thuộc sát khí đối với phát hiện này ôn nguyệt khóe miệng nhẹ câu cảm thấy có ý tứ cực. Thật sự là không trải qua kích, nàng chỉ là một câu hời hợt lời nói, cái này phía sau nam tử người liền đối nàng lên sát tâm. Vậy cái này dáng dấp thường thường không có gì lạ, vốn lại sinh một đôi quý khí mắt phượng nam tử, nó thân phận. Tuy là nam tử tâm lý tố chất cực mạnh, nhưng kia thường thường không có gì lạ trên mặt vẫn là xuất hiện một tia rạn nứt. Nam tử khẽ cười một tiếng, nhìn về phía ôn nguyệt, ôn cô nương thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Ôn nguyệt nhanh mồm nhanh miệng hay không, nàng ngược lại không để ý, nàng chỉ là nhìn xem nam tử, ngươi nhìn chầm chầm vào ta làm cái gì, đối ta có gì hiếu kỳ. Nếu không phải xem ở mình chuyển không toàn cái cảnh vương phủ, ông Nguyệt tuyệt đối hiện tại liền đem nam tử thân phận cho bạo lộ. Nàng không có ý định bại lộ, coi như là còn chuyển không cảnh vương phủ nợ. Nhưng nam tử này, lại tiếp tục nhìn nàng, nàng sẽ thật đào ánh mắt hắn, đến lúc đó quản hắn là ai? Tại hạ đường khê. Nam tử tự giới thiệu, sau đó lên tiếng giải thích nói, nhìn chầm chầm vào ôm cô nương nhìn, là bởi vì biết được ôm cô nương ngày xưa từng là quát tháo chiến trường nữ tướng quân. Bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, đã thấy ấm nhỏ tướng quân, vậy dĩ nhiên là ánh mắt khống chế không nổi, đối ấm nhỏ tướng quân sinh lòng rất nhiều kính nể cùng sùng bái. Như có chỗ mạo phạm, còn mời ấm nhỏ tướng quân thông cảm nhiều hơn cùng thứ lỗi. Xuân xanh 15, lấy nữ tử chi thân, ra trận giết địch, thu hoạch được ấm nhỏ tướng quân danh xưng hào. Ôn Nguyệt Chi lợi hại, không chỉ là trên chiến trường chấn nhiếp địch nhân, đại sát tứ phương. Tại đại hạ vương triều, cũng là danh tiếng lan xa, không ai không biết không người không hay. Đáng tiếc thiên đạo bất công, cái này thiên chi kiêu tử ấm nhỏ tướng quân, lại là thụ phụ huynh chỗ liên lụy, vinh hoa phú quý cùng hiển hách công huân song song mất đi, trân châu long đông, bị biếm thành thứ dân, lưu vong lĩnh nam, cả đời không thể lại trở về kinh thành. Ông Nguyệt ý tứ sâu xa mắt nhìn đường khê, nàng nhếch miệng lên một vòng cực lạnh độ công, con mắt của ngươi, thật là quý khí. Khác, ông Nguyệt không hề nói gì, vẻn vẹn liền nói cái này tám chữ. Có thể đối với người khác nghe tới, đây là khen đường khê con mắt dung mạo xinh đẹp. Nhưng tại làm người trong cuộc đường khê nghe, có phải là khen hắn con mắt ngày thường đẹp mắt, vậy liền người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí. Ông Nguyệt chạm đến là thôi, nàng không tiếp tục để ý cái gì đường khê, cảnh cáo đã cho đến, nếu như có người còn u mê không tỉnh ngộ, vậy liền đừng trách nàng trở tay báo cáo, lãnh chút tiền truy nã. Đường Đường cảnh Vương phủ bị xét nhà, thân là cảnh Vương phủ một phủ chi chủ cảnh Vương lại tại chạy vong. Thân là thiên tử Tống Minh hiến, như thế nào bỏ mặc ý đồ mưu phản chi nghịch tặc đào vong bên ngoài, uy hiếp hắn đế vị. Cho nên, cái này cảnh Vương tiền truy nã, nhất định mê người. Đường Khê mắt phượng nguy hiểm nheo lại, hắn giấu sâu, nhưng Ôn Nguyệt lại liếc mắt nhìn ra thân phận của hắn, không hổ là ấm nhỏ tướng quân. Từ thị mấy người nghe Ôn Nguyệt đối Đường Khê con mắt khen, không khỏi hướng người nhìn lại cái này xem xét, thật đúng là không hẹn mà cùng đồng ý ôn nguyệt lý do thoái thác. Đường khê gương mặt kia tuy nói là thường thường không có gì lạ, nhưng cặp mắt kia lại là cực hiển khí chất cao quý, kinh diễm để người đã gặp qua là không quên được. Trong lúc nhất thời, đường khê phản phất thành thưởng thức chi vật, phạm ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng về thân thể hắn rơi. Mà quay chung quanh tại đường khê chung quanh cảnh vương phủ hạ nhân, lại là bất động thần sắc đem nó vây quanh, tránh đi những ánh mắt kia dò xét. Đối với cái này, Ông Nguyệt nửa điểm không có hứng thú, nàng đang cùng người nhà vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đường. Trong sơn động các phạm nhân đã chậm rãi đi ra sơn động, đội ngũ chậm rãi dài ra. Ông Nguyệt đem trâu cho ăn no về sau, nàng ngồi tại trên xe bò, tay nâng má chờ lấy các phạm nhân lục tục rời đi sơn động. Thừa này công phu, nàng ý thức tiến vào thăng cấp xong không gian tùy thân. Đối không gian tiến hành một phen kiểm tra về sau, ông Nguyệt tuyệt không phát hiện bất luận cái gì thăng cấp sau biến hóa phát hiện không có kết quả ông nguyệt cũng lười đi để ý rẻ như cũ là đem cây nông nghiệp thu hoạch sau đó gieo hạt xong về sau ông nguyệt dùng nước linh tuyền làm quả trà đặt ở viện tử trước trên bàn lại hái được không ít hoa quả rửa sạch sẽ bỏ vào mâm đựng trái cây cùng quả trà cùng một chỗ đặt lên bàn lại là dược liệu chế tác nàng đã làm nhiều lần dược hoàng thuốc bột thậm chí là còn làm một chút độc băng châm giết người ở vô hình hết thảy làm xong trong sơn động phạm nhân đã đi đến lớn như vậy sơn động lập tức trở nên vắng vẻ làm ôn nguyệt đuổi xe bò từ sơn động ra tới chạm mặt tới chính là gió rét thấu xương thổi đến nàng giật mình nàng vội vàng đem áo khoác ngoài hướng trên thân một nhóm mũ một mang áo khoác ngoài dây lưng thắt chặt thắt nút lúc này mới ấm áp chút trời u u ám ám chưa mặt trời ôn nguyệt các nàng vị trí rõ ràng là bốn bề toàn núi nhưng lại là hàng phong lôi cuốn thổi đến người răng thẳng rung lên đi tại đội ngũ cuối cùng ôn nguyệt một mặt quan sát đến địa hình chung quanh, một mặt lưu ý phía trước đội ngũ. Cái này xem xét, ông Nguyệt đã nhìn thấy đất tuyết bên trong trương thị phụ tử thi thể. Hai cha con đã không khí tức, chính ở trần nằm tại băng thiên tuyết địa bên trong, trên thân trải rộng vết roi. Trên thân hai người làn da không một chỗ là tốt, đều bị roi đánh cho da tróc thịt bong. Trắng bóng đất tuyết đã bị máu tươi nhuộm màu, tại cái này một mảnh trắng xóa thiên địa bên trong, cái này một bãi vết máu đỏ tươi lộ ra phá lệ chói mắt. Hai cha con chết đã lâu, da trên người đã cống đến tím thẩm, máu trên khóe miệng nước động cũng đã đông kết. Một màn này đối với những phạm nhân khác đến nói, tại trên sinh lý sẽ tạo thành cực đại khó chịu. Nhưng là đối với ôn nguyệt mà nói, nàng tại tận thế ra đời sống quá lâu, gặp quá nhiều không có chút nào nhân tính sự tình, cùng trương thị phụ tử cái chết cùng so sánh, tận thế phát xuống sinh những sự tình kia, mới là thật trung động lòng người, để người không. Trép mà run. Đợi các nàng vừa đi, ẩn thân tại giữa rừng núi lũ giả thú, sẽ nghe mùi tìm tới trương thị phụ tử thi thể. 47. Phát hiện bà, người chết. Ông Nguyệt không nhìn nữa trương thị phụ tử thi cốt, nàng xoay đầu lại, vừa nhìn về phía trước, liền gặp từ thị từ phía trước trên xe ngựa đi xuống, cùng đội ngũ đưa lưng về phía mà đi đi về phía nàng. Mẫu thân, có chuyện gì? Ông Nguyệt gọi từ thị về sau, đem tay đưa ra đi, từ thị bắt lấy nàng tay, mượn lực ngồi vào trên xe bò. Từ thị ngồi lên xe bò về sau, nàng hướng mặt trước đội ngũ nhìn, thấy các phạm nhân chính vùi đầu tiến lên, không có lưu ý đội ngũ người phía sau, nàng lúc này mới đem nhét vào trong ngực bao bọc đem ra. Bao bọc lấy ra, từ thị đưa cho ôn Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi xem một chút cái này. Ôn Nguyệt không biết từ thị đưa tới bao bọc là cái gì, nàng không có lên tiếng hỏi, mà là đem bao bọc nhận lấy mở ra. Theo bao bọc mở ra, đồ vật bên trong cũng lộ ra bộ mặt thật. Khi là trắng bóng bạc, ước chừng có năm sáu thỏi, đều là 100 lượng. Đây là, ôn nguyệt đem bạc đắp kính, nhìn về phía từ thị, là mẫu thân ngươi. Không phải. Từ thị lắc đầu, nàng thanh âm ép tới cực thấp, dùng chỉ có nàng cùng ôn nguyệt nhưng nghe được âm lượng nhỏ nhẹ nói, đây là tối hôm qua ban đêm, ta và ngươi các tẩu tẩu chỉnh lý đệm chăn nghỉ ngơi lúc, từ trong đệm chăn phát hiện. Trên người ta giấu tiền bạc, đều là ngân phiếu, thế nhưng là không có bạc. Không đợi ôn nguyệt hỏi, từ thị tiếp tục giải thích, đây cũng không phải là ngươi mấy cái tẩu tẩu, lúc ấy phủ tướng quân xét nhà, ngươi căn dặn ta về sau, ta để các nàng thiếp thân giấu ngân phiếu, tuyệt không giấu bạc. Ông Nguyệt nhìn xem trong tay triểu nặng bạc, nhớ tới tại khách sạn lúc gặp phải lâm siêu, cảm thấy đã hiểu rõ. Từ trước đến nay, là người khác tặng cho chi vật. Ông Nguyệt dứt lời, ngôn ngữ đơn giản vì từ thị giải thích nói, tại khách sạn đêm đó, ta từng rời đi trên xe ngựa lâu cho hai người ca ca đưa, đại khái là trong thời gian này, người hảo tâm giấu đến trên xe ngựa. Từ thị đang nghe ôn nguyệt về sau, trong đầu của nàng đã có ứng cử viên, là đứa bé kia. Ôn nguyệt từ một tiếng, nàng đem bạc đưa cho từ thị, mẫu thân cất kỹ. Từ thị không có nhận, nàng không chỉ có không có nhận, còn đem trên người mình giấu ngân phiếu cùng ba vóc con dâu đưa ngân phiếu cùng một chỗ giao đến ôn nguyệt trong tay, cái nhà này, hiện tại là ngươi làm chủ, những tiền bạc này vẫn là ngươi đến đảm bảo tốt. Dù sao bên trên phiên chợ mua sắm vật phẩm chờ sự tình, là Ôn Nguyệt đến phụ trách, tiền bạc giao cho nàng không có gì thích hợp bằng. Ôn Nguyệt không có từ chối, nàng dứt khoát sản khoái tiếp nhận, đem tiền bạc vừa thu lại, nàng quay người tại trên xe bò cầm lên một cái giỏ trúc đút cho từ thị, mẫu thân, cái này giỏ trúc bên trong là than trúc, nhỏ lò, còn có bình thuốc, cùng các ca ca muốn uống thuốc. Đường này một đuổi, không đến kế tiếp điểm dừng chân, là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Cái này thuốc ngươi cầm đi, để chị dâu nhóm sắc, cho hai người ca ca uống xong ôn nguyệt đang khi nói chuyện lại đi giỏ trúc bên trong túi nước cùng chén thuốc từ thị ôm lấy đầy đương đương giỏ trúc chờ xe bò đuổi kịp xe ngựa về sau nàng đem giỏ trúc đưa cho ngay tại đánh xe ngựa từ vân tương sau đó tại nó phụ một tay tình huống dưới lên xe ngựa ôn nguyệt xe bò chậm rãi lại thối lui đến phía sau xe ngựa vẫn duy trì một khoảng cách rất nhanh thuốc hương vị liền trong không khí tản ra tới nghe nhàn nhạt mùi thuốc ôn nguyệt nhìn xem bầu trời âm u tâm tình mười phần nặng nề trong đầu của nàng lại hiện ra trước đây không lâu nhìn thấy tiên đoán hình tượng, khuôn mặt không tự giác trở nên ngưng trọng lên. Tuyết lớn rơi xuống, mặt trời không ra, tuyết không thay đổi, dần già liền sẽ hình thành tuyết tai. Tuyết tai sẽ tạo thành phòng ốc sụp đổ, cây nông nghiệp tuyệt thu, chết cống chờ. Lão bách tính một khi không có đồ ăn, đến lúc đó tuyết tai liền sẽ diễn biến thành nạn đói. Một khi phát sinh thành nạn đói, liền mang ý nghĩa sẽ có người bị chết đói chết đói thi thể một khi không thể ngay lập tức đạt được xử lý thích đáng, liền sẽ sinh sôi vi khuẩn, từ nạn đói diễn biến thành một cái khác tai nạn. Đây không thể nghi ngờ là một cái tuần hoàn ác tính. Ôn dịch bắt đầu tại tuyết lớn, sinh tại tiểu hàng, yếu tại nước mưa, suy tại kinh trập. Ôn nguyệt trước mắt duy nhất có thế cầu nguyện, chính là hy vọng không muốn lại xuống tuyết lớn, mặt trời mau chạy ra đây, tuyết tranh thủ thời gian hòa tan. Không phải, tràn tai nạn này chú định tai kiếp khó thoát. Tiếp theo thời gian, Ông nguyệt các nàng không phải tại lưu vong con đường trên đường chính là sắp đạp lên lưu vong con đường trên đường đoạn đường này tới các nàng rời kinh thành đã càng ngày càng xa rời xa dưới chân thiên tử về sau Ông nguyệt phát hiện sớm nhất dám thị nàng đám người kia biến mất nhưng về sau một nhóm kia vẫn còn ở đó có điều về sau một nhóm kia không phải đang dám thị nàng là đang dám thị cảnh vương phủ người nói chính xác hơn là trong bóng tối bảo hộ cảnh vương phủ một người nào đó đoạn đường này tới Ông nguyệt tâm đều rất nặng nề, tuyết rơi rất lớn, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn gần như đều là tại ban đêm dưới. Chờ trời sáng, tuyết lớn liền sẽ đình chỉ, ngày gần đây trời một mực âm trầm không gặp mặt trời. Trên đường tuyết động đã đến đầu gối vị trí, gần như có thể nói là đến nửa bước khó đi trình độ. Ông nguyệt các nàng tuy có xe ngựa cùng xe bò thay đi bộ, nhưng là đối mặt như thế dày tuyết động, còn phải tự mình xuống tới thanh tuyết. Đã có rất nhiều phòng ốc bị tuyết lớn áp đảo, ven đường đại thụ cũng tại đổ xuống sau bị tuyết lớn vùi lấp. Về phần trong ruộng cây nông nghiệp, đã chết cống vô số. Lưu vong đoạn đường này, ông Nguyệt trông thấy rất nhiều sụp đổ phòng ốc, cũng trông thấy không ít chết bởi phòng ốc sụp đổ thi thể. Chó hoa nhóm đã ăn mắt đỏ, đang nhìn hướng ôn Nguyệt bọn người lúc mắt chó bên trong, một mảnh huyết hồng. Những cái kia tại phòng ốc sụp đổ sau may mắn sống sót lão bách tính môn, nhìn xem sụp đổ phòng ốc đang sinh không thể luyến, đã có người chết lặng dựa vào tường đổ, ánh mắt tan rã chờ đợi hắc bạch vô thường lấy mạng. Đối với lão bách tính đến nói, phòng ở thổ địa cùng lương thực, chính là bọn hắn suốt đời sở cầu. Bây giờ phòng ốc sụp đổ, trong đất cây nông nghiệp bị tuyết lớn chết cống, sinh hoạt hy vọng lập tức bị hủy hai cái, tâm lý năng lực chịu đựng trên lệch người, đi không ra cái này ngõ cục liền sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, từ đây không gượng dậy nổi, mất đi sống sót tín niệm. Nhưng đối mặt cái này không dừng tuyết lớn, dù có sống sót tín niệm, đường lại tại nơi nào đâu ôn nguyệt một đường nhìn qua biết lời tiên đoán của mình ngay tại chậm rãi thành thật mà nàng đối với đây hết thảy lại bất lực đừng nói lão bách tính môn tình cảnh đáng lo liền ôn nguyệt các nàng nhóm này lưu vong đội ngũ tình cảnh cũng không khá hơn chút nào có phạm nhân nghiêm trọng đông thương càng có người yếu người trực tiếp tỉnh lại sau giấc ngủ liền đi thấy diêm vương gia còn có cái này mấy lần vào thành mua sắm vật tư ôn nguyệt đã phát hiện giá hàng dân lên cấp tốc giá hàng dân lên khía cạnh nói rõ lương thực thiếu Tiếp theo tệ nạn, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hiện ra, mùa đông này, cũng không dễ vượt qua. Ông Nguyệt bó lấy trên người áo khoác ngoài, sắc trời dần tối, các nàng còn tại đi đường. Trời tối ép một chút một mảnh, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống tuyết lớn. Đối mặt cái này trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng tình cảnh, coi như hàng phong lại lớn, thân thể đã cống đến mất đi tri giác, nhưng các phạm nhân ai cũng không có thả chậm tốc độ tiến lên, còn tại cắn răng gượng chống. liền đoạn đường này tới, chứng kiến không ít sinh ly tử biệt các phạm nhân, vô cùng tiếc mệnh, sợ mình sẽ trở thành kế tiếp chết người. Nếu như không thể tìm tới điểm dừng chân, bọn hắn chỉ có thể giả ngoại nghỉ ngơi. Nhưng kết hợp gần đây đến nay ban đêm sẽ hạ tuyết tình huống đến xem, giả. Ngoại nghỉ ngơi không thể nghi ngờ là một trận sinh tử đỏ sức. Ông Nguyệt ngồi tại trên xe bò, trên thân bọc lấy áo khoác ngoài, nàng nhìn xem ô ương ương lưu vong đội ngũ. Đội ngũ đột nhiên rối loạn tưng bừng, có phạm nhân rung rẩy phá âm thanh âm vang lên, người chết. 48. Tuyết tai, phong hàng Ông Nguyệt nghe được phía trước truyền đến chết thanh âm của người, trong bụng nàng trầm xuống, đây đã là cái thứ ba chết bởi giá lạnh phạm nhân. Không chỉ có như thế, lưu vong trong đội ngũ, lây nhiễm gió rét người không phải số ít. Phong hàng đặt ở hiện đại, là rất dễ dàng trị tốt tật bệnh. Nhưng là tại cái này chữa bệnh điều kiện không phát đạt cổ đại, lây nhiễm phong hàng nếu là không chiếm được kịp thời trị liệu, là sẽ lớn diện tích người chết tại lưu vong trên đường chết đi phạm nhân nếu như điều kiện cho phép sẽ ngay tại chỗ đào hố chôn nhưng nếu như điều kiện không cho phép bình thường là sẽ vứt xác hoang dã đoạn đường này tới trước hai cái chết đi phạm nhân chính là trực tiếp nhét vào đất tuyết bên trong ôn nguyệt dựa vào xe bò ý thức tiến vào không gian nàng tại tìm kiếm trị liệu phong hàng cần thiết dược liệu nếu như nàng bỏ mặt không quan tâm mọi người trong nhà của nàng cuối cùng cũng sẽ thụ nó chỗ mệt mỏi mặc dù nàng có một mực cho các nàng uống không gian nước linh tuyền đổi nước, nhưng là lượng ít, tuy có đưa đến cải thiện thể chất tăng lên tố chất thân thể tác dụng, nhưng là hiệu quả không có như vậy rõ rệt, nhất là đối mặt như thế đại nhất chi lây nhiễm bệnh thương hàng đội ngũ, không thể phớt lờ. Rất nhanh, ôn nguyệt tìm tới gừng, phụ tử, quế nhánh, bạch thược, cam thảo chờ thuốc đông y, chuyển di đến trên xe bò giỏ trúc bên trong. Nàng đem mấy cái đồ chơi lúc lắc cái sọt đều đổ đầy những cái này thuốc đông y cỏ, sau đó đem lò chuyển tới, chuẩn bị liền dùng cái này mấy vị thuốc chịu chút thuốc canh cho người nhà uống một chút, cốt ủ ấm thân thể, đưa đến dự phòng tác dụng. Trừ người nhà bên ngoài, đợi đến điểm dừng chân, nàng còn muốn tìm tới Chu Đại ca, đem dược liệu miễn phí đưa cho hắn, để hắn phụ trách đem dược liệu luộc thành chén thuốc phân cho Lưu Vong Phạm Nhân uống xong. Ôn Nguyệt vừa đem lò nhóm lửa, đem bình thuốc hướng trên lò lửa vừa để xuống, đổ tuyết nước đi vào, lại để vào dược liệu. Đúng lúc này, bò của nàng trước xe cản người. Ôn cô nương Ngươi phát phát hiện tâm mau cứu con của ta đi ngăn lại ôn nguyệt xe bò là cái ôm lấy hài tử phụ nhân nàng quỳ gối ôn nguyệt xe bò trước toàn bộ nửa người dưới đã ướt đẫm theo nàng cùng một chỗ quỳ gối ôn nguyệt xe bò trước còn có phu quân của nàng cùng năm sáu tuổi nữ nhi phu nhân một nhà bốn người đột nhiên quỳ tới nếu như không phải ôn nguyệt phản ứng nhanh một trận ngoài ý muốn tất không thể miễn ôn nguyệt đem xe bò dừng lại nàng nhìn kia quỳ gối đất tuyết bên trong phụ nhân hài tử ôm tới ta xem một chút phụ nhân nghe ôn nguyệt, vội ôm lấy trong ngực hài tử đứng dậy đi vào ôn nguyệt trước mặt. Theo phụ nhân ôm lấy trong ngực hài nhi lại gần, ôn nguyệt cũng phải lấy thấy rõ phụ nhân hài tử là tình huống như thế nào. Khi là cái một hài tử một hai tuổi, bởi vì bị bệnh, giờ phút này chính yểu xìu yểu xìu rút vào mẫu thân trong ngực. Ôn nguyệt nhìn một chút tiểu hài triệu chứng, liền biết là cảm giác nhiễm phong hàng. Lưu vong trong đội ngũ đã có không ít phạm nhân lây nhiễm phong hàng, thỉnh thoảng có thể nghe được thanh âm ho khang, tiểu hài cùng lão nhân làm trong đội ngũ kẻ yếu, sức chống cự cùng sức miễn dịch đều yếu kém. Một khi phong hàng lan tràn ra, trước hết nhất trúng chiêu ngã xuống chính là lão nhân cùng tiểu hài. Phong hàng. Ôn Nguyệt nhìn xem phụ nhân, cho ra kết luận. Phụ nhân kia nghe ôn Nguyệt, sắc mặt nháy mắt liền biến, nàng nhìn xem trong ngực hài tử, sau đó nhìn về phía ôn Nguyệt, tay nắm chắc xe bò, ôm cô nương, ngươi mau cứu hài tử của ta, vang cầu ngươi. Phụ nhân biết rõ mình cử động lần này là làm khó, nhưng cùng đường mặt lộ nàng, chính là muốn tóm lấy ôn nguyệt cái này hy vọng không buông tay. Các nàng những cái này lưu vong lĩnh nam phạm nhân bên trong, liền ôn nguyệt một nhà trôi qua rất thoải mái, xe ngựa xe bò thay đi bộ, vật tư sung túc. Cùng không cứu được tế các nàng so ra, ôn nguyệt một nhà quả thực so quan gia nhóm trôi qua còn tốt. Phụ nhân phu quân cùng nữ nhi cũng vây quanh, một nhà ba người cho ôn nguyệt tạo áp lực đạo đức bắt cóc. Ôn cô nương, ngươi không đáp ứng cứu ta nhi tử, ta liền quỳ hoài không dậy chúng ta một nhà mệnh liền toàn nắm giữ trong tay ngươi, hài tử của ta nếu như có cái gì không hay xảy ra, vậy ta cũng không sống. Ông tỷ tỷ, ta chỉ như vậy một cái đệ đệ, ta không nghĩ hắn chết, mời ngươi mau cứu hắn. Nếu như đệ đệ chết rồi, mẫu thân cùng cha nhất định sẽ bỏ lại ta đi bồi đệ đệ, ta không muốn làm mất đi mẫu thân cùng cha tiểu hài. Ông cô nương, ngươi mau cứu nhi tử ta đi, vợ con ta mệnh toàn trông cậy vào ngươi, ta trần hoa cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Trần Hoa một nhà ngươi một lời ta một câu, miệng miệng thanh âm vì nhỏ nhất hài tử, nhưng nó rắp tâm không tốt, lại là nửa điểm chạy không khỏi ôn nguyệt con mắt. Nhất là Trần Hoa vợ chồng, miệng thảo luận quỳ, nhưng kia sống lưng ưỡng đến mức nhưng thẳng. Ôn Nguyệt xe bò tại Trần Hoa một nhà bốn người tới chặn đường lúc liền dừng lại, trải qua cái này dày vò, đã cùng đại bộ đội kéo ra một khoảng cách. Đối với xe bò thay đi bộ Ôn Nguyệt đến nói, nàng cũng chẳng có gì, rất nhẹ nhàng là có thể đuổi kịp đi nhưng đây đối với trần hoa một nhà đến nói lại là nguy hiểm mắt thấy trời liền phải đen nếu như bọn hắn không thể kịp thời đuổi theo đại bộ đội vô cùng có khả năng mê thất tại đêm tuyết bên trong hoặc là chết cống hoặc là biến thành giả thú đồ ăn ông nguyệt nhìn xem trần hoa một nhà bốn người nàng là trung y thế gia truyền nhân không có khả năng thấy chết không cứu nhưng là loại này bị người cầm đao gác ở trên cổ buộc nàng cứu người hành vi đổi lại là ai đều không thích xem ra trần hoa một nhà cầu nàng cứu hài tử là giả mà Trần Hoa một nhà chân chính động cơ, cũng xác thực không phải cầu ôn nguyệt cứu người, bọn hắn đúng đúng nghĩ lấy nhi tử tính mạng lừa bịp bên trên nàng. Tại cái này lây nhiễm phong hàng tỷ lệ tử vong cực cao cổ đại, còn lại là lưu vong trên đường, Trần Hoa vợ chồng rất rõ ràng nhi tử mệnh là không gánh nổi, vợ chồng bọn họ là nghĩ thừa dịp nhi tử còn có một hơi, để ôn nguyệt gánh lấy nhi tử cái mạng này. Bọn hắn một nhà ba miệng có thể kẻ lừa gạt tử chi phúc ỷ lại vào ôn nguyệt một nhà, không lo ăn uống ôn nguyệt ngồi tại trên xe bò mặt không biểu tình nhìn xem làm bộ làm tịch trần hoa một nhà tay nâng má có chút hăng hái nói quay đầu nhìn xem trần hoa một nhà nghe ôn nguyệt quả thật quay đầu nhìn cái này xem xét trần hoa một nhà sắc mặt dây lát biến tại bọn hắn cầm lây nhiễm gió rét nhi tử vì tấm một ngăn lại ôn nguyệt thời điểm bọn hắn đã bị đại bộ đội xa xa bỏ lại đằng sau nhìn xem cách càng ngày càng xa đại bộ đội trần hoa một nhà trong mắt dãy dụa phá lệ rõ ràng nhưng đối với cái này kiếm không dễ cơ hội, bọn hắn lại không muốn bỏ qua. Hài tử sinh bệnh là ông trời ban cho bọn hắn ỉ lại vào ôn nguyệt một nhà cơ hội, một khi bỏ lỡ, lần sau cũng không biết là lúc nào. nhất định phải đánh cược một lần. Trần Hoa xoay đầu lại, hắn đem để tay tại bản thân sau vỗ nhẹ lấy đó trấn an, một đôi mắt lại là giống như là con sói đó nhìn chầm chầm ôn nguyệt, ôm cô nương, bò của ngươi xe rộng rãi, làm phiền ngươi mang hộ vợ con ta đoạn đường, đợi đến điểm dừng chân ta định thật tốt cảm tạ ngươi. ngươi lấy cái gì cảm tạ ta? thấy rõ Trần Hoa tâm tư ôn Nguyệt lên tiếng chất vấn. Trần Hoa cũng không có tiền, đối mặt Ôn Nguyệt chất vấn, hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp không chút nào chột dạ. ta nguyện cho ôn cô nương làm trâu làm ngựa, báo đáp ngươi đối nhi tử ta ân cứu mạng. a. À, đáp lại Trần Hoa là Ôn Nguyệt cười nhạo âm thanh. Trần Hoa gặp một lần Ôn Nguyệt cười, hắn lập tức có loại rất tâm không tốt bị nhìn xuyên lúng túng cảm giác. lúc này mở miệng ôm cô nương cười cái gì? Một vị phụ thân vì cứu hài tử dụng tâm lương. Khổ, có như vậy để ngươi buồn cười sao? 49, nước thuốc, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trần Hoa dứt lời, bày ra một bộ tức giận dáng vẻ đến, nhi tử ta lây nhiễm phong hàn, hắn có thế không có thể sống sót, liền phải nhìn ông trời phải chăng hậu ái với hắn. Ông cô nương nếu không muốn cứu, vậy liền xin nói rõ, làm gì nhìn ta một nhà trò cười. Một chiêu này lấy lui làm tiếng, Trần Hoa tự nhận ôn nguyệt tuyệt đối hưởng thụ. Không có người có thể lãnh huyết vô tình đến thấy chết không cứu, nhất là như vậy hoặc bác một cái mạng, nhất là đầu này nhân mạng vẫn là đến từ một cái một tuổi hài tử. Trần Hoa thê tử không nói chuyện, nàng là một tay ôm lấy sốt cao không lùi nhi tử, một tay nắm lấy xe bò. Về phần nữ nhi của bọn hắn, thì là dùng một đôi khát vọng tham lam con mắt đánh giá ôn nguyệt xe bò. Mặc dù trên xe bò đồ vật đều bị một tấm vải cho che lại, cái gì cũng nhìn không được, nhưng đầu kia thân thể cường tráng trâu cùng cái này rắn chắc có thế tọa hạ bốn năm người cũng không thành vấn đề trâu xe ba gác nhưng có lấy hấp dẫn rất lớn lực ôn nguyệt mắt thấy sắc trời đã tối cũng liền lười nhắc lại cùng trần hoa một nhà quần nhau trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói cứu không được nhẹ nhàng ba chữ từ trong miệng thổ lộ ôn nguyệt vung lên trong tay roi bột một tiếng lắc tại trâu trên xe ba gác trần hoa thê tử gặp lại roi vung khi đi tới bận bịu dọa đến đem tay thu hồi đi mà cái này ngắn ngủi công phu bên trong nghe được tiếng roi trâu đã chạy. Ôn Nguyệt ngồi tại trên xe bò, nàng quay đầu nhìn xem sửng sốt trần hoa một nhà, mắt nhiễm lãnh ý, chúc các ngươi may mắn. Tính toán nàng. Ngượng ngùng nàng cũng không phải là ăn chay. Trần Hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xe bò chạy xa mà bất lực, rõ ràng kém một chút liền có thể thành công, đáng tiếc. Trần Hoa thê tử tôn thị nhìn xem dần dần chạy xa xe bò, nàng là ôm chặt trong ngực nhi tử hướng Trần Hoa vị trí nhíp lại gần, nàng bất an nhìn chung quanh, trời đã đen, tầm nhìn cực địa hàng phong gào thét lên để nàng sợ hãi cực kỳ phu quân chúng ta làm sao bây giờ tôn thị nhìn xem chậm rãi trở nên nhỏ bé xe bò một mặt lo lắng hỏi đuổi theo trần hoa đem lời nói vứt xuống cũng mặc kệ vợ con kính đi thẳng về phía trước đáng thương kia tôn thị không nỡ vứt xuống trong ngực một tuổi nhi tử chỉ có thể chịu đựng hai tay đau nhức cắn răng theo sau mà bị xem nhẹ nữ nhi kiều kiều mấp máy môi mở ra bắp chân chạy một nhà ba người bên trong duy chỉ có trần hoa một thân nhẹ nhõm hoàn toàn một bộ mình vô sự cả nhà không lo thái độ ôn nguyệt đuổi kịp đại bộ đội về sau liền để xe bò tốc độ chậm lại trong bình thuốc tuyết nước đã nấu mở mùi thuốc đã phát ra bị gió về sau thổi thổi vào trần hoa một nhà vị trí nghe được bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn trời tối gió lớn bó đuốc căn bản nhóm không cháy tiến lên con đường liền trở nên tất bước khó khăn lên Đoàn người chỉ có thể dựa vào trực giác một chân sâu một chân cạn đi tại đêm tuyết bên trong, vì phòng ngừa phạm nhân lạc đường, đám quan sai đã để các phạm nhân tay nắm tiếp tục hướng phía trước đi. Không có tìm được điểm dừng chân, cũng chỉ có thể cắn chặt răng đi đường. Cái này dạ hắc phong cao, gió rét thấu xương không ngừng, đêm nay ban đêm nhất định sẽ có một trận tuyết lớn. Nếu như lựa chọn tại chỗ chỉnh đốn qua đêm, chỉ có một con đường chết. Lựa chọn hướng phía trước đi, không chừng còn có thể đụng tới sơn động, hoặc là thôn xóm cũng không biết là đi được bao lâu, ông Nguyệt chỉ biết nàng lò bên trong lửa thang đều dập tắt, trong bình thuốc chén thuốc đã không còn kia nóng hổi sôi trào, nàng rốt cục tại đen xì một mảnh giả ngoại hoang vu trong thấy sáng ngời. Thông sóng phát hiện, cao hứng nhất còn muốn số lưu vong phạm nhân. Hy vọng đang ở trước mắt, lưu vong các phạm nhân sĩ khí tăng nhiều, giữ vững tinh thần, dũng cảm tiến tới. Rốt cục bọn hắn thành công đến điểm dừng chân, dù là mọi người đã đói khổ lạnh lẽo, nhưng kia từng đôi trong mắt kích động khó nén đợi đến phát ra ánh sáng địa phương, mới phát hiện cái này phát ra ánh sáng địa phương, là cái khu ổ chuột. Có điểm dừng chân, Chu Tài Tuấn lập tức để các phạm nhân tiến vào bình dân quật, để chính bọn hắn tìm kiếm vị trí đặt chân. Trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng, cái mới nhìn qua này lụi bại nhưng có thế chống cự phong tuyết khu ổ chuột, là bọn hắn trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nếu như mạo muội tiến lên, sợ là một đoàn người đều muốn chôn vùi tại phong tuyết trong đêm mưa. Khu ổ chuột rất lớn, là một cái hoang phế đại trạch viện bên trong ở đều là chút phòng ốc bị tuyết lớn áp đảo không nhà để về lão bách tính cùng tên ăn mày ôn nguyệt các nàng chi đội ngũ này mênh mông cùng cuộn xuất hiện lập tức gây nên trong khu ổ chuột người ở hiếu kỳ ánh mắt chú ý nhìn xem tiến đến các phạm nhân trong khu ổ chuột tới trước đến lão bách tính môn trong mắt chờ mong lập tức tiêu tan thay vào đó chính là thất lạc cùng chết lặng thấy không phải quan phủ người bọn hắn lại ngồi xuống núp ở một phương trong tiểu thiên địa Phần này chết lặng cùng hai mắt vô thần, chỉ có tại ôn nguyệt một nhà tiến vào viện lúc, mới có biến hóa vi diệu. Ôn nguyệt lôi kéo xe bò tìm vị trí đậu xong, nàng lúc đi vào có quan sát cái này cũ nát hoang phế trong trạch viện người, phát hiện tình trạng của bọn họ đều không tốt, đã có người nằm bất tỉnh nhân sự, tiếng ho khang càng là liên tiếp. Bên ngoài trong viện, càng là nằm không ít thi thể. Toàn bộ hoàn cảnh, cho người ta hiện ra chính là bị tử thần chiếu cố bể oải hoang vu, không có chút nào sinh cơ chi tượng. Ôn Nguyệt lấy bát, đem trong bình thuốc thuốc rót vào trong chén, chờ từ thị các nàng tới, liền căn dặn các nàng một người một bát uống xong. Mà chính nàng, cũng bưng lên mình chén kia uống. Trong trạch viện các cư dân bản địa thấy Ôn Nguyệt một nhà đang uống thứ gì, kia mùi thuốc tại cái này phong bế hỗn tạp không gian bên trong, không thể nghi ngờ là nồng đậm đột xuất. Những cái kia đã lây nhiễm gió rét người, như bắt đến một chút hy vọng sống, từng đôi mắt tham lam nhìn xem Ôn Nguyệt một nhà. Ôn Nguyệt một nhà uống thuốc về sau, liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị cơm tối trải qua ôn nguyệt cố ý nhắc nhở cơm tối không định làm được phong phú mà là có thế nhét đầy cái bao tử là đủ xe ngựa của các nàng cùng xe bò đã đầy đủ rêu rao làm người khác chú ý nếu như cơm tối lại tiếp tục phong phú sợ là càng nhận người nhớ thương tại từ thị các nàng chuẩn bị lúc ăn cơm tối ôn nguyệt thì là tìm tới chu tài tuấn chu đại ca ôn nguyệt gọi chu tài tuấn về sau liền đứng ở một bên chờ lấy Chu Tài Tuấn chính quan chỉ huy học sinh kém lửa nấu cơm, nghe thấy Ôn Nguyệt gọi mình, hắn bận biểu ngừng lại trong tay sống hướng Ôn Nguyệt xem ra, Ôn Nguyệt, là có chuyện gì không? Ôn Nguyệt gật đầu, đem mình ý nghĩ nói cho Chu Tài Tuấn, đội ngũ chúng ta bên trong có không ít người lây nhiễm phong hàn, tình huống này thật sự nếu không tiếp tục khai thác ứng đối biện pháp, sợ là muốn liên lụy toàn bộ đội ngũ. Mấy ngày trước, ta cùng mấy vị quan gia đi phiên chợ mua sắm vật tư lúc, cố ý chuẩn bị một nhóm dược liệu chuẩn bị bất cứ tình huống nào ôn nguyệt nhìn một vòng cuối cùng đối chu tài tuấn nói ngươi để người tìm xem nhìn nơi này có hay không nồi lớn tìm tới liền đi bên ngoài làm điểm tuyết ta đem dược liệu phối tốt giao cho ngươi chờ nước thuốc nấu xong làm cho tất cả mọi người đều phải uống tuy là cưỡng chế nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn luôn tốt chu tài tuấn chính buồn rầu tại trong đội ngũ lây nhiễm gió rét nhân số cấp tốc gia tăng ôn nguyệt một lời nói giống như mưa đúng lúc lần nữa giải hắn khẩn cấp tốt ta cái này để người đi làm chờ quay đầu ngươi đem dược liệu phí tổn nói một tiếng, ta bổ tiền bạc cho ngươi. Không cần. Ôn Nguyệt hướng từ thị mấy người nhìn lại, ta không phải thiện nhân, làm như thế, chỉ là hy vọng người nhà của ta có thế bình an, cùng nhau rồng rã đến lĩnh Nam. 50. Khất thực tổ tôn hai người. Rất nhanh, Chu Tài Tuấn liền phân phó. Một nhóm người phụ trách từ trên xe bò lấy gia hỏa chuẩn bị cơm. Tối, một nhóm người phụ trách tại cái này hoang phế trạch viện phòng bếp tìm nồi, một nhóm người thì là cùng hắn tại trên xe bò cầm thùng gỗ đi bên ngoài trang sạch sẽ tuyết. Chu Tài Tuấn bọn hắn là bắt chước ôn nguyệt một nhà, cố ý chuẩn bị hai chiếc xe bò. Trên một cổ xe bò trang bọn hắn bên trên phiên chợ mua sắm vật tư cùng nồi bát bầu bồn, trên một cổ xe bò thì là tất cả quan sai quần áo. Nồi sắt lớn tìm được về sau, phụ trách tìm kiếm đám quan sai là phí sức chính trâu hai hổ, mới đưa nồi sắt từ phòng bếp đem đến mọi người cùng tụ phòng. Phòng dù hoang phế cổ xưa, nhưng rất tại rộng rãi mà lại che gió tránh mưa, là cái này toàn bộ trạch viện chỗ an toàn nhất. Nồi sắt đem đến phòng về sau, chính là bắt đầu dựng lâm thời bếp lò. Những cái kia nguyên bản ngay tại trong trạch viện kéo dài hơi tàn lão bách tính môn, có vành tai đã nghe được ôn nguyệt cùng chu tài tuấn nói chuyện. Biết cái này miệng nồi sắt lớn tầm quan trọng bọn hắn, thế là xung phong nhận việc hỗ trợ tẩy nồi dựng bếp lò. Về phần thù lao, chính là chén thuốc nấu xong về sau, cũng chia các nàng một bát. Có miễn phí sức lao động, đám quan sai tự nhiên là vui vẻ mà xem. Một chén canh thuốc có thể giải quyết sự tình, tính không được cái gì, cũng liền đáp ứng lão bách tính môn thỉnh cầu. Trải qua lão bách tính môn cố gắng, lửa đã thăng lên, bếp lò cũng đã dựng tốt, nồi sắt lớn cũng dùng tuyết nước rửa ráy sạch sẽ. Theo một thùng tiếp một thùng tuyết rót vào nồi sắt, tuyết nước chậm rãi hòa tan, cuối cùng góp đủ một nồi sắt lớn nước. Ông Nguyệt đã đem phối tốt thuốc cất vào giỏ trúc, nàng mang theo một chút cái sọc dược liệu hiện thân lúc đám người nhìn ánh mắt của nàng đều là cực nóng. Giao cho ta xử lý. Chu Tài Tuấn gặp một lần ôn nguyệt, bận biểu nên đón, nghĩ từ trong tay nàng tiếp nhận giỏ trúc. Không cần. Ôn Nguyệt từ chối nhã nhặn Chu Tài Tuấn hảo ý về sau, nàng giải thích nói, ta đến liền tốt, ta biết làm sao thả. Một câu thành công đem Chu Tài Tuấn bị cự tuyệt xấu hổ bỏ đi, làm dịu không được tự nhiên. Chu Tài Tuấn ai một tiếng, đi theo Ôn Nguyệt sau lưng đi vào nồi sắt lớn trước. Ôn Nguyệt đứng tại nồi sắt lớn trước, nắm lên trang dược liệu giỏ trúc liền hướng trong nồi đổ dược liệu, động tác chủ đánh một cái hào sản. Theo nàng rung rung giỏ trúc động tác, bên trong dược liệu tựa như tuyết rơi đồng dạng rì rào mà rơi bay vào nồi sắt lớn bên trong, gặp nước chậm rãi chìm vào trong nồi. Một chút cái sọc dược liệu, ông Nguyệt đổ một nửa lượng. Còn lại một nửa cần giữ lại, ngày mai trước khi đi còn phải lại nấu bên trên một nồi nước thuốc. Nhìn xem trong nồi dược liệu, ông Nguyệt nắm lấy giỏ trúc đi xem chu tài tuấn, chờ nước mở về sau, cần nấu bên trên hai chung trà thời gian. Hai thời gian uống cạn chung trà vừa đến, lửa liền có thể lui. Chờ trong nồi nước thuốc không còn sôi trào nữa lăn lộn, liền có thể mỗi người một bát lượng phân phát. Chu Tài Tuấn gật đầu ghi lại, trải qua nhiều như vậy về sau, hắn đối ôn nguyệt rất tín nhiệm, mà hành động là đối tín nhiệm tốt nhất thực tiễn. Ôn nguyệt giao phó xong, liền mang theo còn lại nửa giỏ trúc dược liệu trở lại xe bò trước, đem giỏ trúc hướng trên xe bò vừa để xuống, kéo qua vải rách tiếp tục đắp lên. Cơm tối đã làm tốt, làm chính là kéo da mặt, phối hợp chính là thịt sói, canh đấy là dùng cà chua cùng quả ớt làm chua cây khẩu vị. Tại ôn nguyệt một nhà mà nói, cái này bỗng nhiên cơm tối coi là đơn giản, nhưng đối với cái này trạch viện những người khác đến nói, lại là cực kỳ phong phú. Ôn nguyệt kéo qua nhưng chồng chất cái ghế ngồi xuống, từ từ thị trong tay tiếp nhận đũa, liền cái thì bắt đầu ăn kéo da mặt. Khi từng đôi rơi ở trên người nàng nóng bỏng điên cùng tham lam ánh mắt, đều bị ôn nguyệt không thèm đếm xỉ đến. Có thể phát thiện tâm, nhưng không thể cái gì thiện tâm đều có thể tùy tiện loạn phát. Thăng mê ăn đấu gạo thù, không chỉ chỉ là một câu đơn giản như vậy, kia là tiền nhân đẫm máu kinh nghiệm lời tuyên bố. Minh bạch đồ ăn chi trân quý ôn nguyệt một nhà, vùi đầu đắm chìm ở trong chén đồ ăn, một chút cũng không nở lãng phí, ăn đến cực hương. Rất nhanh, những cái kia nhìn xem ôn nguyệt một nhà hưởng thụ thức ăn ngon người bên trong, có không chống đỡ được thức ăn ngon dụ hoặc bắt đầu khai thác hành động. Không phải sao, một cái lớn tuổi lão giả, lôi kéo một cái năm sáu tuổi tiểu nam bé con run run rẩy rẩy đi đến ôn nguyệt một nhà trước mặt. Bịch một tiếng, lão giả kia không nói hai lời trực tiếp hướng ôn nguyệt một nhà quỳ xuống. Lão giả quỳ xuống về sau, không quên giật giật một bên tôn nhi, cũng làm cho một cùng quỳ xuống. Đem tôn nhi cũng kéo quỳ xuống về sau, lão giả nhìn về phía từ thị, tại lão nhân gia ông ta xem ra, lớn tuổi người chính là nhất gia chi chủ. Lão giả nhìn xem từ thị trong tay còn sót lại nửa bát kéo da mặt, hắn là nuốt một ngụm nước bọt, thuận tiện liếm liếm đầu lưỡi, nữ Bồ Tát, xem ở ta tổ tôm hai người cơ khổ không nơi nương tựa, đói mấy ngày phân thượng, trong tay ngươi kia nửa bát da mặt, liền bố thí chúng ta lấp lấp bao tử đi, a à, Đem mình bày ra tại tuyệt đối kẻ yếu thân phận bên trên, sau đó treo lên đáng thương bài. Cuối cùng, tại châm chức dùng từ bên trên, nâng cao từ thị dẫm thấp mình, lấy đạt tới lấy lòng mục đích của đối phương. Cuối cùng, lại đến một cái mục kích trí mạng. Nửa bát không thể, vậy liền lưu một ngụm nhỏ, lưu một ngụm nhỏ cho ta cái này tôn nhi nếm thử hương vị, treo hắn một cái mạng. Lão giả nói lời này, hắn là nâng lên phát trung tay xoa xoa có lẽ có nước mắt. Ta cái này tôn nhi số khổ, cha mẹ đều bị sụp đổ phòng ốc đè chết. Hắn tuy được thượng thiên triều mến nhặt về một cái mạng, nhưng cha mẹ đều không tại, nhà cũng không có mặc dù có ta cái này da da nhưng ta đã lão làm bất động nữ bồ tát xin thương xót cho cà lâm lão giả buông xuống lau nước mắt tay tại hắn đem tay rủ xuống về sau không bao lâu bên cạnh hắn tôn nhi đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên nghe tôn nhi tiếng khóc lão giả dậy lên nỗi buồn ta kia đáng thương con trai con dâu phụ a là cha lão vô dụng để ca nhi đi theo ta chịu khổ bị liên lụy lão giả nói xong trực tiếp che mặt gào khóc lên mà tại lão giả tay áo yểm hộ dưới hắn kia vẫn đục trong mắt lại là tràn ngập tính toán một màn này thật đúng là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ rất khó không đối đây đối với số khổ cực khổ tổ tôn hai người sinh lòng đồng tình từ thị nhìn trong chén nửa bát kéo da mặt nhìn nhìn lại quỳ gối trước chân tổ tôn hai người động lòng trắc ẩn nàng thế là đem trong chén nửa bát kéo da mặt đưa tới lão nhân gia ngươi đừng khóc cái này nửa bát da mặt cho ngươi tôn nhi lóc dạ một chút lão giả kia lúc đầu khóc đến chính thương tâm nghe từ thị tay áo hạ trong mắt khó nén đạt được sau mừng rỡ. Lão giả đem tay áo buông xuống, một mặt cảm động nhìn từ thị, tay run run rẩy rẩy vương đi đón kia nửa bác kéo da mặt, miệng bên trong không quên biểu đạt đối từ thị thiện ý cử chỉ cảm tạ, tạ ơn nữ Bồ Tát, ngươi sẽ có phúc báo. Đối với từ thị hành vi, ông Nguyệt tuyệt không ngăn cản. Nàng biết từ thị các nàng cùng nàng cuối cùng là khác biệt, nàng là từ lòng người quỷ quyệt tận thế xuyên qua mà đến, đối với nhân tính sớm có lĩnh giáo. Mà từ thị mấy người, đến cùng là sinh trưởng ở địa phương người cổ đại, đối với nhân tính ghê tẩm xa xa không kịp nàng hiểu rõ thấu triệt. Cho nên, nàng bỏ mặt từ thị đối trước mắt đôi này tổ tôn phát thiện tâm mà không thêm ngăn lại, là vì để từ thị triệt để minh bạch một cái đạo lý, đáng thương người, chưa hẳn đáng giá đồng tình. Càng là đáng thương người, liền tất có nó chỗ đáng hận. Thiện ý người thương hại cùng đồng tình, nếu như vận dụng không làm sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, từ đó làm cho mình bị cắn ngược một cái thậm chí còn có thể đem mình đẩy tới vạn kiếp bất phục vực sâu. 51. Ôn Nguyệt người hung ác đường đi giả Ôn Nguyệt đem trong chén kéo da mặt ăn xong, uống một hớp quan trong chén mì nước. Nhìn xem rỗng kết bát, Ôn Nguyệt để đổ xuống cùng thìa, ăn uống no đủ tay nàng chống trầm tiếp tục xem hí. Ôn Nguyệt không ngăn cản từ thị còn có một nguyên nhân, nàng. Muốn mượn đôi này tổ tôn giết gà dọa kỹ. Không nhà để về, bụng đói kêu vang lão bách tính cùng đám ăn mày, đói gấp là chuyện gì đều làm ra được. Cùng nó ngồi chờ chết, không bằng sớm đem không nên có tâm tư ách dết từ trong trứng nước. Cái này đưa tới cửa quân cờ, nhưng phải vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. Lão giả tay tại chạm đến từ thị cái chén trong tay lúc, hắn động tác biến nhanh, tại từ thị còn không có kịp phản ứng lúc, đã đem bác đoạt tới bảo hộ ở trong ngực, một mặt phòng bị nhìn xem từ thị một nhà. Từ thị không nghĩ nhiều, chỉ là khi lão giả sợ nàng đổi ý, nàng bận biểu mỉm cười giải thích, Lão nhân gia ngươi đừng lo lắng, ta đã đáp ứng đem cái này còn lại nửa bát kéo da mặt cho ngươi Tôn Nhi lót dạ một chút, vậy liền đúng không sẽ đổi ý, ngươi nhanh để ngươi Tôn Nhi ăn đi, hắn. Còn lại, Từ thị như nghẹn ở cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời. Nguyên lai, like, là lão giả kia, hắn tại Từ thị lúc nói chuyện, đã bưng lên đoạt tới nửa bát da mặt ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Đối với bên cạnh nhìn xem hắn thẳng nuốt nước miếng Tôn Nhi, hắn là không quan tâm. Bởi vì không có đũa, lão giả trực tiếp là dùng tay sung làm đổ lay trong chén da mặt. Từ thị nhìn xem lão giả, nhìn nhìn lại kia trong mòn con mắt trong mong tiểu nam bé con, đối với mình vừa mới việc thiện, nàng hối hận. Mà lão giả hành vi, cũng gián tiếp bỏ đi từ vân tương mấy người muốn đại phát thiện tâm suy nghĩ. Gia gia, ta đói. Trước mặt lão giả tiểu nam bé con thấy lão giả ăn được ngon, hắn là vội vàng nắm được lão giả quần áo tay áo, vương tay ra suy nghĩ cùng lão giả đoạt ăn, gia gia, ta cũng phải ăn. Ba, lão giả trực tiếp một bàn tay phiến tại tiểu nam bé con trên mặt, lão giả đánh tiểu nam bé con, hắn từ trong chén liếc mắt mắt nhìn người, một chân đem người gạt ngã, đi một bên, đừng quấy rầy ta ăn cái gì. tiểu nam bé con bị đánh một bàn tai, trái tim lại chịu lão giả một chân đạp, lúc này ngồi dưới đất cào khóc lên. lão giả đối với tiểu nam bé con khóc trống lại không để ý tới, hắn thuần thục rất nhanh liền đem trong chén nửa bát kéo ra mặt ăn sạch ánh sáng vẫn chưa thỏa mãn hắn thậm chí là lè lưỡi đem bác liếm lấy sạch sẽ. Cái này nửa bác kéo da mặt đối với lão giả đến nói, nhiều lắm là chính là lưỡng dạ. Lão giả không biết đủ, hắn cầm trong tay cái chén không, nhìn nhìn lại khóc đến thương tâm tiểu nam bé con, hắn vừa quay đầu, lần nữa để mắt tới từ thị, để nữ bồ tát chế dẻo, thực sự là lão hủ quá lâu không ăn đồ vật, nhất thời nhịn không được tất cả đều ăn xong rồi. Người tái phát phát thiện tâm, lại bố thí ta nửa bác, ta tốt uy uy ta cái này khóc trống không chỉ tôn nhi. Sợ từ thị cự tuyệt mình, lão giả bận biểu giơ tay lên, ta thề với trời, lần này nhất định sẽ nhịn xuống, tuyệt đối sẽ không mình ăn sạch ánh sáng. Từ thị đối với lão giả đã không nghĩ tới nhiều để ý tới, nàng chỉ hận mình mắt bị mù, loạn phát thiện tâm. Giờ khắc này từ thị, tình nguyện kia nửa bắt kéo da mặt bưng cho chó ăn, mà không phải vô cớ làm lợi lão giả. Ông Nguyệt nhìn xem lập lại chiêu cũ lão giả, mở miệng nói, lão già, ngươi bộ dáng này người, là sẽ bị loạn quốc chết, vứt xác hoang dã, chó hoang gặm ăn, hài cốt không còn. Lão giả nghe được thanh âm, vui mừng trong bụng, tưởng rằng từ thị đáp ứng cho hắn trang da mặt. Vừa muốn há miệng, dư vị tới ôn nguyệt lời kia lão giả trực tiếp tức giận đến cầm chén tay thẳng phát trung. Lão giả theo tiếng tìm người, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại ôn nguyệt trên thân. Khi hắn trông thấy ôn nguyệt bộ dáng ngày thường trẻ tuổi, xem xét chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều dáng vẻ về sau, hắn vẫn đục con ngươi đảo một vòng động trong lòng đã có chủ ý lão giả liếm môi một cái người tiểu cô nương này tuổi quá trẻ làm sao nói ác độc như vậy không nhân tính cha mẹ của ngươi chẳng lẽ không hảo hảo dạy bảo ngươi đối đãi lão nhân tiểu hài muốn kính già yêu trẻ sao ta cho ngươi biết tiểu cô nương ngươi đã mạo phạm ta lão nhân gia này ta thân thể cốt cách không tốt đại phu nói ta chịu không nổi kích động ngươi tranh thủ thời gian cùng ta xin lỗi ngươi nếu là không xin lỗi ta chịu không được cái này khí một mệnh ô hô, ngươi muốn gánh vác nhân mạng dựng vào kiện cáo. Ngươi không xin lỗi cũng được, ngươi lại cho ta trang hai bát kéo da mặt. Về phần ta lão đầu tử này tại sao phải hai bát kéo da mặt mà không phải nửa bát, một bát là ta lão đầu tử này, một bát là cho cháu của ta ca nhi. Chờ ta ăn da mặt cái này trong lòng một cao hứng, cũng liền tha thứ ngươi. Lão giả nhìn xem ôn nguyệt trước mặt cái chén không, hắn là chép miệng một cái, đối với ôn nguyệt cái chén không hành vi có chút bất mãn tại lão giả trong lòng dù là ôn nguyệt còn không có đáp ứng nhưng là ánh mắt hắn có khả năng thấy được da mặt đều là hắn ta đói ngươi nhanh cho ta trang da mặt đem kia trong nồi cùng các nàng trong chén toàn bộ cho ta trang đến trong chén bưng tới tuyệt không có thế thiếu lão giả nói dứt lời cầm cái chén không ngồi dưới đất một bộ đương nhiên dáng vẻ lão giả cháu trai đã khóc đến lăn lộn trên mặt đất tình cảnh dừng lại hỗn loạn ba một tiếng vang giòn trên mặt đất cỏ dại bay lên ôn nguyệt một roi đập trên mặt đất nàng nhìn tổ tôn hai người đầu mâu nhắm ngay lão giả lão già ta cảm thấy ngươi trong thời gian ngắn chết không được ta cố mà làm làm lại người tốt tự mình đưa ngươi đi gặp diêm vương gia để ngươi sớm này cùng con của ngươi con dâu một nhà đoàn tụ về phần ngươi tôn nhi trắng trắng mềm mềm nấu canh hương vị chắc hẳn sẽ không kém lão giả nhìn đột nhiên vung ra roi ôn nguyệt dọa đến khẽ run rẩy để hắn sợ hơn sau cái cổ phát lạnh vẫn là ôn nguyệt hời hợt mấy câu lại là nửa điểm không đem hắn tổ tôn hai cái mạng để vào mắt đừng nhìn vóc người đẹp mắt trái tim kia nhưng đen đâu ngươi cũng chớ làm loạn quan gia còn ở đây ngươi nếu là khi dễ ta tổ tôn hai người ta nhất định cáo quan lão giả có chút sợ hãi hắn ông chặt dọa đến trốn vào trong ngực hắn tôn nhi đây là đại hạ vương triều phạm pháp giết người ăn người cũng phạm pháp quan gia ôn nguyệt làm bộ hướng chu tài tuấn bọn người bên kia nhìn lại dừng lại một giây sau nàng ánh mắt lại trở lại trên người lão giả, biết ta một nhà là phạm tội gì bị lưu vong sao. Lão giả bị ôn nguyệt đó là máu làm người ta sợ hãi con ngươi dọa đến thẳng phát run, không, không biết. Ôn nguyệt cười đến lạnh nhạt, âm thấm thấm nhìn xem lão giả, ta giết người, giết thật nhiều thật là nhiều người, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là gãy chi hài cốt, ngũ tạng lục phủ, đại tràng ruột non, trong mắt, óc. Quẹ, lão giả một cái nhịn không được, trực tiếp qua một tiếng hướng trên mặt đất chính là phun một cái. Thật vất vả lừa gạt đến nửa bát kéo da mặt, cứ như vậy bị hắn cho phun ra. Lão giả nhìn kia bị hắn còn nguyên phun ra kéo da mặt, trong mắt khó nén đáng tiếc. Mà trong ngực hắn tiểu nam bé con, trông thấy ăn cũng không không quan tâm, trực tiếp từ lão giả trong ngực tránh thoát ra ngoài, nằm rạp trên mặt đất liền bắt đầu ăn lão giả Âu phun ra nôn. Một màn này quá buồn nôn, trực tiếp nhìn vệ không ít người. Ôn Nguyệt giảng gân cốt một cái, tiếp tục đối lão giả ngôn ngữ đe dọa, ngươi lão, không còn dùng được, chỉ có thể loạn quốc sau khi chết ném ra bên ngoài tiện nghi kia tại trạch viện chung quanh bồi hồi chó hoang nhóm. Ngươi tôn nhi nhưng so sánh ngươi có ít, hắn nhưng giá trị lớn, toàn thân trên dưới cái kia đều là bảo. Lão giả đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, bắt lấy tôn nhi liền nghĩ chạy. Mà lúc này, lưu vong phạm nhân bên trong, có người nói chuyện. Lão nhân gia, nàng nói dối, nàng cũng không phải cái gì tội phạm giết người, Nàng thế nhưng là phủ tướng quân ấm nhỏ tướng quân 52 Uống đi ngươi Nói nhảm cũng thật nhiều Lời này mới ra Nháy mắt đem ôn nguyệt ngôn ngữ đưa đến hiệu quả đánh Hết thảy hiệu quả ầm vang sụp đổ Đối lỡ đất nứt Một người mở tiếng nói Những người còn lại nhau nhau hưởng ứng Lão nhân gia Chúng ta có thể vì ngươi làm chứng Nàng là trong truyền thuyết ấm nhỏ tướng quân Tên là ôn nguyệt Không phải cái gì tội phạm giết người Nàng Toàn gia bị lưu vong là bởi vì phụ huynh đánh đánh bại làm tức giận thiên uy bị thánh thượng biếm thành thứ dân lưu vong lĩnh nam lão nhân gia ngươi cứ việc yên tâm đi làm muốn làm sự tình trừ phi nàng vứt bỏ ngày xưa phủ tướng quân chi thanh danh tại không để ý nếu không nàng nhất định sẽ cho ngươi hai bác còn bốc hơi nóng kéo da mặt giết người là xúc phạm đại hạ vương triều pháp lệnh nàng ôn nguyệt cũng không dám làm loạn đúng a à, đúng a à, lão nhân gia ngươi cứ việc chọc giận nàng cứ việc tùy tâm mà vì nàng nếu là dám đối các ngươi tổ tôn động thủ quan gia nhóm cũng không phải ăn chay, tuyệt sẽ không kinh xuất tha thứ ôn nguyệt, nhất định sẽ đem nàng quần áo đào treo ở trên cây đánh cho da tróc thịt bong. Ngươi nếu không tin, liền nhìn nàng một cái kia hai người ca ca, bọn hắn thế nhưng là từ trên chiến trường tàn phế một đôi chân đào binh, đời này chỉ có thể xe lăn thay đi bộ, kéo dài hơi tàn còn sống. Lưu vong phạm nhân ngươi một lời ta một câu, biểu đạt lấy đối ôn nguyệt một nhà bất mãn. Ông lão phu nhân một nhà cũng ở trong đó châm ngòi thổi gió, đem mình đối với Ôn Nguyệt cùng nó người nhà oán hận một mạch phát tiết. Bọn hắn không thể lấy thân mạo hiểm cùng Ôn Nguyệt chính diện đòn khiên bên trên, vậy liền sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể hợp lý lợi dụng người. Lão giả cũng không còn sợ hãi, hắn lại nhìn Ôn Nguyệt lúc, cũng không có kia lưng phát lạnh, nha, hóa ra là kia phụ huynh đánh đánh bại, làm hại quốc gia chúng ta cắt đất bồi thường ấm nhỏ tướng quân a, lão hủ không biết ngươi bộ mặt thật, suýt nữa bị ngươi lừa gạt. Đánh đánh bại đào binh người nhà các ngươi lại có tư cách gì phối hưởng thụ tốt như vậy đồ ăn? Ngươi, người nhà của ngươi, các ngươi một nhà liền nên đưa lên pháp trường chặt đầu. Các ngươi còn sống, là ta đại hạ vương triều sĩ nhục lớn lao. Lão giả nhìn xem ôn nguyệt một nhà, hắn là phi phi hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, một bộ đối ôn nguyệt một nhà căm thù đến tận xương tủy dáng vẻ. Nhìn xem cái chén trong tay, lão giả dơ lên trùng điệp quẳng xuống đất, ta thật sự là mắt bị mù, vậy mà ăn các ngươi cái này toàn da đồ ăn, may mắn toàn đều phun ra không phải, sau khi ta chết có thể không mặc mũi đối liệt tổ liệt tông. lão giả nói cho hết lời, hắn nắm lên còn nằm rạp trên mặt đất ăn cái gì tôn nhi liền đi. hắn nhìn ôn nguyệt một nhà ánh mắt như nhìn cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. lão giả chạy cấp tốc, sợ bị mấy thứ bẩn thỉu cho ỉ lại vào. kỳ thật, đây bất quá là lão giả tìm cho mình một bậc thang, lão giả là biết ôn nguyệt không dễ chọc, lưu vong các phạm nhân. trong lúc vô hình vì hắn cung cấp một cái toàn thân trở ra phương pháp. Hắn nhưng là trải qua nạn đói người, ôn nguyệt những lời kia, cũng không phải vì hù dọa hắn mới nói như vậy. Như vậy nhẹ như mây gió liền có thể nói ra những cái kia để người tê cả da đầu, không phải kinh nghiệm lời tuyên bố, chính là trải qua cùng loại sự tình. Cái này ôn nguyệt, nhìn như trẻ tuổi chưa nhân sự, nhưng lại là cái thủ đoạn độc ác, giết người như ngoé ác ma. Đối với lão giả tổ tôn rời đi, ôn nguyệt tuyệt không lên tiếng ngăn lại, mà là bỏ mặt người rời đi. Đối với người nhà sa súc cảm xúc, Ôn Nguyệt chỉ nói một câu nói, chúng ta ôm gia, không có bại trận. Lời này rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có các nàng một nhà có thể nghe được. Về phần cái khác người, ai sẽ để ý ôn Nguyệt nói cái gì? Mà ôn Nguyệt câu nói này, cũng là nói cho mẫu thân ca ca các tẩu tẩu nghe, nàng biết chân tướng là cái gì. Ôn Nguyệt trấn an người nhà về sau, nàng dương mắt khóa chặt những cái kia bỏ đá xuống giếng lưu vong các phạm nhân, sau đó tại những cái kia chột dạ trong ánh mắt, chỉ gặp nàng chậm rãi đứng dậy, hướng chu tài tuấn cầm đầu quan gia nhóm đi đến chu đại ca ôn nguyệt lên tiếng gọi chu tài tuấn chu tài tuấn tại ôn nguyệt đi tới thời điểm hắn đã đứng người lên ôn nguyệt làm sao rồi ôn nguyệt nên tiếp chu tài tuấn nhìn qua ánh mắt mỗi chữ mỗi câu ăn nói mạnh mẽ phàm là vừa rồi đứng ra người nói chuyện vốn nên thuộc về bọn hắn chén thuốc kia liền không cần thiết phân cho bọn hắn chu tài tuấn hiểu ôn nguyệt ý tứ hắn vội vàng gật đầu ngươi yên tâm ngươi chu đại ca ta làm việc ngươi đảm bảo yên tâm ôn nguyệt đạt được chu tài tuấn trả lời nàng xong người cười một tiếng lấy đó cảm tạ sau đó quay đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những phạm nhân kia nhóm ánh mắt lạnh nhạt các vị có năng lực vậy liền tự cầu phúc ôn nguyệt ngươi dựa vào cái gì ngăn cản quan gia không phân chúng ta nước thuốc có phạm nhân bất mãn lên tiếng chất vấn ôn nguyệt một người phát ra tiếng những phạm nhân khác cũng nhao nhao đối ôn nguyệt khởi xướng chất vấn ôn nguyệt ngươi thì tính là cái gì dựa vào cái gì cắt xén chúng ta nước thuốc không chia cho chúng ta cắt xén chúng ta nước thuốc chính là buộc chúng ta đi chết chính là cùng chúng ta là địch ôn nguyệt ngươi cái này cha chết chết ca vạn người cười đảng phụ tâm địa như thế ác độc cẩn thận ngươi bị thiên khiển chết cả nhà thật sự là chuyện cười lớn không cho chúng ta phân nước thuốc nàng ôn nguyệt tính cây hành nào cây kia tỏi a à. thật sự coi chính mình là quan gia ân nhân cứu mạng liền có thể muốn làm gì thì làm nàng cũng đừng quên mọi người cùng là lưu vong lĩnh nam phạm nhân, ai cũng không so với ai khác cao quý. Bị các phạm nhân khó xử ôn nguyệt, một câu nhẹ nhàng đánh mặt đám người, đầu tiên, các ngươi là bị lưu vong lĩnh nam phạm nhân, cái này không giả, tiếp theo, chúng ta một nhà là bị biếm thành thứ dân, theo lưu vong đại quân lưu vong lĩnh nam, mà không phải lấy phạm nhân thân phận. Cuối cùng, các ngươi chất vấn ta vì cái gì cắt xén nên phân cho các ngươi nước thuốc. Chẳng lẽ các ngươi mắt mù, không nhìn thấy ta cung cấp dược liệu không đợi kia chất vấn ôn nguyệt các phạm nhân nói chuyện ôn nguyệt cười lạnh thành tiếng cái này chế biến nước thuốc dược liệu là ta ôn nguyệt cung cấp vậy ta muốn chia cho ai liền phân cho ai về phần từ trong tay các ngươi cắt xén xuống tới nước thuốc ta liền xem như cho chó ăn cũng tuyệt không tiện nghi các ngươi ba ôn nguyệt nói cho hết lời một roi lắc tại trên mặt đất nàng vút vút roi đi vào chế biến nước thuốc nồi sắt lớn bên cạnh đám quan sai đã nhét đầy cái bao tử lại đem mình kia phần nước thuốc thịnh ra tới uống hết về sau liền chuẩn bị vì những phạm nhân khác phân nước thuốc. Ôn Nguyệt hướng kia một bàn, tay cầm roi, không có mắng qua ta, đối với người nhà ta nói năng lỗ mãn, muốn mạng sống, đều có thể tiến lên đây lĩnh đi một phần nước thuốc. Về phần đắc tội qua ta ôn Nguyệt, có thể chịu được qua ta đánh 10 roi, cũng có thể được một bát nước thuốc. Giờ khắc này trong mắt mọi người ôn Nguyệt, quả thực liền là sống sờ sờ người gian ác. Nhìn như thuần hại vô lương, kỳ thực thủ đoạn độc ác. Ôn Nguyệt quá rõ ràng lòng người khó dò, Bọn này lưu vong lĩnh nam phạm nhân, từng cái đều là không an phận. Cái thứ nhất đến lĩnh nước thuốc, muốn ngồi xe lăn đường khê, hắn cầm một cái chén gỗ, trong chén đổ đầy nước thuốc. Tại Ôn Nguyệt ánh mắt dưới, đường khê cặp kia lạnh lùng sơ lãnh cảm giác rõ ràng mắt phượng nhìn xem người, đa tạ Ôn cô nương việt thiện, giống Ôn cô nương dạng này đại thiện nhân, trời nếu có nói, tự sẽ phù hộ ngươi cùng người nhà ngươi trôi chảy bình an. Ôn Nguyệt nghe giả tốt lấy lòng lời nói, cuốn đi ngươi, nói nhảm cũng thật nhiều khô cằn một câu, trực tiếp vô tình nghiền nát đường khê một phen cảm ơn lời nói. Đường khê cúi đầu rủ xuống mắt, nhìn xem trong chén đậm đặc biến đen nước thuốc, đáy mắt hiện lên trêu tức, thật sự là khó chơi. Nước thuốc phân lượng đủ, tràn đầy một chén lớn, đường khê phân nhiều lần mới uống xong chén thuốc kia. Ông Nguyệt nhìn xem đường khê xoay người bóng lưng, nhịn không được lầm bầm một câu, làng nhà làng nhằn, quỷ kế đa đoan. 53, triệu thị mẫu nữ lại làm yêu. Đẩy xe lăn đường khê, bóng lưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến cương. Đường khê sung phong, kế hắn về sau, cảnh vương phủ người lục tục lĩnh nước thuốc. Chẳng qua bọn hắn nhưng cùng sung phong đường khê khác biệt, tại đường. Khê kia còn cần phân mấy ngụm uống nước thuốc, trong tay bọn hắn chỉ cần ngửa đầu ngửa cổ, cùng ụt cùng ụt một hơi làm. Những cái kia đắc tội mạo phạm ôn nguyệt cùng với người nhà các phạm nhân, lấy ôn lão phu nhân một nhà cầm đầu, mặc dù mười phần trong mà thèm kia phần có thể trị hết các nàng gió rét nước thuốc, nhưng cũng trong lòng biết không có khả năng kia gánh vác được ôn nguyệt mười roi. Chỉ có thể là yên lặng thở dài, đối cử chỉ lỗ mãn của mình hối hận không thôi. Sớm biết ôn nguyệt sẽ đến một màn này, bọn hắn làm sao cũng phải chờ lĩnh được nước thuốc sau lại cả yêu thiêu thân. Mà những phạm nhân khác, thì là yên lặng đứng xếp hàng, ngay ngắn trật tự lĩnh đi mình kia phần nước thuốc. Lây nhiễm gió rét, hy vọng chén này nước thuốc uống xong có thể làm dịu mình triệu chứng, để thân thể của mình có chút chuyển biến tốt đẹp. Chưa lây nhiễm gió rét, thì là hy vọng nước thuốc uống hết có thể đưa đến dự phòng tác dụng rất nhanh lưu vong các phạm nhân đều lĩnh được một phần nước thuốc nồi sắt lớn bên trong còn thừa lại không ít cuối cùng phân cho nguyên bản ngay tại hoang phế đại trạch bên trong tị nạn lão bách tính cùng đám ăn mày cuối cùng chia xong nồi sắt lớn bên trong còn có thừa còn lại nước thuốc tự nhiên là giữ lại chờ sáng sớm ngày mai thêm tuyết nước cùng còn lại nửa cái sọc dược liệu còn có thế cố gắng nhịn một nồi phòng trong một góc khác khi từ ôn nguyệt trong tay mang theo tôn nhi trốn qua một kiếp lão giả, hắn là một đôi vẫn đục con mắt xoay chuyển thẳng tắp. Khi một phần nước thuốc, theo lý hắn cũng nên phân đến một bát. Đáng tiếc hắn hồ đồ, vì ăn một miếng đắc tội không nên đắc tội người. Phi, cái gì không nên đắc tội, phụ huynh đánh đánh bại làm hại đại hạ vương triều cắt đất bồi thường kẻ cầm đầu thôi. Ông trời thật sự là mắt bị mù, người tốt sống không lâu, tai họa 6.000 năm. kia ôn nguyệt một nhà vốn là nên bị tru cửu tộc, bị diễu phố thị chúng, bị ném rau nát trứng thối, người người có thể tru diệt. Thánh thượng Long Ân, lại là để các nàng một nhà còn sống, quả thực là tiện nghi cái này toàn gia. Lão giả một đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm ôn nguyệt phía sau lưng, hận không thể đem người chầm chầm ra một cái hố đến, nếu như có thể, hắn đổ tình nguyện ông trời trợn mở mắt, để ôn nguyệt một nhà đi chết, đổi lấy hắn kia đáng thương lão bà tử cùng kia đáng thương con trai con dâu sống tới. Mà không phải lưu lại dần dần già đi hắn, mang theo vai không thể gánh, tay không thể nâng đáng thương tôn nhi nhịn đông lạnh chịu đói. Lão giả im ắng thở dài, ánh mắt hắn từ ôn nguyệt trên thân dời, cuối cùng rơi vào chiếc kia nồi lớn bên trên. Chờ một chút, đợi đến ban đêm mọi người ngủ thật say, hắn đi trộm hai bát nước thuốc cho mình cùng tôn nhi uống hết. Sau đó lại đem dấu ở trong quần áo thuốc diệt chuột phun tiếng nước thuốc bên trong, cuối cùng có thế hạ độc chết ôn nguyệt toàn gia, coi như độc không chết ôn nguyệt toàn gia, cũng tuyệt đối để các nàng toàn gia chịu không nổi. Ôn nguyệt, Ngươi muốn làm lạ người tốt, cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không cái kia khí vận làm. Tâm tư của ông lão, ôn Nguyệt cũng không không có công phu chú ý, nàng ngay tại sắc thuốc, đây là cuối cùng một bộ thuốc, vốn có thể giao cho Liễu Vân cùng hạ như ý đến, nhưng ôn Nguyệt không yên lòng, quyết định hay là mình tới. Đợi đến ôn như cẩn cùng ôn như hiên đem bộ này thuốc uống, ngày mai bắt đầu, liền có thể vì hai người châm cứu. Trần Hoa phía sức chính trâu hai hổ, một đường đi nhanh, rốt cục tại vô cùng trong tuyệt vọng, phát hiện tòa này từ cũ nát trong khe cửa phát ra yếu ớt ánh sáng, vứt bỏ đã lâu đại trạch viện. Trời đã đen phải không thể lại đen, bên ngoài phong tuyết đang xen, hắn một đường phong suy tuyết xối, cái này đại trạch viện chính là hắn hy vọng cuối cùng. Trần Hoa cũng không quan tâm sau lưng cách khá xa vợ con nhóm, hắn mấy bước cưỡi trên bậc thang, một chân đá tung cửa. Theo cửa bị đá văng, đồ ăn lưu lại hương khí cùng nước thuốc mùi thuốc, muốn mạng thẳng hướng Trần Hoa trong lỗ mũi chui cái này hai cổ mùi trực tiếp câu phải trần hoa trong dạ dày thèm trùng sinh động vạn phần hắn không nhìn kia từng đôi hướng hắn xem ra con mắt nhanh chóng xuống bậc thang tấp tốc hướng đám người tụ hội phòng chạy tới phòng vị trí trung tâm đốt đại hỏa đây đối với thân thể đã cực độ lạnh cứng trần hoa mà nói thực sự là ấm áp trần hoa đi vào phòng chịu đựng bụng đói kêu vang ùng ụt trực khiếu bụng tới cần đống lửa sưởi ấm đợi đến trần hoa thân thể dần dần biến ấm thê tử của hắn triệu thị lúc này mới mang theo nữ nhi ôm lấy nhi tử khoan thai tới chậm. Khi triệu thị ôm lấy trong ngực nhi tử đi vào trần hoa bên cạnh, nàng vừa ngồi xuống, chuẩn bị ủ ấm thân thể, trần hoa đạp nàng một chân. Triệu thị bị cái này một đạp, dọa đến là khẽ run rẩy nhớ tới trên đường đi trần hoa hành động cùng cố ý bàn giao, triệu thị đành phải chịu đựng thân thể khó chịu tại phòng trong đám người tìm ôn nguyệt thân ảnh. Ánh mắt khóa chặt ôn nguyệt về sau, triệu thị ôm lấy trong ngực nhi tử đi vào sắc thuốc ôn nguyệt nơi này đông một tiếng triệu thị ôm lấy nhi tử hướng ôn nguyệt thẳng tắp quỳ xuống ôm cô nương van cầu ngươi phát phát thiện tâm mau cứu nhi tử ta đi cùng triệu thị cùng một chỗ quỳ ôn nguyệt còn có nữ nhi của nàng nữ nhi mẫu nữ hai người song song quỳ triệu thị trong ngực còn ôm lấy bao bọc chặt chẽ nhi tử ôn nguyệt đối với triệu thị sở cầu chỉ là lạnh lùng ném một câu quan gia nhóm nấu nước thuốc cùng nó cầu ta không bằng đi cầu quan gia lấy một bát nước thuốc đây là cho triệu thị chỉ rõ đường phải chăng trân quý, liền nhìn Triệu thị. Triệu thị giống như là nghe không hiểu Ôn Nguyệt, nàng ôm chặt trong ngực nhi tử, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Ôn Nguyệt, ôm cô nương, ngươi xin thương xót, mau cứu nhi tử ta đi. Nơi này, cũng chỉ có ngươi có thể cứu ta nhi tử, nhi tử ta mệnh toàn bằng ngươi làm chủ. Lời này mới ra, một đỉnh mũ cao thật cao chụp tại Ôn Nguyệt trên đầu. Nữ nhi cũng mang theo tiếng khóc nức nở cầu Ôn Nguyệt, Ôn tỷ tỷ, ngươi mau cứu đệ đệ ta, ta không thể không có đệ đệ ta dập đầu cho ngươi. Triệu thị nói liền phải cho ôn nguyệt dập đầu, nhưng nàng ôm lấy nhi tử, căn bản không cúi xuống được muốn đi. Liên tiếp thử mấy lần về sau, triệu thị biết nàng tại ôm lấy nhi tử tình huống dưới là làm không được cho ôn nguyệt dập đầu, có thể để nàng đem trong ngực nhi tử buông xuống, nàng căn bản làm không được, cho nên cục diện nhất thời gian co. Ôn nguyệt thuốc sắc tốt, nàng là dùng bao vải ở bình thuốc nắm tay, đem thuốc rót vào trên bàn trong chén. Nhị tẩu, tam tẩu, thuốc tốt, có thể bưng ôn nguyệt đem bình thuốc phóng hỏa lô bên trên đổ thanh thủy tẩy bình thuốc toàn bộ hành trình đối với triệu thị mẫu nữ khổ sở cầu khẩn thờ ơ nàng đã nhắc nhở qua triệu thị đi tìm quan gia nhưng triệu thị không nghe khuyên bảo nàng cũng muốn giúp mà chẳng giúp được triệu thị thấy ôn nguyệt không để ý tới mình nàng quay đầu nhìn trần hoa không khéo cùng đối phương ánh mắt đối đầu nàng là dọa đến giật mình bận bịu xoay đầu lại nhìn về phía ôn nguyệt ôm cô nương cứ một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp ngươi cứ như vậy những tâm đối con của ta thấy chết mà không cứu sao. Khi lúc trước đắc tội qua ôn nguyệt phạm nhân bên trong, có người thực sự là nhìn không được triệu thị mẫu nữ chấp nhất, thế là lựa chọn đứng ra nhắc nhở triệu thị mẫu nữ, ôn nguyệt không phải nói đến rất rõ ràng sao. Quan gia nhóm chịu nước thuốc, cùng nó ủng phí sức lực lãng phí thời gian đi cầu nàng cứu người, không bằng thay đổi mục tiêu đi cầu quan gia cho nước thuốc. Quan gia chịu nước thuốc, là miễn phí cho chúng ta nhóm này phạm nhân chống gió rét, ngươi cái này làm mẫu thân, làm sao không nghe khuyên bảo ngược lại còn như thế bướng bỉnh. 54. Ôn Nguyệt mài đao xoèn xoẹt hướng. Khi nói chuyện phạm nhân hình dáng cao lớn thô kệch, hắn dù không thích Ôn Nguyệt, nhưng càng không thích Triệu thị diễn xuất. Hắn cách xa như vậy, cũng nghe được Ôn Nguyệt nói lời, hàng ngày kia Triệu thị cách gần đó, ngược lại giống như là nghe không được. Đối với Triệu thị hành vi kia, phạm nhân thực sự là không hiểu. Khi Triệu thị rõ ràng là cứu nhi sốt ruột, nhưng tại ôn nguyệt đều minh xác vạch ra đường sáng về sau, nàng lại thờ ơ, mâu thuẫn kỳ quái. Cao lớn thô kệch phạm nhân thấy mình nói lời nói về sau, kia triệu thị vẫn là tiếp tục quỳ, hắn nháy mắt cảm thấy triệu thị cái này người không biết tốt xấu, ai ta nói ngươi người này thật sự là kỳ quái, miệng bên trong luôn mồm cầu người khác cứu ngươi nhi tử, cho ngươi chỉ rõ đường ngươi lại không muốn. Ta cho là ngươi là không nghe rõ ôn nguyệt nói cái gì, cho nên cố ý hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ta suy nghĩ ngươi cũng nghe thấy, làm sao ngươi vẫn là tiếp tục quỳ a, à? chẳng lẽ, ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nhất định phải đổ thừa người ôn nguyệt. Khi cao lớn thô kệch phạm nhân lẩm bẩm một phen về sau, hắn nhìn ôn nguyệt một nhà, nhìn nhìn lại triệu thị, chỉ gặp hắn chợt vỗ mình tráng, sau đó vỗ xuống mặt mình, được, lão tử xen vào việc của người khác, lão tử cái này nhắm lại ta trương này miệng thúi. Cao lớn thô kệch phạm nhân vốn là một phen hảo tâm, nhưng lại minh bạch triệu thị căn bản không có thèm hắn nát hảo tâm, cũng liền dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt, lặng lặng nhìn triệu thị muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân tới. Cái này ôn nguyệt cũng không phải dễ trêu, đem chủ ý đánh tới người ta trên thân, cũng phải nhìn xem chịu được không. Bọn hắn đám người này, cũng chính là xính xính miệng lưỡi nhanh chóng, liền bị ôn nguyệt ghi hận bên trên, liền nước thuốc đều không có phân đến một bát. Khi triệu thị nghe được phạm nhân, ông lấy nhi tử lưng cứng đờ, có loại tiểu tâm tư bị vạch trần lúng túng cảm giác. Ôn Nguyệt, triệu thị tự nhiên là nghe thấy, không phải nàng lựa chọn không ôm nhi tử đi cầu quan gia đòi hỏi nước thuốc, mà là nàng biết coi như nàng thật làm như vậy, thật lấy được nước thuốc, cũng căn bản cứu không được nhi tử. Triệu thị nhi tử, bởi vì Trần Hoa vì đối phó ôn nguyệt, sớm đã bị ném vào trong đống tuyết sống sờ sờ chết cống. Cho nên triệu thị hiện tại trong ngực ôm, chỉ là nhi tử đã đông cứng thân thể. Dựa theo Trần Hoa kế hoạch, chỉ cần ôn nguyệt đáp ứng vì đó nhi tử chữa bệnh, Đến lúc đó vợ chồng bọn họ hai người liền có thể nhờ vào đó vu khống Ôn Nguyệt trị chết con của bọn họ, dùng cái này để đạt tới gia tăng Ôn Nguyệt cảm giác tội lỗi ấy nấy cảm giác mục đích, từ đó ỷ lại vào Ôn Nguyệt một nhà. Tại Trần Hoa xem ra, nhi tử lây nhiễm phong hàn, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao đều là chết, vậy không bằng đem cái này tử vong giá trị tuyên truyền rạng rỡ. Dù là Triệu thị chết sống không muốn, lấy cái chết bảo vệ cuối cùng vẫn là không thể tránh được nhi tử bị ném tiếng trong đống tuyết tươi sống chết cống hạ tràng. Mà Trần Hoa tại đem nhi tử chết cống về sau, lại mệnh lệnh triệu thị vì đó mặc xong quần áo, ông lấy chết đi nhi tử tiếp tục đuổi theo đại bộ đội. Hết thảy đều dựa theo Trần Hoa kế hoạch đi, đáng tiếc hắn đánh giá thấp ôn nguyệt lãnh huyết vô tình, cũng không có dự liệu được sẽ nhảy ra một cái cao lớn thô kệch phạm nhân chuyện xấu. Trần Hoa mắt thấy thế cục không lợi cho mình, hắn liền từ trước đống lửa đứng dậy đi vào triệu thị bên cạnh, hắn nhìn ôn nguyệt, hướng người đầu gối khẽ cong liền quỳ xuống ôm cô nương người cái này trong bình thuốc thuốc phân ta một điểm đi chỉ cần một hơi liền đủ rồi chỉ cần có thể treo nhi tử ta một hơi tục lấy hắn một cái mạng đợi đến kế tiếp điểm dừng chân ta liền cho hắn mời đại phu cứu chữa trần hoa con mắt đỏ ngầu một bộ vì nhi tử tính mạng bỏ qua tôn nghiêm từ phụ hình tượng ông nguyệt ngay trước trần hoa triệu thị trước mặt đem tẩy bình thuốc nước hướng trên mặt đất khẽ đảo bưng lên lửa than nhanh đốt hết hỏa lô liền đứng dậy đem hỏa lô cùng bình thuốc đặt ở trên xe bò về sau, ông Nguyệt tiếp nhận từ Vân Tương Thu đưa tới cái bàn cất kỹ, lại là chồng chất ghế dựa. Hết thảy bận rộn xong, ông Nguyệt nhìn từ thị mấy người, mẫu thân, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Ông Nguyệt hướng trên xe bò một tòa, miệng bên trong ngậm một cây cho trâu ăn rơm rạ, hai tay ôm đầu gối lên, phía sau lưng dựa vào vách tường, nàng là bắt chéo hai chân nhìn về phía kia quỳ nàng một nhà ba người, rốt cục chuyển ra một chút thời gian đến xử lý cái này một nhà ba người con của ngươi đều chết rồi, còn cứu cái gì cứu? Ông Nguyệt mở miệng, một câu nhẹ nhàng, lại là đinh tai nhức óc. Khi cao lớn thô kịch phạm nhân nháy mắt đỉnh hồ quán đỉnh, cả không rõ sự tình, bởi vì ôn nguyệt một câu, hết thảy đều sáng tỏ. Khi Trần Hoa cùng Triệu Thị nghe ôn nguyệt, hai vợ chồng khó được ăn ý thần sắc sững sờ. So với Triệu Thị phản ứng chậm, Trần Hoa rất nhanh liền khôi phục như thường, hắn ánh mắt phát hung ác, ôn nguyệt, ngươi không muốn cứu liền không cứu, cần gì phải miệng ra ác ngôn rủa ta nhi tử đâu. Ôn Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem nổi giận đùng đùng chất vấn mình Trần Hoa, tay nâng má nói, con của ngươi chết hay không, để phu nhân ngươi mở ra che lại hắn mặc quần áo xem xét, chẳng phải chân tướng công bố sao. Nếu như ngươi không dám, đó chính là có tật giật mình, nói rõ con của ngươi thật chết rồi. Mà vợ chồng ngươi hai người cử động lần này người mang giả tâm, gây bất lợi cho ta. Đương nhiên, phu nhân ngươi giải khai quần áo, con của ngươi nếu là bình yên vô sự ta ôn nguyệt hộ ngươi một nhà bốn người an toàn đến lĩnh nam bảo đảm các ngươi ăn mặc không lo ăn ngon uống sướng lời này mới ra nghe được một đám phạm nhân được không tâm động liền trần hoa vợ chồng hai người đó cũng là mười phần tâm động đáng tiếc bọn hắn không cách nào tiêu thụ bởi vì con của bọn hắn đã chết rồi ôn nguyệt thấy trần hoa chậm chạp không hành động nàng cười lạnh nói không dám vẫn là ngươi rất rõ ràng quần áo bọc vào người sống hay chết để cho ta tới đoán xem, các ngươi dùng một cái sớm đã chết đi nhi tử, diễn một màn khổ nhục kế cầu ta cứu hắn mục đích. Ông Nguyệt cũng không cho Trần Hoa giảo biện kế hoạch, nàng là phối hợp phân tích ra, ta nghĩ, đại khái là cầu ta xuất thủ cứu các ngươi nhi tử. Các ngươi lại dùng cái này nói xấu ta hại chết các ngươi nhi tử, coi đây là từ để ta trả giá đắt. Mà cái này đại giới, hoặc là mẫu thân của ta các nàng thay đi bộ xe ngựa, hoặc là chính là ta dưới thân chiếc này xe bò hoặc là nhờ vào đó lừa bịp bên trên ta lấy đạt tới các ngươi một nhà ba người áo cơm không lo mục đích ôn nguyệt tròng mắt nhìn về phía trần hoa vợ chồng ta nói đúng sao trần hoa vợ chồng sử dụng mánh khóe ôn nguyệt tận thế hạ nhìn mãi quen mắt cũng nguyên nhân chính là như thế trên đường lúc trần hoa một nhà tìm tới cửa cầu nàng thời điểm nàng vốn có thể thuận tay phân một bát nước thuốc nhưng nàng tuyệt không làm như vậy bởi vì nàng biết nàng đưa ra nước thuốc là việc thiện nhưng nước thuốc đến trần hoa vợ chồng trong tay, coi như biến thành độc dược, là dùng để công kích nàng, độc dược. Ông Nguyệt trong lòng biết đây đối với vợ chồng không đạt mục đích thề không bỏ qua, cho nên tại triệu thị mẫu nữ lần nữa ỷ lại vào nàng trình diễn khổ nhục kế thời điểm, nàng là lười với để ý tới, làm như không thấy, chuyên chú đi làm việc mình sự tình. Trần Hoa vợ chồng không nghĩ tới kế hoạch của mình, sẽ bị ôn nguyệt thấy rõ, ngay thẳng thổ lộ. Tâm tư bị đâm trúng, Trần Hoa khuôn mặt ở giữa khó nén không được tự nhiên, nhưng hắn còn tại ráng chống đỡ, hắn là đối ôn nguyệt trợn mắt nhìn, ôn nguyệt, ngươi ít tại nơi đó ngậm máu phun người. Ngươi mơ tưởng dùng ngươi viên kia hiểm ác chi tâm, đến ác ý phỏng đoán vợ chồng chúng ta. Ngươi có thể lựa chọn thấy chết không cứu, nhưng ngươi không nên tại đối mặt một đôi sắp đứng trước mất con thống khổ vợ chồng lúc, dùng ngươi kia bẩn thiểu tâm đến chú con của bọn hắn. 55, trên tay lại thêm vết chóc. Trần Hoa một phen cảm động sâu vô cùng đạo đức bắt cóc kỹ năng ăn nói nói chưa hết, hắn đã che mặt ôm triệu thị khóc trống lên. Khi triệu thị ôm lấy trong ngực hài nhi rút vào trần hoa trong ngực, cũng là khóc đến thương tâm gần chết. Chỉ là không biết nàng là vì phối hợp trần hoa diễn trò, vẫn là nghĩ đến nàng kia chết quan hài nhi. Đâu? Trần Hoa cùng Triệu Thị khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, không biết rõ tình hình, còn cho là bọn họ tại ôn nguyệt nơi này thụ thiên đại khi dễ. Đám người cũng không hiểu rõ cái gì, dứt khoát liền tuân theo việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, yên tĩnh xem kịch, không xen vào không nói nhiều, không quản lý ngàn sự, cũng đừng áp sát tới tự chuốt nhục nhã gây thân tao. Trần Hoa vợ chồng nữ nhi nữ nhi, thấy phụ mẫu khóc đến 10 phần thương tâm, nàng lại là chất phát quỳ gối một bên, cùng một bên khóc đến ruột gan đứt từng khúc hình tượng hình thành trên lệch rõ ràng. Ông Nguyệt buông xuống chống cầm tay, từ giỏ trúc bên trong lật A lật, lật ra một cái bánh bao chay. Nữ nhi gặp một lần ôn Nguyệt trong tay bánh bao chay, con mắt lập tức liền chuyển không ra, nàng trơ mắt nhìn kia trắng bóng thơm ngào ngạt mười phần mê người bánh bao khống chế không nổi nuốt nước miếng khóe miệng càng là lưu lại một tia tia chất lỏng màu bạc ôn nguyệt thấy nữ nhi đối bánh bao chay tâm động nàng là hướng người vẫy tay nữ nhi thấy ôn nguyệt hướng mình vẫy gọi thụ ăn dụ hoặc nàng lại thật đứng dậy hướng ôn nguyệt đi đến ôn nguyệt chờ nữ nhi đến trước mặt nàng đem bánh bao chay đưa tới muốn ăn không nữ nhi bị bánh bao chay thèm ăn trong dạ dày thèm trùng lực tới lăn đi đối mặt ôn nguyệt hỏi thăm nàng gật gật đầu, muốn ăn. Bên kia Trần Hoa cùng Triệu Thị, chính khóc đến hung, còn không biết nữ nhi đã cách bọn họ mà đi. Ông Nguyệt cầm bánh bao chay dụ hoặc lấy nữ nhi, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi từ từ, muốn ăn nó, vậy ngươi liền nói cho ta, đệ đệ ngươi là chết như thế nào? Ngươi lớn tiếng nói cho ta, ta liền đem bánh bao cho ngươi ăn, ngươi nói thế nào? Nữ nhi nghe xong, ánh mắt của nàng nháy mắt mạo tinh tinh, chỉ gặp nàng trọng trọng gật đầu, dòng tan giọng trẻ con vang lên, đệ đệ sinh bệnh, cha đem đệ đệ trên người quần áo cởi sạch sau ném vào trong đống tuyết, cha không để ta cùng mẫu thân cứu đệ đệ, ai cứu đệ đệ, cha liền đánh người đó. Về sau, đệ đệ bị đông cứng phải không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, cha mới cho phép mẫu thân cho đệ đệ mặc vào quần áo. Trần cô nàng Trần Hoa lúc này mới phản ứng được nữ nhi bị xúi dục, đáng tiếc vì lúc đã chậm. Ông Nguyệt đã được đến muốn đáp án, nàng là hào phóng đem kia mập mạp bánh bao chay đưa cho nữ nhi, không quên sờ sờ nữ nhi đầu khen khen, Thật ngoan, bánh bao là phần thưởng của ngươi." Nữ Nhi cầm tới bánh bao, liền tạ ơn đều không để ý tới nói, trực tiếp ăn ngấu nghiến. Trần Hoa nơi này, thấy Nữ Nhi phản bội mình, không khỏi lên cơn giận dữ, đẩy ra Triệu Thị liền phải đứng dậy. Triệu Thị vội vàng đưa ra tay ôm lấy Trần Hoa đùi, "Phu quân, quên đi thôi, chúng ta cũng chỉ thừa như thế một đứa bé." Bên kia Nữ Nhi, dường như cũng sợ Trần Hoa, nàng là bưng lấy bánh bao trốn đến ôm Nguyệt bên cạnh, từng ngụm từng ngụm ăn bánh bao một bộ sợ mình ăn chậm bánh bao liền bị cướp đi hộ ăn dạng ăn đến gấp còn bị nghẹn đến nhưng nàng vẫn là miệng không ngừng bên cạnh đấm ngực bên cạnh hướng xuống nuốt bánh bao trần hoa mặc dù bị triệu thị ôm lấy nhưng không có tí ti ảnh hưởng nào hắn hành động hắn trực tiếp mở ra chân kéo lấy triệu thị tiến lên đại khái là cảm thấy triệu thị vướng bận hắn một chân đem người đá văng triệu thị bị đạp trái tim tại chỗ sắc mặt trắng nhật ngất đi trong ngực hài tử cũng theo đó lăn xuống trên mặt đất theo hài tử lăng trên mặt đất một vòng trên người quần áo trượt xuống lộ ra tấm kia đã tím thẩm mặt tới dừng ở đây ai vẫn không rõ chân tướng sự tình là cái gì a à, đã rõ rành rành trần hoa mấy bước đi vào ôn nguyệt trước mặt ôn nguyệt ta bắt ngươi không có cách ta còn không thể bắt ta nữ nhi thế nào sao ngoan thoại quẳng xuống trần hoa vượt qua xe bò đi vào nữ nhi nơi này đoạt lấy trong tay nàng bánh bao chay liền hướng miệng bên trong đưa bên cạnh trả lại không quên đưa tay dắt nữ nhi lỗ tai đem người mang đi nữ nhi sợ hãi nàng hai tay gắt gao bắt lấy ôn nguyệt xe bò không muốn buông tay lỗ tai bị nắm chặt dẫn đến nàng rất đau đau đến nước mắt chảy ròng Ôn tỷ tỷ ngươi mau cứu ta ta sẽ bị cha đánh chết trần hoa thấy nữ nhi vậy mà còn dám phản kháng thân là phụ thân tôn nghiêm nhận trước nay chưa từng có khiêu khích hắn một phát bắt được nữ nhi tóc hướng về sau kéo một cái a à, đau nhất nữ nhi đau đến muốn phản kháng cái này nhẹ buông tay trực tiếp bị trần hoa nắm lấy tóc dắt lấy đi Ba một tiếng vang giòn, ôn nguyệt một roi lắc tại trần hoa trên tay. A, à, trần hoa đau đến kêu thành tiếng, bắt lấy nữ nhi tay cũng theo đó buông ra. Nữ nhi được cứu vớt, nàng là mở ra chân liền hướng ôn nguyệt bên kia chạy. Chẳng qua không có chạy mấy bước, nàng dưới chân trượt đi, trực tiếp một cái lão đảo hung hăng ngã một phát. Nếu như không phải ôn nguyệt roi bay ra ngoài cuốn lấy nàng eo, cái này một ném thế nhưng là đầu chạm đất, quẳng cái đầu rơi máu chảy. Trần Hoa mắt lộ ra hung quang nhìn xem lại nhiều lần phá hư mình dạy bảo nữ nhi ôn nguyệt, hắn là một mặt hung thần ác sát, ôn nguyệt, ta đang dạy ta nữ nhi, ngươi cũng không có tư cách này can thiệp. Ngươi thức thời một chút. Ba, ôn nguyệt lại là một roi hung tận quất vào Trần Hoa trên miệng. Trần Hoa trực tiếp đau đến toàn thân run rẩy, hắn rủ xuống tay nắm chặt lấy nắm đấm, gân xanh nhô lên, ánh mắt tinh hồng, ôn nguyệt. Ngươi giáo dục nữ nhi, xác thực không liên quan gì tới ta. Ôn Nguyệt tay nâng má vuốt vuốt roi, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra, nhưng là ngươi không nên cướp đi ta ban thưởng nữ nhi bánh bao. Ngươi đoạt thứ không thuộc về ngươi, còn đem nó ăn, vậy thì phải tiếp nhận đến bản thân trừng phạt. Ông Nguyệt dứt lời, vung vẩy trong tay roi, rất nhanh liên tiếp tiếng roi liên tiếp vang lên. Trần Hoa không còn chỗ ẩn thân, kia roi liền cùng dài chân, hắn tại kia, roi ngay tại chỗ nào, trực tiếp tinh chuẩn không sai khóa chặt hắn, mỗi một roi vung vẩy ra tới, tuyệt sẽ không thất bại, mỗi một roi đều sẽ thắng lợi trở về ta trần hoa đau đến sinh không thể luyến lại không có kia không ai bị nổi phách lối khí diễm hắn là chịu đựng trên thân tan nát cõi lòng đau nhất trực tiếp hướng ôn nguyệt chính là một quỳ ấm nhỏ tướng quân ta sai ngươi đừng có lại đánh tiếp tục đánh xuống ta sẽ chết ngươi muốn bánh bao thật sao ta trả lại ngươi ta cái này trả lại ngươi trần hoa bàn tay đến miệng bên trong móc cuốn họng theo từng đợt nôn thang tiếng vang lên chỉ kiến giải trên bảng nhiều một bãi màu trắng nôn ấm nhỏ tướng quân ta phun ra ta ăn hết bánh bao, ta toàn đều phun ra. Trần Hoa không lo được lau lau miệng, hắn bận biểu hướng ôn nguyệt nhìn lại, chỉ vào đống kia mình nôn, ta van cầu ngươi tha ta, đừng có lại đánh, ta sẽ bị ngươi đánh chết. Người tập võ roi, người bình thường căn bản không chịu nổi, Trần Hoa gánh nhiều như vậy roi mới chịu thua, cũng rất có huyết tính. Ôn nguyệt thu roi, khát máu con ngươi từ trên thân mọi người từng cái đảo qua, khuyên nhủ các vị một câu, không có cái kia bản lãnh thông thiên, cũng đừng tồn không nên tồn tâm tư ta ôm nguyệt giết nhiều người đi, không ngại trên tay lại thêm giết chóc. Các ngươi không tin, đều có thể thử xem ta vài roi liền có thể muốn mạng của các ngươi. 56. Ôn Nguyệt bá khí ầm ầm. Đây là lưu vong lĩnh nam đoạn đường này, Ôn Nguyệt lần thứ nhất, trịnh trọng việc cảnh cáo lưu vong các phạm nhân. Dĩ vãng đối với không an phận lưu vong các phạm nhân, Ôn Nguyệt đều là gặp chiêu phá chiêu, xinh đẹp phản sát. Nhưng cho dù có vết xe đổ còn tại đó, vẫn là có phạm nhân luôn luôn cho là mình là ngoại lệ, luôn luôn nghĩ đến khiêu khích ôn nguyệt ôn nguyệt dù có thế từng cái đối phó nhưng loại này bực mình phá sự nhiều nàng cũng cảm thấy phiền những người này không phải xuẩn mà là xấu loại kia thực chất bên trong lộ ra đến xấu cái này lưu vong lĩnh nam phạm nhân bên trong có lẽ có vô tội thụ liên lụy người nhưng đa số đều là phạm tội ác tày trời đại tội người bọn hắn cho là mình xấu là năng lực của bọn hắn là bọn hắn dựa vào tập trung tinh thần coi là làm điểm xấu liền có thể muốn làm gì thì làm trước có giết mình thê tử mẫu thân trương thị phụ tử sau có giết con trần hoa về sau theo lưu vong con đường càng ngày càng khó càng thêm cực kỳ tàn ác hành vi liền sẽ trình diễn đến lúc đó lưu vong con đường hoàn toàn có thể được xưng là một người khác ở giữa luyện ngục hiện ra tại kia hết thảy đến trước đó ôn nguyệt chỉ muốn an ổn vượt qua tiếp theo lưu vong con đường ôn nguyệt ngồi tại trên xe bò nghiêng chân quanh thân quanh quẩn lấy khí tức khát máu nàng trong con ngươi là giết người như ngoé huyết hồng cực kỳ cường thịnh sát khí từ trên người nàng phát ra, dần dần hướng bốn phía lan tràn, như độc dược thôn vệ lấy mỗi một tấc đất, ô nhiễm lấy mỗi một phiến không khí, để những cái kia bị chiếu cố mọi người chỉ cảm thấy như lâm âm tàu địa phủ, cường đại khí tràn ép tới bọn hắn không thở nổi. Ngay tại tất cả mọi người sắp không thở nổi, hô hấp không đến thời điểm, một thanh âm lại là đột ngột vang lên. Ông cô nương, ta đồng ý. Ông Nguyệt nghe được thanh âm này, chỉ gặp nàng con ngươi lạnh lẽo, quét về phía kia người nói chuyện đường khê ngồi tại trên xe lăn cùng chung quanh những cái kia bị ôn nguyệt uy áp làm cho sắc mặt trắng bệch đầu đổ mồ hôi lạnh các phạm nhân so ra hắn cả người tàn trí kiên người cũng có vẻ không hợp nhau thành duy nhất dị loại ôn nguyệt có chút nheo lại mắt nàng đem trên người khí tràn vừa thu lại cảm giác áp bách nháy mắt hoàn toàn không có đám kia các phạm nhân không có cái này bóp lấy mạng bọn họ mạch cảm giác áp bách từng cái tham lam miệng lớn hít thở mới mẻ không khí lần nữa nhìn về phía ôn nguyệt thời điểm ánh mắt e ngại sợ hãi thấy ôn nguyệt như thấy người gian ác. Đường khê thản nhiên nhận lấy ôn nguyệt ánh mắt dò xét, không đợi ôn nguyệt mở miệng, hắn đột nhiên cầm khăn lụa che miệng kịch liệt ho khan. Chờ hắn ho khan đình chỉ, hắn trên miệng nhiễm một vòng đỏ thắm. Đường khê nhìn khăn lụa bên trên một vòng đỏ, sắc mặt lạnh nhạt đem nhún máu khăn lụa thu hồi, sau đó nhẹ dơ lên mắt nhìn hướng ôn nguyệt, không hổ là ngày xưa lừng lẫy nổi danh ấm nhỏ tướng quân, hôm nay có thể lĩnh giáo, đường khê bội phục sát đất. ôn Nguyệt đem đường khê từng hành động cử chỉ thu hết vào mắt, nàng đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng dị sắc. Có thế tại nàng áp bách dưới vững như bàn thạch mặt không đổi sắc, thậm chí phát giác được nàng lên sát tâm, bị lệ khí mê mẫn tâm trí, còn hợp thời lên tiếng nhắc nhở nàng. Đủ loại hết thảy đều tại thuyết minh một sự thật, cái này đường khê là có có chút tài năng. Có điều, có bệnh cũng là thật sự có bệnh. Khi nguồn máu, cũng không phải diễn trò. Nguyên chủ trong trí nhớ, nhưng không có bất kỳ cái gì liên quan tới vị kia thân tàn có bệnh tin tức nha ông nguyệt không còn quan tâm đường khê nàng rủ xuống mắt thấy trần hoa liếc mắt lăn trần hoa như phải xá lệnh vừa muốn bỏ trốn mất dạng mang lên ngươi thê nữ ông nguyệt bồi thêm một câu ngữ khí lạnh lẽo rất có một loại trần hoa không làm theo nàng roi hầu hạ kia vị trần hoa thân hình cao lớn một cái run rẩy ngoan ngoãn đỡ dậy thê nữ ông lấy đã chết không biết bao lâu nhi tử rời đi một nhà bốn người tìm một cái góc chỗ ngồi xuống tập trung tinh thần hướng ông trời cầu nguyện ôn nguyệt đừng có lại khó xử bọn hắn một nhà. Đêm tĩnh nhân sâu, mọi người đều nằm ngủ. Ôn nguyệt nằm tại trên xe bò, nàng một tay gối đầu, ý thức trong không khí bận rộn. Ôn nguyệt chuẩn bị một hồi tại không gian uống rượu ăn đồ nướng, cho nên thừa dịp bây giờ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Xiên thịt bò, thịt dê nướng, thịt ba chỉ xuyên, trâu ngực dầu, thịt gà xuyên, sinh hào, tôm vàng rộn. Ôn Nguyệt khó được có hào hứng, tự mình động thủ, thịt cùng quả dứa hạt, thịt cùng đỏ vàng tiêu, thịt cùng phao tiêu, thịt cùng rau cần, từng chuỗi bắt đầu xuyên đặt ở trong mâm. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, ôn nguyệt bên tai đã vang lên liên tiếp tiếng lẩm bẩm, một tiếng tiếp theo một tiếng, liền cùng tranh tài, người phương hát thôi bên ta lên sàn, ai cũng không chịu thua, đều muốn tranh cái thắng bại. Ôn Nguyệt tại cái này một mảnh đinh tai nhức ốc tiếng lẩm bẩm bên trong mở mắt ra, tầm mắt nhìn thấy, một mảnh đen nghiệt đưa tay không thấy được năm ngón. Tại xác nhận tất cả mọi người nằm ngủ về sau, ôn Nguyệt tiến vào không gian tùy thân. Khi tiến vào không gian trước, nàng đã đem rượu ướp lạnh lên, uống rượu đồ nhắm cũng sớm chuẩn bị đầy đủ thả trong sân trên bàn. Ôn Nguyệt tiến không gian, liền ngồi tại trước bàn, trước đem sâu nướng đặt ở giá nướng bên trên lửa nhỏ thiêu nướng, lấy thêm lên cố ý đã ướp lạnh băng cái chén, mở một lon bia rót vào trong chén, tại bia bọc biển sắp tràn đầy ra tới trước uống một hơi. Một ly bia uống hơn phân nửa, ôn Nguyệt thỏa mãn, nàng đem chén rượu buông xuống lật nướng giá nướng bên trên sâu nướng theo sâu nướng lật qua lật lại dầu trơn bị lửa than thiêu đốt ra tới lập tức hương khí bốn phía dầu trơn nhỏ xuống tại lửa than bên trên thanh âm cũng tại lúc này trở thành một đạo mỹ diệu âm phù nhỏ chỏ bên trong công nguyệt đem sinh hào chờ hải sản một mạch đổ vào trực tiếp tràn đầy một nồi lớn tràn đầy chân trên bàn thả mấy loại khẩu vị chấm hải sản đồ chấm tỏi dung tương đồ chấm xì dầu mù tạc đồ chấm thả tỏi cùng tiểu mễ tiêu tê cây đồ chấm còn có thả hạt vừng dầu vừng tương vừng nước. Chuẩn bị phong phú, thỏa thỏa thao thiết thịnh yến. Theo sâu nướng nướng đến kinh ngạc, ông Nguyệt đã không kịp chờ đợi cầm lấy một chuỗi quả dứa thịt bò cắn một cái. Thịt bò sớm ướp gia vị qua, đã ngon miệng, lại non lại hương, phối hợp chua ngọt ngon miệng quả dứa, tăng vị giải chán dính. Một chuỗi quả dứa xiên thịt bò ăn, ông Nguyệt cầm phao tiêu xiên thịt bò, miệng vừa hạ xuống, phao tiêu cây bay thẳng đỉnh đầu, ông Nguyệt rất có thế ăn cây, nhưng cái này một hơi vẫn là để nàng rất cấp trên, đơn giản đến nói chính là bị cay đến. Bưng lên trên bàn nửa chén rượu ừng ực ừng ực một hơi làm, uống xong còn lại nửa chén rượu ôn nguyệt, kia là thỏa mãn ở rượu. Cái chén vừa để xuống, cầm lấy một bình bia đá mở bình, rót vào trong chén, vẫn như cũ là tại bia bọc biển xuất hiện trước uống một hơi. Hải sản đã chưng tốt, ôn nguyệt mang theo găng tay cầm lấy một cái sinh hào, để lên tỏi dung tương, thổi lạnh sau hút trượt một hơi, trơn mềm đại sinh hào tiếng miệng, tại tươi hương tỏi dung tương phối hợp dưới, cái này một hơi sinh hào tươi đến cực hạn. Ôn Nguyệt ăn uống no đủ, duỗi lưng mỏi, nhìn trên bàn bừa bộn, ý thức khẽ động, mặt bàn lập tức sạch sẽ như lúc ban đầu. Đây là lần trước không gian thăng cấp sau công năng, một khóa sạch sẽ. Ăn uống no đủ ôn Nguyệt, đứng dậy rời đi viện tử, trở lại phòng bên trong, quần áo cởi một cái, cả người không có vào trong bồn tắm. Trong bồn tắm nước nóng nháy mắt đem ôn Nguyệt vây quanh, ấm áp tư dưỡng trên người nàng mỗi một tấc da thịt bồn tắm này loại cực lớn, là ôn nguyệt tận thế vật tư thu thập lúc thu hoạch ngoài ý muốn. Ôn nguyệt cả người chìm vào bồn tắm lớn, mặc cho thủy tướng mình bao phủ, nàng chìm vào đáy nước, mở mắt ra nhìn xem trên mặt nước hoa hồng. Trong ngày mùa đông bận rộn về sau, có thể ngâm cái tắm nước nóng, thật thật thoải mái hài lòng. Cái này lưu vong con đường, thật sự là xa xa khó vời, không biết lúc nào mới có thể đến. 57. Một phần thù lao, ba cái nhiệm vụ. Ôn Nguyệt chiếm nguyên chủ thân thể, lấy nguyên chủ thân thể tại cái này cổ đại thế giới kéo dài sinh mệnh của mình. Cho nên để báo đáp lại, nàng sẽ làm đến nguyên chủ hy vọng, hộ tống nguyên chủ người nhà an toàn đến lĩnh Nam. Đợi đến đến lĩnh Nam về sau, nàng sẽ cùng nguyên chủ người nhà thẳng thắng, để các nàng biết nguyên chủ đã chết chân tướng. Về sau, nàng sẽ tại thu xếp tốt nguyên chủ người nhà sau rời đi nguyên chủ một nhà, đi qua nàng một người tùy ý vui sướng sinh hoạt. Ông Nguyệt từ trong nước xuất hiện, hài lòng ghé vào bên bồn tắm, bưng lên trên bàn rượu trái cây uống trước lúc này nhưng còn có lấy một đoạn con đường rất dài cần phải đi ờ ôn nguyệt ngâm tốt tắm đổi sạch sẽ giữ ấm áo lại mặc lên sạch sẽ áo bông một thân nhẹ nhõm nàng cũng không ngủ được uống nước linh tuyền sau từ không gian ra tới vừa nằm tại trên xe bò ôn nguyệt đã nhìn thấy tầm bảo trên mặt nhẫn bắn ra một đầu tia hồng ngoại tia hồng ngoại thông hướng ôn nguyệt các nàng nghỉ ngơi phòng hậu viện phòng hậu viện thâm tàng bảo bối có thể là cái này hoang phế trạch viện nguyên chủ nhân một nhà lưu lại. Về phần tại sao không có bị phát hiện, ông Nguyệt cũng phải khi tìm thấy bảo tàng về sau mới biết được. Phòng nhiều người, ông Nguyệt khóa chặt mục tiêu về sau, trực tiếp đem mình truyền tống đến hậu viện. Ông Nguyệt đứng ở phía sau viện hành lang bên trên, nhìn xem trên tay tầm bảo chiếc nhẫn bắn đi ra tia hồng ngoại, nàng cầm một viên cực nhỏ dạ minh châu chiếu sáng, tại rì rào mà rơi tuyết âm thanh bên trong tiếng lên. Tòa này trạch viện tuy là hoang vu, nhưng từ nó chiếm diện tích, đình viện thiết kế, trong nội viện bố cục, sử dụng vật liệu xây dựng chờ đến nhìn, tòa này trạch viện phong quang thời điểm nhất định là tráng lệ, cực điểm xa hoa, huy hoàng hùng vĩ, gọi người nhìn mà than thở. Ôn Nguyệt một đường bước đi, cũng không biết đi được bao lâu, dù sao chỉ biết cái này trạch viện cường đại vô cùng, một đi ngang qua đến, đình đài lâu tạ, giả sơn giả nước, chỗ nào cũng có. Đi lần này, liền đến đến vứt bỏ trạch viện nhà kho vị trí. Nhìn xem bị tia hồng ngoại xuyên thấu vách tường, Ông Nguyệt biết bảo tàng ngay tại trong kho hàng. Nhìn xem nhà kho kia rách mướp, bị gào thét hàng phong thổi đến lung lay sắp đổ cửa, ông Nguyệt một tay dạ Minh Châu, một tay roi, cũng lười mở cửa, trực tiếp từ kia bị đạp nát phế phẩm miệng tiến vào. Nhà kho rất lớn, phóng tầm mắt đi tới một mảnh đất ngón tàn viên, đầy đất bừa bộn. Đối với liếc mắt nhìn tới cuối nhà kho, ông Nguyệt biết bảo tàng hoặc là thâm tàn dưới mặt đất, hoặc là chính là trong kho hàng có cơ quan. Tương dạ Minh Châu đổi thành đầu đội đèn, Ông Nguyệt tay cầm roi bắt đầu đối nhà kho tiến hành toàn diện điều tra. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tại ông Nguyệt lưng không phải nhanh không thẳng lên được thời điểm, rốt cục để nàng tìm tới nhà kho cơ quan. Ông Nguyệt không chút do dự đè xuống cơ quan, theo cơ quan đè xuống, ông Nguyệt phía trước dựa vào nơi hẻo lánh sàn nhà chính từ từ mở ra. Đợi đến sàn nhà không tại hướng hai bên kéo dài, ông Nguyệt nhìn xem kéo dài đi xuống thang lầu, cũng không có mạo muội xuống dưới, nhìn thoáng qua bốn phía, ông Nguyệt nhặt lên trên đất tảng đá ném vào tầng hầm tảng đá ném vào về sau rất nhanh phát ra tiếng vang ôn nguyệt chờ giây lát thấy không có gì dị thường nàng mới dẫm lên thang lầu hướng xuống ôn nguyệt dọc theo thang lầu một đường hướng xuống cuối cùng đến cùng cản ở trước mặt nàng là một cái cửa đá cửa đá cản đường mang ý nghĩa ôn nguyệt muốn tiếp tục tại cái này chật hẹp không gian bên trong tiếp tục tìm tìm cơ hội quan bảo tàng cách mình liền cách nhau một cánh cửa ôn nguyệt mới sẽ không bỏ qua cái này không dễ có thân cận bảo tàng cơ hội vậy dĩ nhiên là cố gắng tìm kiếm cơ quan nhưng cơ quan này so trên lầu nhà kho cơ quan còn khó tìm ông nguyệt phí sức chín trâu hai hổ vẫn là không tìm được ông nguyệt nhìn xem chật hẹp không gian trực tiếp cả một cái im lặng ở diện tích không kịp trên lầu nhà kho diện tích 1 phần 3 một phần ba một nửa nhưng là cơ quan tìm kiếm bên trên độ khó hệ số lại là trên lầu nhà kho n lần cứ như vậy từ bỏ sao không ông nguyệt tuyệt không xem thường từ bỏ thế là vòng thứ hai cơ quan tìm kiếm lần nữa bắt đầu lần này ôn nguyệt mười phần nghiêm túc cẩn thận tìm a tìm tìm a tìm ôn nguyệt liền kia cản đường cửa đá cũng không bỏ qua rốt cuộc trời không phụ người có lòng ôn nguyệt tại trên cửa đá tìm được cơ quan cảm giác cùng địa phương khác không giống xúc cảm ôn nguyệt trực tiếp xúc động cơ quan sau đó đẩy lên một bên kiên nhẫn chờ lấy cửa đá mở ra ôn nguyệt đã làm tốt phòng bị dùng cái này tới đón tiếp sau cửa đá nguy hiểm theo cửa đá mở ra ôn nguyệt trong dự đoán nguy hiểm không có phát sinh một mảnh tường hòa chi tượng. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, ôn Nguyệt chân vừa nhất, đi đến vừa đi, bắt đầu thu lấy bảo bối của nàng nhóm. Làm ôn Nguyệt nhìn thấy trên mặt đất trưng bày xa lạ kia trong mang theo quen thuộc nào đó cảm giác hồng sang hô cây lúc, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bảo Trương lần lượt mở ra, trong bao sương hồng sang hô châu báu, hồng sang hô vòng tay, đều để ôn Nguyệt minh bạch cái này trạch viện chủ nhân, vô cùng có khả năng chính là nàng lần trước vào xem qua mộ huyệt chủ nhân như thế yêu hồng sang hô, trừ vị kia mộ thất chủ nhân bên ngoài, lại ngay tại lúc này cái này trạch viện chủ nhân. Cao như thế nhiều lần đồng bộ thẩm mỹ, rất khó không để ôn nguyệt liên tưởng là cùng một người. Nhưng rất nhanh, ôn nguyệt phủ nhận ý nghĩ này, mộ huyệt cùng nhà này trạch viện ở giữa khoảng cách, thực sự là quá xa. Ôn nguyệt không nghĩ nhiều, đem mở ra bảo trương thu nhập không gian, còn lại không có mở ra, nàng cũng mở ra nhìn xem. May mà tiếp theo Bảo Dương không còn là cùng Hồng Sang Hô tương quan, mà là thành trương vàng bạc châu báu, đồ trang sức, đồ cổ tranh chữ các loại, ôn nguyệt thu sạch, phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là nàng vật trong bàn tay. Bảo bối thu hoạch chuẩn bị kết thúc, ôn nguyệt bị một cái tiểu xảo tinh xảo, khảm đầy châu báu cái hộp nhỏ hấp dẫn lấy ánh mắt. Đem mặt khác bảo trương đều thu vào không gian về sau, ôn nguyệt nâng lên cái kia cái hộp nhỏ, rất nhẹ nhàng liền mở ra, dùng xinh đẹp như vậy lại giá trị liên thành hộp chứa bảo bối, nàng rất là hiếu kỳ đến cùng sẽ là cái gì. Hộp mở ra, ôn nguyệt ánh mắt mong chờ khi nhìn rõ trong hộp đồ vật về sau nháy mắt ảm đạm vô quan ôn nguyệt lòng tràn đầy chờ mong trong hộp sẽ là tuyệt thế trơn bảo nhưng cũng không phải là bên trong đặt vào một phong thư trên thư viết hai chữ mời duyệt trong thư viết cái gì ôn nguyệt còn không có nhìn nhưng trực giác nói cho nàng cái này tin là cái khoai lang bỏng tay có nhìn hay không đâu ôn nguyệt xoắn suýt chẳng qua ba giây tin đã bị nàng cầm lên theo tin bị cầm lên dưới thư đặt vào một viên ống ánh sáng long lanh ngọc bội cũng xuất hiện tại ôn nguyệt trong tầm mắt. Ngọc bội trắng luộc bóng loáng, cầm ở trong tay, không phải lạnh buốt mà là ấm áp. Ngọc bội là khối tốt ngọc bội, ôn nguyệt thả lại trong hộp, mà là đem tin mở ra. Chờ tin mở ra, ôn nguyệt đọc thư bên trong nội dung. Trên thư nội dung rất đơn giản, chính là muốn cầu cầm căn này mật thất bảo bối người, nhất định phải vì nhà này rạch viện chủ nhân báo thù. Mà viên kia ngọc bội, là một cái lệnh bài ôn nguyệt đem tinh trang hồi âm phong cùng ngọc bội đặt chung một chỗ sau đó khép lại hộp thật sự là bó tay toàn tập ôn nguyệt vẫn thật là là tiếp một cái khoai lang bỏng tay tại ôn nguyệt mà nói lấy người tiền tài trừ tai họa cho người cái này là chuyện đương nhiên nhưng nếu như nhà này trạch viện chủ nhân cừu nhân là kia đã từ hoàng đế trên bảo tọa lui ra đến chu du cả nước thái thượng hoàng kia là thật là có chút độ khó hệ số mà viên kia ngọc bội là trạch viện chủ nhân lưu cho hắn nhi tử trạch viện chủ nhân yêu cầu cầm bảo bối người thay hắn tìm tới nhi tử, cũng đem ngọc bội giao đến nó trong tay. Nói cách khác, ông Nguyệt cầm một phần thù lao, muốn làm ba chuyện, mà cái này ba chuyện độ khó hệ số đều rất lớn. Ông Nguyệt không có ý định tiếp cái này đơn, nàng thế là đối không khí mở miệng nói chuyện, vô ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đồ đâu, ta vật về nguyên chủ, ngày thời gian nhiều, có thể chậm chờ người hữu duyên. 58. Lật thuyền trong mương Ông Nguyệt đã phú khả địch quốc không thiếu cái này một đơn tiền cái này một đơn nàng nếu là tiếp đó chính là thương tân động cốt bôn ba không ngừng khi thái thượng hoàng đường đi giả chơi đến lại hoa sớm liền thoái vị hành tung còn không chừng để nàng tìm người nàng ngại phiền phức nhất là loại này tư nhân ở giữa ân oán ai đối ai sai nàng một người đứng xem người ngoài cuộc căn bản là không có cách phân biệt cho nên cái này cùng làm việc xấu nàng không lẫn vào ông nguyệt chuẩn bị đem thu vào không gian bảo bối vật về nguyên chủ mới hậu tri hậu giác nhớ tới mỗi lần không gian thu nhập bảo bối đều sẽ thăng cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lại bị không gian che đậy bên ngoài. Không gian ngay tại thăng cấp bên trong. Cùng lúc đó, Ôn Nguyệt cũng phát hiện mặt đất bắt đầu lay động, rất có loại đất trung núi chuyển, tầng hầm sắp sụp đổ chi ảo giác. Từ nơi sâu xa, Ôn Nguyệt cho rằng đây là trạch viện chủ nhân đang cùng nàng biểu đạt bất mãn. Bịch, một tiếng, không đợi Ôn Nguyệt quay người rời đi, phía sau nàng cánh cửa đá kia vậy mà phịch một tiếng khép lại đây là buộc nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ hoặc là đáp ứng hoặc là chết hai chọn một ông nguyệt biết lần này là thất bại lần này bảo bối không tốt cầm coi như mức độ này liền nghĩ làm khó nàng kia thật là xem thường nàng ông nguyệt động đều chẳng muốn động chuẩn bị vận dụng dị năng đem mình truyền tống về trên xe bò sau đó ông nguyệt phát hiện thất bại tại dị năng dùng về sau nàng phát hiện mình còn tại tại chỗ điều này không khỏi làm ôn nguyệt nhớ tới nguyên chủ vô thuật nàng lập tức minh bạch nàng nhất định phải đáp ứng trạch viện chủ nhân khả năng an toàn rời đi không phải nàng khả năng thật sẽ chôn thay tại đây đương nhiên nếu như không gian tùy thân không thăng cấp nàng là không thể nào chôn thay ở đây nhưng là để nàng tình cảnh xấu hổ vô cùng chính là nàng không gian ngay tại thăng cấp nàng không cách nào tiến vào không gian tùy thân rơi vào đường cùng ôn nguyệt đối không khí ta có thể đáp ứng báo thù cho ngươi, chẳng qua tiền đề phải là ta hiểu rõ xong ngươi cùng cậu hoàng đế lão phụ thân ở giữa ân oán gút mắt về sau, ta phán định đúng sai mới có thể động thủ. Ý của ta là, nếu như ngươi dưới suối vàng có biết, liền đem ngươi cùng cậu hoàng đế lão phụ thân ở giữa huyết hải thâm cừu nói cho ta. Mặt khác, liên quan tới con của ngươi tin tức, cũng đừng keo kiệt, mời tiết lộ cho ta. Quỷ dị chính là, tại ôn nguyệt đối không khí nói xong trở lên lời nói về sau, đất trung núi chuyển ngừng, sau lưng cửa đá cũng mở rời đi trước ôn nguyệt không quên lần nữa căn dặn ghi nhớ mặc kệ ngươi dùng phương thức gì nhớ kỹ cho ta truyền lại tin tức ôn nguyệt lần này dùng dị năng truyền tống không hề bị ngăn nàng đem mình truyền tống về trên xe bò mở to mắt nằm tại trên xe bò xuôi gió xuôi nước quen đột nhiên ướt dày lật thuyền trong mương loại này bị bất đắc dĩ cảm giác phi thường uất ức để ôn nguyệt rất là khó chịu vuốt ve trên tay tầm bảo chiếc nhẫn thật có thể nói là là người mang có bích ắt gặp tài lan hổ báo nhớ thương đêm tỉnh nhân sâu tiếng lẩm bẩm nổi lên bốn phía ôn nguyệt trải qua này nháo trò kia là rốt cuộc ngủ không được ôn nguyệt chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức ngay tại nàng mắt vừa nhắm lại bắt tréo chân còn chưa kịp buông xuống lúc liền nghe được trong bóng tối phát ra răng rắc tiếng vang cùng chung quanh tiếng lẩm bẩm so sánh với đến cái này rất nhỏ tiếng vang lên tại đột ngột nghe được ôn nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra luôn có người không giữ được bình tĩnh lão nghĩ thừa dịp tất cả mọi người nằm ngủ, lựa chọn lúc này dày vò yêu thiêu thân. Ôn Nguyệt tự nhận là rất hiểu nhân tính, nhưng có đôi khi lại cảm thấy mình đối với nhân tính hoàn toàn không biết gì. Ví dụ như hiện tại, làm sao lại có người tại nàng cảnh cáo về sau, sẽ còn ngốc đến mức làm ác đâu. Ôn Nguyệt dù thu hoạch chí bảo, nhưng lại cưỡng chế tính bị ép tiếp ba cái nhiệm vụ, nàng hiện tại tâm tình tuyệt không mỹ lệ. Chủ động đưa tới cửa cho nàng phát tiết tâm tình, nàng có lý nào lại từ chối trong bóng tối. A à, kỳ quái, tại sao không có rồi? tràn đầy hoang mang thanh âm vang lên, cực nhẹ, bé không thể nghe. nói thầm âm thanh rơi xuống, một trận tiếng sột soạt tiếng vang lên. trong bóng tối tìm tòi người dường như đang tìm lấy cái gì, nhưng mặc cho bằng hắn làm sao tìm được, chính là không cách nào khóa chặt mục tiêu. người kia cực kỳ cẩn thận, cũng rất cố chấp, tiếp tục trong bóng đêm bằng vào trực giác cùng ấn tượng tiếp tục tìm tòi. tìm được người kia trong thanh âm khó nén hưng phấn cùng kích động tìm tới cái gì đúng lúc này trong bóng tối vang lên một đạo khác thanh âm không đợi một người khác trả lời một mảnh đen kịch phòng nháy mắt sáng lên ôn nguyệt giơ sáng loáng bó đuốc đứng tại nồi sắt lớn trước dáng người miễn cưỡng dựa nồi sắt lớn tại đối diện nàng vị trí đứng ban ngày vị lão giả kia lão giả chính cúi đầu hai tay vuốt ve giải khai trong tay đồ vật ánh mắt đột nhiên sáng lên lão giả động tác cứng đờ chậm rãi ngẩng đầu lên khi hắn ngân tiếp ôn nguyệt kia âm trầm trầm ánh mắt về sau dọa đến trung một cái kém chút đem bọc giấy trong tay chấn động rớt xuống trên mặt đất ôn nguyệt đem lão giả phản ứng tận lãm tại mắt tay nàng cầm bó đuốc ngón tay khẽ chọc nồi sắt lớn biên giới phát ra tiếng vang lão nhân gia cái này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được chạy tới cho ai thêm đồ ăn đâu lão giả đã bị dọa đến hoang mang lo sợ cầm giấy bảo tay không cầm được phát trung. trong tay thứ gì cho ta xem một chút ôn nguyệt đang khi nói chuyện người đã hướng lão giả đi đến lão giả gặp một lần ôn nguyệt tới trong đầu liền hiện ra ôn nguyệt tay cầm roi quốc trần hoa đánh cho một cái cao lớn thô kệch nam tử không hề có lực hoàng thủ hung tàn hình tượng thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng nhảy lên thượng thiên linh đóng người tới đây mau có người muốn giết người lão giả tại ôn nguyệt muốn tới gần hắn lúc hắn trực tiếp kéo lên cuốn họng kêu la nhưng liền xem như hắn xé vỡ cuốn họng ồn ào mở bọc giấy trong tay cũng đổi chủ ôn nguyệt cầm tới bọc giấy nhìn kia bị xé mở một góc đồ chơi, trong này là cái gì? Lão giả không có trả lời ôn nguyệt, hắn nhìn xem lục tục tỉnh lại các phạm nhân, trực tiếp hai tay ôm đầu ngồi sổn trên mặt đất, nghẹn ngào khóc trống lên, ấm nhỏ tướng quân đừng giết lão hủ, lão hủ biết sai, lão hủ vì đắc tội ngươi sự tình hướng ngươi chịu nhận lỗi, ngươi tha lão hủ đi. Lão hủ còn có một cái tôn nhi, hắn vừa mất đi cha mẹ cùng tổ mẫu, không thể lại mất đi hắn duy nhất gia gia. Ta cho ngươi quỳ xuống, ta dập đầu cho ngươi, ta bảo ngươi cô nải nải, ta chui ngươi đũng quần. Ngươi để ta làm cái gì ta đều đáp ứng, ngươi đừng giết ta, ta không ăn độc dược. Các phạm nhân bị đánh thức, kia là từng cái còn mang theo không kiên nhẫn cùng bực bội. Nhìn dơ bó đuốc từ trên cao nhìn xuống ôn nguyệt, nhìn nhìn lại kia bị dọa đến thân thể run như run rẩy ngồi sổng trên mặt đất lão giả, từng cái ánh mắt lại trở lại ôn nguyệt trên thân. Có người mang theo lệ khí thanh âm vang lên. Ta nói ấm nhỏ tướng quân, có chừng có mực đi đêm hôm khuya khoắt cũng không yên tĩnh, còn có để hay không cho người đi ngủ a? À, ngươi vào ban ngày có thể tại trên xe bò nghỉ ngơi, chúng ta nhưng so sánh không được ngươi thoải mái, chúng ta còn phải lấy chân thay đi bộ, như trâu ngựa hèn mọn mà đi. Ngươi muốn giết người, đem người miệng trắng kéo tới kia đất tuyết bên trong, lột sạch quần áo chết cống cũng tốt, roi quật tới chết cũng được, kia cũng là ngươi sự tình, chúng ta thấp cổ bé họng không làm chủ được, cũng không cách nào can thiệp. Chỉ cầu ngươi ấm nhỏ tướng quân hành giúp đỡ đừng có lại quấy rầy chúng ta đi ngủ. Lại thế nào đã từng là ngày xưa tiếng tâm lừng lẫy ấm nhỏ tướng quân, từng trấn giữ một phương, giết địch hộ quốc bảo đảm dân. Làm sao bây giờ tâm địa như thế ác độc, liền tay không tất sắc lão nhân cũng không buông tha. 59, một người một roi, ai cũng sẽ không thiếu. chung quanh liên tiếp vang lên đối ôn nguyệt lên án thanh âm, từng cái lệ khí cực nặng, đối ôn nguyệt bất mãn đạt tới đỉnh điểm. Có người duy trì lão giả cũng đã có lực lượng, hắn rủ xuống vẫn đục trong mắt tràn đầy khôn khéo cùng tính toán nàng muốn giết người nàng muốn giết các ngươi lão giả đột nhiên ngẩng đầu lên đưa tay chỉ hướng ôn nguyệt chỉ vào bọc giấy trong tay của nàng kia bên trong đựng là thuốc diệt chuột nàng muốn đem thuốc diệt chuột rót vào cái này còn lại nước thuốc bên trong đợi đến bình minh ngày mai một lần nữa chế biến một nồi mới nước thuốc để các ngươi uống xong để các ngươi bị độc chết lão giả lời này như đất bằng sấm sét để những cái kia ở vào ngắm nhìn các phạm nhân cũng nhao nhao giận căn cứ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ bọn hắn, tại sự tình liên lụy tới bọn hắn thời điểm, quyết định không còn ngồi chờ chết. Nghe xong ôn nguyệt muốn hạ độc hạ độc chết bọn hắn, từng cái cũng không buồn ngủ, từng cái tinh thần phấn chấn đối ôn nguyệt trợn mắt nhìn. Ta nói làm sao êm đẹp, nàng ấm nhỏ tướng quân đột nhiên đại phát thiện tâm cho quan gia nhóm cung cấp dược liệu, hảo tâm nấu nước thuốc cho chúng ta ăn. Hợp lấy đánh chính là trước lung lạc lấy chúng ta, lại một nồi thuốc diệt chuột bưng chúng ta nha thật độc tâm a, à, ta không hiểu, phi thường không hiểu, chúng ta tuyệt không đắc tội nàng ôn nguyệt, nàng tội gì đẩy chúng ta vào chỗ chết đâu. Thật sự là trồn chút tết gà, không có ý tốt, may mà ta cũng bởi vì uống một bát nước thuốc nguyên nhân, đối nàng có chút đổi mới. Ta nhổ vào, ta thật đúng là mắt bị mù, lại bị một bát dùng để độc hại thuốc của ta canh liền dao động, ta thật là đáng chết a. À. Nàng muốn giết chúng ta, vậy chúng ta tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Muốn dùng thuốc diệt chuột hạ độc chết chúng ta đúng không, Vậy chúng ta liền gậy ông đập lưng ông. Khi nồi nước thuốc còn có thừa, đoạt trong tay nàng thuốc diệt chuột vung đi vào. Quấy về sau, để Ôn Nguyệt một nhà uống. Hắc hắc, túi kia thuốc diệt chuột thế nhưng là mấy chục người lượng, các nàng một nhà tám thanh nhưng có có lộc ăn. Đợi các nàng dược tính phát tác, liền đem các nàng lột sạch sành sanh ném vào đất tuyết bên trong, về phần xe ngựa cùng xe bò, người tài mới có rồi. Lão giả nghe chung quanh liên tiếp đối Ôn Nguyệt một nhà thảo phạt thanh âm, hắn là được không đắc ý hắn cũng không còn e ngại ôn nguyệt, buông xuống ôm đầu tay đứng người lên, mở mày mở mặt nhìn xem ôn nguyệt. Tại mọi người lửa giận giá trị bên trên, lão giả không ngừng cố gắng, hắn là sờ sờ cái cầm, đối ôn nguyệt một mặt thèm nhỏ giải, nàng kia hai người ca ca chính là cái phế vật, hạ độc chết tốt nhất. Về phần các nàng một nhà ngày thường duyên dáng xinh đẹp nữ quyến cùng vị kia tuổi nhỏ nam qua, ngược lại là có thể giữ lại. Người nam kia bé con nha, có thể tẩy sạch sẽ bên trên nồi chân. Về phần các nữ quyến, a à, lão giả nói còn chưa dứt lời lão nói thẳng tiếp bị ôn nguyệt một roi rút trúng hắn lúc này che miệng không ngừng chảy máu ôn nguyệt cho lão giả một roi về sau nàng nhìn cũng không nhìn kia rớt xuống đất răng trực tiếp tay nâng roi rơi đánh cho lão giả kêu trời trách đất lăn lộn đầy đất kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay già mà không kính nên đánh lòng mang giả tâm nên đánh cho nàng dội nước bẩn nên đánh không tôn trọng người nhà của nàng nên đánh một chân vùi vào trong quan tài lão già, thật là đáng chết. Vài roi đánh cho lão giả ngoan ngoãn về sau, ông Nguyệt roi vừa thu lại, con ngươi khát máu nhìn về phía kia từng cái không biết cốt xấu các phạm nhân. Những cái này nguyên bản còn khí diễm phách lối các phạm nhân, bị ông Nguyệt ánh mắt hỏi một chút đợi, từng cái sợ phải rụt cổ cúi đầu xuống. Ông Nguyệt ánh mắt quá mức đáng sợ, biết nhau, tựa như là bị tử vong chi nhận nhìn chăm chú, để bọn hắn không rét mà run, đều sợ tiếp theo một cái chớp mắt, ông Nguyệt roi liền hướng bọn họ vung qua hư, ôn nguyệt roi linh hoạt từ trong tay bay ra ngoài, trực tiếp cuốn lấy một cái nam tử cổ. Một cái dùng sức, bịch một tiếng về sau, nam tử bị túng bay trùng điệp quẳng xuống đất, ôn nguyệt roi ba một cái đánh vào trên mặt hắn, nam tử nháy mắt kêu lên thảm thiết, che lấy nóng bỏng đau mặt đau đến không muốn sống. Người tài mới có. Ôn nguyệt từng bước tới gần nam tử, giơ chân lên một chân vô cùng ác độc dẫm tại trên tay nam tử, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Nam tử như giết heo tiếng kêu nghe được những phạm nhân khác sắc mặt trắng bệch. Ông Nguyệt đạp gãy nam tử tay về sau, nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người, một phế vật, ngươi xứng sao. Ba, ông Nguyệt trở tay chính là một roi, trực tiếp rơi vào cách nàng gần đây trên người nữ tử. Nữ tử kia bị đánh cái này một roi, trực tiếp tại chỗ đau đến nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Ông Nguyệt nhìn xem đau đến toàn thân thẳng rung rung nữ tử, nàng ánh mắt lạnh nhạt không có nửa điểm nhiệt độ, ta giết người như ngoé, không cần ngươi đối ta ấn tượng có chút đổi mới. Tiếp theo, ông Nguyệt trực tiếp giết điên, Phạm là mở miệng nói chuyện qua phạm nhân, không một không bị nàng roi chào hỏi. Lớn như vậy phòng, trực tiếp là kêu trên một mảnh, có thể xưng nhân gian luyện ngục, quả thực là thảm một nhìn thấy. Ôn Nguyệt vô cùng ác độc, ngược đãi người phi thường có thủ đoạn, nàng không đem người chơi chết, chỉ là làm tàn làm bị thương, để bọn hắn sống không bằng chết. Muốn chạy trốn, trực tiếp roi cuốn lấy chân kéo một phát, mặt hướng đất. Quảng chó gặm bùn, răng gặm nát, máu chảy một chỗ. Ngồi trên mặt đất lộn nhào muốn chạy, trực tiếp một roi quất thẳng tới đỉnh đầu, tại chỗ đau đến đã hôn mê. Những cái kia không có đứng ra nói chuyện các phạm nhân, nhìn xem cái này chấn nhiếp lòng người một màn, thần kinh căng thẳng cao độ không dám buông lỏng, từng cái tâm như hến, đại khí không dám thở, sợ mình hô hấp trọng bị ôn nguyệt ngoài định mức chú ý. Đường khê ngồi tại trên xe lăn, tay nâng nghiêm mặt, lạnh lùng quý khí mắt phượng hạ hiển thị rõ đối ôn nguyệt thưởng thức. Chu Tài Tuấn thấy sự tình huyên náo không sai biệt lắm, hắn mới làm dáng một chút hướng ôn nguyệt đi tới, Ôn nguyệt. nguyệt nhìn chu tài tuấn đưa trong tay thuốc diệt chuột ném qua đi lão già này hắn nghĩ vô quan hãm hại ta chu tài tuấn bán ôn nguyệt mặt mũi ôn nguyệt cũng không làm bộ làm tịch mượn đối phương cho bậc thang dựa thế mà xuống những phạm nhân kia nhóm từng cái nhân ngoan không dám tiếp tục phát biểu bất kỳ dị nghị gì cả đám đều tại ôn nguyệt roi chào hỏi hạ ngoan ngoãn dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ chu tài tuấn cầm thuốc diệt chuột đi vào lão giả nơi này ước lượng trong tay thuốc diệt chuột hướng người nhìn lại làm sao ngươi biết cái này bên trong đựng là thuốc diệt chuột làm sao biết ôn nguyệt muốn đem cái này bao lão bả chuột rót vào trong nồi lại là làm sao biết nàng muốn sáng sớm ngày mai nấu thuốc tranh hại chết chúng ta ta lão giả bị hỏi đến á khẩu không trả lời được tràn đầy máu tươi miệng nhúc nhích nửa ngày lúng túng không ra một câu đầy đủ chu tài tuấn lại tại lúc này rút ra hắn bội đao gác ở lão giả trên cổ nói hay không không nói ta một đao để ngươi đầu thân phận nhà chu tài tuấn là quản gia người đối với lão bách tính có nhất định lực uy hiếp, lão giả cũng như thế. Nói, ta nói. Lão giả trực tiếp dọa đến một cái giật mình tiểu trong quần, trong không khí rất nhanh tràn ngập lên một mùi nước tiểu. Sinh tử trước mặt, lão giả nhưng không để ý tới mình chật vật không chịu nổi, hắn liên tục không ngừng giao phó hết thảy, ta bởi vì cùng ôn nguyệt có thù, ghi hận trong lòng, liền nghĩ thừa dịp các ngươi đều nằm ngủ, đem thuốc diệt chuột hạ đến nước thuốc bên trong, sau đó vu oan hãm hại ôn nguyệt, để các ngươi đều hiểu lầm nàng muốn giết các ngươi. Lão giả bàn giao mình tội ác về sau, bận biểu hướng Chu Tài Tuấn quỳ xuống, quan gia, kia một bao thuốc diệt chuột lượng tuy nhiều, nhưng các ngươi nhiều người a, à, một người một bác cũng không chí tử, nhiều nhất chính là thượng thổ hạ tả, kéo đến hư thoát. Vả lại, ta còn không có hạ độc liền bị bắt tại chỗ, các ngươi cũng êm đẹp, ngài tha ta lần này được chứ. 60. Ôn Nguyệt Mộng, còn ân. Lão giả nói cho hết lời, nhìn chầm chầm một mặt trâu quai nón chu tài tuấn, gặp người trầm mặt không nói, cho là có hí, thế là không ngừng cố gắng. Quan gia, ta dập đầu cho ngươi. Ngươi đại nhân có lượng lớn, xem ở ta tuổi đã cao phân thượng, liền mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua ta. Bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, ngươi thả ta, đây là tại tích phúc đâu. Lão giả loại người này, co được giảng được, biết ăn nói, đáng tiếc năng lực này không dùng tại chính đồ bên trên, hại người cuối cùng hại mình. Chu Tài Tuấn thu bội đao, đem đao trở vào bao về sau, hắn nhìn lão giả, ta có thể thả ngươi, nhưng bọn hắn thả hay là không thả qua ngươi, liền nhìn ngươi cá nhân tạo hóa. Tại Chu Tài Tuấn mà nói, vì lão giả. Loại người này bẩn mình bội đao, được không bù mất, chẳng bằng để cái khác người tới. Lão giả nghe Chu Tài Tuấn, giống như là nghĩ đến cái gì, hắn hướng kia bị ôn nguyệt đánh cho mình đầy thương tích các phạm nhân nhìn lại, nên tiếp bọn hắn hung thần ác sát, cừu hận tích lũy ánh mắt về sau, hắn có loại mua dây buộc mình cảm giác tuyệt vọng bị ôn nguyệt roi chào hỏi các phạm nhân đã biết chân tướng sự tình này sẽ đối lão giả thế nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi sự tình đã tra ra manh mối chu tài tuấn không còn cùng lão giả quần nhau hắn là đi vào ôn nguyệt trước mặt ôn nguyệt thời gian không còn sớm sáng sớm ngày mai còn muốn đi đường ngươi cùng mọi người trong nhà của ngươi sớm đi nghỉ ngơi chu đại ca ôn nguyệt gọi lại căn dặn xong mình muốn rời đi chu tài tuấn tại đối phương nhìn qua lúc nàng hợp thời mở miệng, ngày mai liền không mới nấu thuốc canh, kia nồi sắc bên trong thừa nước thuốc, ta cũng nghĩ thế đủ các ngươi chư vị quan gia uống. Ôn Nguyệt có ý tứ gì, Chu Tài Tuấn dây lắc hiểu, hắn gật đầu, được, ta cái này để người đem nước thuốc chứa vào. Trải qua lão giả cái này một chuyện, tiếp tục bỏ mặt nước thuốc bại lộ trong không khí, bọn hắn cũng không dám. Mà những phạm nhân kia nhóm đang nghe Ôn Nguyệt cùng Chu Tài Tuấn đối thoại về sau, từng cái hối hận đã chậm. Ôn Nguyệt cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì người lương thiện, nàng cho Chu Tài Tuấn cung cấp dược liệu chế biến nước thuốc hành vi, dự tính ban đầu cũng là đứng tại bảo hộ người nhà góc độ, không để phong hàng lan tràn đến toàn bộ đội ngũ, để tránh người nhà của nàng thụ nó chỗ mệt mỏi. Nhưng kỳ thật có so cung cấp dược liệu phương án tốt hơn, ví dụ như trực tiếp cho người nhà uống chưa pha loãng không gian nước linh tuyền, từ trên bản chất cải thiện thể chất của bọn hắn, để bọn hắn có cường kiện thân thể đi đối kháng phong hàng xâm lấn cùng lây nhiễm. Hay là, cho các nàng ăn không gian linh đào, ăn không gian sản phẩm. Biện pháp sao mà nhiều, nhưng Ôn Nguyệt hết lần này tới lần khác lựa chọn ngốc nhất, cũng là nhất tốn công mà không có kết quả một cái. Nàng thừa nhận nàng là tự tư, nàng dù lựa chọn tiếp nhận thay nguyên chủ chiếu cố nó người nhà, hộ tống các nàng an toàn đến lĩnh nam. Nhưng nàng cũng không muốn bại lộ bí mật của mình, nàng quá minh bạch một khi không gian nước hoặc là linh đào hay là không gian cái khác sản phẩm lấy ra, cho nguyên chủ người nhà uống ăn sẽ vì ngày sau mình chôn xuống bao lớn an toàn tai họa ngầm cũng chính là ra ngoài rất nhiều suy xét ôn nguyệt cuối cùng lựa chọn cung cấp dược liệu cái này một cái phương án cái này cũng không trách ôn nguyệt nàng là một cái tại lòng người quỷ quyệt tận thế hạ người sống đối với nhân tính có cực kỳ thấu triệt hiểu rõ trong lòng nàng từ thị bọn người là nguyên chủ người nhà lại cũng không là người nhà của nàng nàng đối với các nàng kỳ thật cũng không tín nhiệm Nguyên chủ người nhà nhất định sẽ kiên định không lay được lại vĩnh viễn sẽ không phản bội nguyên chủ, nhưng đối với nàng cái này, tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm nguyên chủ thân thể kẻ ngoại lai, đem lá bài tẩy của mình lộ ra đến, không thể nghi ngờ là đem uy hiếp của mình chấp tay nhường cho. Sau đó tại một cái nào đó sáng sớm hoặc là chạng vạn tối, nhận nhiều năm trước mình bắn đi ra tiễn, bay trở về cho mình một kích trí mạng. Nàng nhất định là muốn cùng nguyên chủ một nhà mỗi người đi một ngã, nàng cũng không muốn cùng nguyên chủ người nhà sinh ra quá nhiều không tất yếu tình cảm ràng buộc. Nội tâm hoạt động phong phú ôn nguyệt, rất mau đem mãnh liệt lăn lộn suy nghĩ áp chế gắt gao ở. Chỉ thấy ôn nguyệt quay người, hướng từ thị mấy người đi đến, chỉ nói một câu, sớm đi nghỉ ngơi. Từ thị nhìn xem ôn nguyệt, ba phen mấy bận muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng không hề nói gì, chỉ là triều mến vuốt ve ôn nguyệt mặt. Ngàn vạn lời đều ở trong ánh mắt của nàng, động tác của nàng bên trong ôn nguyệt cũng không thích tứ chi ở giữa quá thân mật tiếp xúc, nàng lui về sau một bước, nói khẽ, ta ngủ. Được. Từ thị con mắt đỏ ngầu đưa mắt nhìn ôn nguyệt hướng xe bò đi đến, nhìn xem nàng kéo qua áo khoác ngoài đem mình che lại, nàng đau lòng vạn phần thu tầm mắt lại nhìn từ vân tương bọn người, chúng ta cũng ngủ đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Khoảng cách hừng đông còn sớm đây, nháo kịch kết thúc về sau, đám người lục tục nằm ngủ. Nhưng chân chính ngủ được người lại là lác đác không có mấy, không nói đến vết thương chằng chịt lại có là ngày mai phần nước thuốc ngâm nước nóng phong hàng chưa lành một mảnh đáng lo a à. ôn nguyệt trải qua cái này nháo trò làm to chuyện này sẽ vừa nằm xuống người trực tiếp mệt trả rời phòng lần nữa lâm vào hắc ám bên trong ôn nguyệt đang lúc nửa tỉnh nửa mê lại nghe thấy tiếng sột soạt động tỉnh âm thanh nhưng nàng bị mộng ma ngăn chặn thực sự là vây được mở mắt không ra rất nhanh lại ngủ thật say coi như nàng ý thức thanh tỉnh lại như thế nào đâu nàng vốn cũng không có xen vào việc của người khác thói quen ôn nguyệt giấc ngủ này làm giấc mộng khi là cái cùng với nàng không hề quan hệ mộng nàng lấy thứ ba thì dắt nhìn xem người khác cố sự trình diễn trong mộng nhân vật chính là hai cái chính phong nhã hào hoa hăng hái thiếu niên lang hai người quen biết tại giang hồ mới quen đã thân hết sức hợp ý thế là bái quan công kết bái làm khác phái huynh đệ lão khung sáo cũ không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày hai người kết bái làm huynh đệ về sau, liền tiếp theo gánh vác lên hành y tế thế, trừng trị tham quan trọng trách. Lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu, đóng lửa thịt nướng rượu ngon, hai người quan hệ tốt phải khó bỏ khó phân. Mộng cảnh cuối cùng là dừng lại tại một người một ngựa, các vàng hoang mạc cô bi, đầy trời mặt trời lặn dưới tấm hình. Theo mộng cảnh kết thúc, ông Nguyệt cũng yếu ớt tỉnh lại, nàng còn tại dư vị giấc mộng kia. Loại kia khoái ý nhân sinh, tùy ý giang hồ, tùy tính mà sống cảm giác, thật để nàng mười phần ao ước một người một ngựa một đao một kiếm hành tẩu giang hồ phóng đảng không bị trói buộc tiêu dao tự tại ôn nguyệt biết đây là trạch viện chủ nhân chính lấy phương thức của mình đến cho nàng truyền lại tin tức trời đã có chút tỏa sáng ôn nguyệt dẫn đầu tỉnh lại nàng không có nhàn rỗi đem lò nhóm lửa về sau nàng bắt đầu nấu canh thịt dê nấu canh thịt dê nước trực tiếp là chưa pha loãng qua không gian nước linh tuyền mà thịt dê cũng là không gian sản phẩm không chỉ là thịt dê, để vào canh thịt dê bên trong thuốc đông y cỏ, cũng đều là không gian sản phẩm. Trải qua một đêm tư tưởng đấu đấu tranh cùng đau khổ giải dụ, ôn nguyệt cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng nước linh tuyền cho nguyên chủ người nhà cải thiện thể chất. Làm như thế, coi như là hoàng nguyên chủ chi ân. Dù cùng nguyên chủ gặp nhau không sâu, hiểu rõ rất ít, nhưng lấy nàng kế thừa nguyên chủ ký ức đến xem, nguyên chủ không phải nói láo người. Nguyên chủ từng nói qua, nàng không phải nguyên lai like thế giới người, nàng là thuộc về thế giới này người, nếu như nàng không thể tại sinh mệnh kết thúc trước trở lại cái này của đại thế giới, vậy liền về tiêu hương ngọc vẫn. Liên quan tới điểm này, nàng tin nguyên chủ nói tới. Mà theo nàng cùng một chỗ xuyên qua cái này của đại thế giới không gian cùng tầm bảo chiếc nhẫn, nàng dị năng, đều là nguyên chủ cho nàng quà tặng. Mặc dù không gian tùy thân xuyên qua mà đến, xuất hiện thu hoạch bảo bối sau cần thăng cấp cái này bút, nhưng hết thảy đều là nàng chỗ hài lòng. Cho nên nàng làm đây hết thảy, coi như là còn cái này chi ân về phần sinh mệnh chi ân chính là hoàn thành thay nguyên chủ đem người nhà hộ tống đến lĩnh nam nhiệm vụ